Đúng như thế đó, thì sao? Tao cho mày hai lựa chọn, một là cút ra khỏi đây còn hai là tao ném mày ra khỏi. Bùi Đông Lai nói, sắc mặt chuyển lạnh. Bá! Nghe được giọng nói lạnh như băng của Bùi Đông Lai thì sắc mặt của nữ quản lý liền biến đổi, bất quá nàng biết bây giờ nàng cũng không có tư cách mở miệng nữa. Ba, ba, ba. Cùng lúc đó, ba tên thành viên bảo vệ ở phía sau của Đằng Tỉnh liền bước lên, giống như là một ngọn núi che trước người Đằng Tỉnh, sắc mặt bọn hắn lạnh lùng nhìn vào Bùi Đông Lai, chỉ cần Đằng Tỉnh ra lệnh một tiếng thì bọn hắn liền bước lên làm thịt Bùi Đông Lai liền. Ha ha, ha ha. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì Đằng Tỉnh giống như là đang nghe một câu chuyện cười, hắn cười một cách khinh thường, sau đó nhìn sang Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân, nói. Mộ tiểu thư, Trang tiểu thư, tôi cam đoan rằng sẽ còn tìm hai cô nữa. Chúng ta đi. Nói xong, ánh mắt của Đằng Tỉnh liền chuyển từ trên người Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân qua Bùi Đông Lai, ý bảo hắn hoàn toàn không đem những lời của Bùi Đông Lai để vào trong lòng. Tao nói cho mày đi rồi sao? Mắt thấy Đằng Tỉnh nghiêu bức như thế thì Bùi Đông Lai liền bước lên, quát một tiếng. Tiểu tử, tuy rằng nơi này là Nam Cảng, tuy rằng tao không biết mày là ai nhưng mà sự kiên nhẫn của tao cũng có hạn, đừng chọc tao nổi giận. Sắc mặt Đằng Tỉnh trở nên âm trầm, quay lại nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Không trả lời. Ngay sau đó, ba tên bảo tiêu của Đằng Tỉnh chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua. Sau đó vẻ mặt bọn hắn không thể tin tưởng được thì Bùi Đông Lai đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Đằng Tỉnh. Sau đó liền nắm lấy người của Đằng Tỉnh rồi giơ lên giống như là đang xách một con gà vậy, trực tiếp xách Đằng Tỉnh đi tới cửa của nhà hàng. Thằng, thằng khốn. Bất ngờ xảy ra một màn như vậy khiến cho Đằng Tỉnh sợ tới mức mặt không còn chút máu. Sau đó theo bản năng thì hắn liền giãy giụa nhưng lại cảm thấy bản thân giống như một cái kìm sắt kẹp lấy người làm cho hắn không thể động đậy được. Hắn liền gầm lên nhìn về phía ba tên bảo tiêu. Con ma nó, còn đứng thất thần đó làm gì? Mau phế hắn cho tao. Bởi vì lần này Đằng Tỉnh theo lệnh của Đằng Xuyên Nguyên đến Nam Cảng cho nên bảo tiêu của hắn toàn là người hạ nhẫn của nhẫn đường. Ninja được chia thành nhẫn, trung nhẫn cùng hạ nhẫn, mặc dù thực lực của hạ nhẫn là thấp nhất nhưng mà những người khác không thể so sánh được với bọn hắn. Vù, vù, vù. Nghe được Đằng Tỉnh nói như thế thì tuy rằng ba tên bảo tiêu của DDT kinh sợ về tốc độ của Bùi Đông Lai nhưng mà bọn hắn liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó cả ba liền bắn ran gai tại chỗ, theo ba hướng khác nhau đánh về phía Bùi Đông Lai. Con kiến mà cũng dám làm càn sao? Khí huyết cảm ứng được đòn công kích của ba tên ở phía sau lưng thì Bùi Đông Lai quát lên một tiếng rồi đột nhiên xoay người lại, tay phải phát lực đem Đằng Tỉnh đánh về phía ba tên kia. Hoành Tảo Thiên Quân. Tốc độ của Bùi Đông Lai rất nhanh, khiến cho ba tên bảo tiêu khó lòng phòng bị. Bốp, 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 rắc. Lực đạo khủng bố đánh thẳng vào ba tên bảo tiêu kia, mà cả người Đằng Tỉnh thì giống như bị nứt hết cả xương làm cho thân thể hắn vặn vẹo lại, cả người hắn đau đớn đến thiếu chút nữa mà phải hôn mê. Bịch, bịch, bịch. Sau đó ba tên bảo tiêu của Đằng Tỉnh liền hung hăng đập vào bàn ăn ở xung quanh. A. À. Đột nhiên xảy ra một màn như vậy khiến cho toàn bộ mọi người trong nhà hàng liền dừng ăn nhìn lại phía bên này, thấy được một màn như vậy thì một số người nhát gan liền hét lên những tiếng thét chói tai rồi né ra. Bùi Đông Lai cũng không có dừng tay lại mà tiếp tục nắm lấy Đằng Tỉnh kéo ra tới cửa của nhà hàng. Tao là phó tổng của công ty giải trí Đông Hoàng của Nhật Bản, là khách quý của Uông Chu Tiên Sinh, nếu mày không muốn đắc tội với Uông Tiêu Sinh thì lập tức thả tao ra. Thấy thủ đoạn của Bùi Đông Lai thì Đằng Tỉnh liền nói ra thân phận của mình, muốn dùng thân phận của mình để uy hiếp Bùi Đông Lai. Két. Trả lời Đằng Tỉnh chính là tiếng mở cửa. Vèo. Sau đó, dưới vẻ mặt không thể tin của mọi người trong nhà hàng, dưới vẻ mặt sợ tới mức hồn phi phách tán của Đằng Tỉnh thì Bùi Đông Lai ném Đằng Tỉnh ra ngoài giống như là quăng một bịch rác vậy. A, à, không nên. Đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết vang lên đã khiến cho mọi người ở trên đường phải dừng lại rồi đem ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng thét đó. Bịch, bịch. Lúc này đây, Bùi Đông Lai đã ném Đằng Tỉnh giống như là ném một bịch rác ra đường, rất nhanh cả người của Đằng Tỉnh đã nện vào một cái cây trên đường rồi rơi xuống đất. Phù, phù. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của hắn trở nên tái nhợt, hắn cũng không có để ý đến vết thương ở trên người mà không ngừng kêu lên. Cứu mạng, cứu mạng. Thấy một màn như vậy thì vẻ mặt của những người đi giường trở nên quái dị, mà hai gã tuần cảnh cách đó không xa vội vàng chạy về phía Đằng Tỉnh.
Cùng lúc đó, trong phòng ăn, ba tên bảo tiêu của Đằng Tỉnh thấy được một màn như vậy thì liền cả kinh. Bọn hắn liền chạy đến bên cửa, thấy được Đằng Tỉnh không có chết thì âm thầm thở ra một hơi. Mặc dù Đằng Tỉnh chỉ là một tên hoàn khố rách nát nhưng dù sao đi chăng nữa thì hắn cũng có địa vị ở Đằng gia, nếu quả thật hắn xảy ra vấn đề gì thì bọn hắn cũng phải đi chung để bồi mạng. Sau đó, bọn hắn hoảng sợ nhìn vào Bùi Đông Lai rồi giống như một đám gà trống bại trận, ủ rủ, cẩn thận mà rời khỏi nơi này. Thật xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến tâm tình dùng cơm của mọi người. Để tỏ lòng xin lỗi, toàn bộ chi phí tối nay của mọi người cứ để tôi tính. Bùi Đông Lai cũng không có ngăn cản ba tên bảo tiêu kia, hắn xoay người lại, mỉm cười nhìn vào đám khách nhân đang trợn mắt há mồm kia. Nghe được giọng nói của Bùi Đông Lai, nhìn nụ cười trên mặt của hắn thì tất cả mọi người trong nhà hàng không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại dễ gần đến vậy. Tiên sinh tôn quý, bởi vì chúng tôi đã không làm tròn bổn phận nên mới để phát sinh chuyện như vừa rồi. Để tỏ lòng xin lỗi, toàn bộ chi phí tối nay sẽ được free. Thân là quản lý của nhà hàng thì mặc dù nàng không biết Bùi Đông Lai là thần thánh phương nào nhưng mà ở nàng xem ra, khi Bùi Đông Lai dám đem Đằng Tỉnh quăng ra ngoài đường, hơn nữa khi nghe Đằng Tỉnh đem Uông Chu ra dọa thì Bùi Đông Lai cũng không có ngừng tay, điều này đủ để chứng minh Bùi Đông Lai hoàn toàn không kiêng kỵ Uông Chu. Đồng thời nàng còn biết đối với hành vi lúc nãy của mình thì Bùi Đông Lai có chút bất mãn, vì thế không đợi Bùi Đông Lai mở miệng trả lời thì nàng đã nhanh chóng nói với mấy tên bồi bàn. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp lại chỗ này, ngoài ra xem thử những vị khách khác còn cần gì không. Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, hai gã tuần cảnh đã đến bên cạnh Đằng Tỉnh rồi hỏi, đồng thời trong lòng cũng cảm thán mạng của Đằng Tỉnh khá lớn. Tôi bị người ở trong nhà hàng kia ném ra. Lúc này đây, nỗi sợ hãi trong lòng của hắn đã giảm đi, thay vào đó chính là vẻ phẫn nộ. Tôi chính là phó tổng của công ty giải trí Đông Hoàng Nhật Bản. Tôi dẫn người đến Nam Cảng là để tiến hành khảo sát để đầu tư vào với công ty giải trí Hồng Tinh, nhưng mà trị an của nơi này quá kém khiến cho tôi phải thất vọng, tôi muốn các anh nhất định phải đem hung thủ trừng phạt một cách nghiêm khắc. Nghe được Đằng Tỉnh nói như thế thì hai gã tuần cảnh đều cả kinh không nhẹ, sau đó bọn hắn cũng hiểu được tính nghiêm trọng của việc này, nếu xử lý không tốt thì sẽ thành sự kiện quốc tế, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cảnh sát Nam Cảng. Tiên sinh, Nam Cảng chính là nơi trị an tốt nhất của châu Á. Xin ngài cứ yên tâm, chuyện này nhất định chúng tôi sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa mãn. Rất nhanh, hai tên tuần cảnh liền cam đoan với Đằng Tỉnh, đồng thời liền báo cáo lại chuyện này với cấp trên. Tiên sinh, cấp trên sẽ đến đây ngay bây giờ, hơn nữa còn làm phiền ngài phối hợp với chúng tôi, giúp chúng tôi chỉ ra và xác nhận hung thủ. Sau khi nhận được chỉ thị thì hai gã tuần cảnh hướng về phía Đằng Tỉnh rồi nói. Hy vọng các anh có thể trừng phạt nghiêm khắc hung thủ. Nếu không thì tôi sẽ đem chuyện này nói lại cho lãnh sự quán của Nhật Bản ở Nam Cảng này để cho hắn đến đây xử lý. Vẻ mặt của Đằng Tỉnh tức giận, nói. Tuy rằng hắn đã nhận ra thân phận của Bùi Đông Lai không đơn giản nhưng mà đối với chuyện vừa rồi thì hắn chỉ cần lợi dụng Đại sứ quán Nhật Bản ở Nam Cảng để tạo áp lực thì tất nhiên Bùi Đông Lai sẽ phải một cái giá rất nhiều. Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa mãn. Mắt thấy Đằng Tỉnh đem lãnh sự quán Nhật Bản ra thì hai gã tuần cảnh liền cả kinh không nhẹ, bọn hắn vội vàng cam đoan lại một lần nữa rồi mang theo đám người Đằng Tỉnh đi vào nhà hàng. Trong nhà hàng, khách nhân lại một lần nữa ngồi xuống mà dùng cơm. Bởi vì trong lòng có ấn tượng tốt với BDLD nên bọn hắn thường đem ánh mắt nhìn sang chỗ của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân. Rất nhanh hai gã tuần cảnh đã cùng đám người Đằng Tỉnh đi vào nhà hàng. Điều này đã làm hấp dẫn không ít người. Trong đó nữ quản lý của nhà hàng thì nhăn mặt lại mà những khách nhân kia lại bàn luận sôi nổi. Chính là hắn. Đằng Tỉnh thấy được Bùi Đông Lai tỏ ra không có việc gì, đang ngồi dùng cơm với Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân thì liền tức giận, vội vàng chỉ tay về phía hướng Bùi Đông Lai. Đông Lai, cảnh sát đến đây rồi. Mộ Khuynh Nhan thấy thế, có chút khẩn trương nói. Không sao đâu. Bùi Đông Lai cũng không quay đầu lại, nói. Một lát nữa khi cảnh sát đến đây thì các cậu cứ nói thật, nói rằng tên đó muốn quấy rối các cậu hơn nữa còn động tay động chân nữa. Được. Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân gật đầu. Chúng tôi là cảnh sát hoàng gia của Nam Cảng, cậu vừa rồi đã đem vị tiên sinh này ném ra khỏi đây, thiếu chút nữa làm cho vị tiên sinh này mất mạng, hiện tại mời cậu cùng chúng tôi đến cục cảnh sát để điều tra.
Hai tên cảnh sát thấy được Đằng Tỉnh chỉ vào người đang dùng cơm với nhóm nhạc hoàng hậu thì vốn là ngẩn ra, sau đó bọn hắn nghĩ đến chỉ thị của cấp trên thì vẫn kiên trì đi đến. Cảnh sát tiên sinh, cậu ta là bạn của chúng tôi, vừa nãy tên kia đến quấy rối chúng tôi hơn nữa còn muốn động tay động chân với chúng tôi, điều này đã chọc giận bạn của tôi. Mộ Khuynh Nhan đứng lên, giải thích. Trang Hiểu Vân cũng đứng dậy, nói. Cảnh sát tiên sinh, nếu không thì các anh có thể hỏi mọi người ở chung quanh. Ách! Nghe được câu giải thích của Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân thì hai gã tuần cảnh liền sửng sốt mà Đằng Tỉnh thì tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy hắn vươn tay ra chỉ vào Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân, vẻ mặt phẫn nộ, nói. Cô, các cô nói bậy, tôi quấy rối các cô khi nào? Cảnh sát tiên sinh, tôi có thể làm chứng, vừa rồi quả thật là tên kia đã quấy rối Mộ tiểu thư và Trang tiểu thư. Tôi cũng có thể làm chứng. Chấm. Những người khách trong nhà hàng liền sôi nổi ra mặt làm chứng, ánh mắt nhìn về phía Đằng Tỉnh tỏ ra xem thường một tên Nhật Bản hung hăng càn quấy tại Nam Cảng thì thôi, bị người ta vứt khỏi đây thì lại còn muốn cảnh sát đến giúp đỡ. Ách. Mắt thấy một đám những khách nhân đứng dậy làm chứng thì hai gã tuần cảnh liền ngạc nhiên. Không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Mày, chúng mày, khốn kiếp. Đằng Tỉnh thấy thế, tức giận đến giận sôi máu, mắng một câu rồi lập tức cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Đông Văn Bân. Đồng tiên sinh, tôi là Đằng Tỉnh, hiện tại đang ở nhà hàng. Gặp phải một chút phiền toái, ông lập tức đến đây. Điện thoại được chuyển, không đợi Đông Văn Bân mở miệng hỏi thì Đằng Tỉnh đã nói. Đầu bên kia điện thoại lúc này Đông Văn Bân đang dùng cơm nghe được Đằng Tỉnh nói như thế thì cũng không có hỏi nhiều mà đáp. Được, Đằng Tỉnh tiên sinh. Ngoài ra, ông hãy nói cho Uông Chu tiên sinh để cho ông ta đến đây một chuyến, chuyện này có quan hệ đến hợp tác giữa công ty giải trí Đông Hoàng và công ty giải trí Đông Tinh. Đằng Tỉnh thấy được những người ở đây đứng ra làm chứng cho Bùi Đông Lai thì nhất thời liền quyết định để cho Uông Chu ra mặt, sau đó lợi dụng đại sứ quán của Nhật Bản ở Nam Cảng tạo áp lực. Khiến cho Bùi Đông Lai không chịu nổi. Hàng năm thì việc hợp tác giữa hai công ty chiếm lấy một số tiền không nhỏ, nếu như ngừng hợp tác thì chắc chắn công ty giải trí Hồng Tinh sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Cho nên, nghe được Đằng Tỉnh nói như thế thì Đông Văn Bân liền cả kinh, vội vàng nói. Xin Đằng Tỉnh tiên sinh yên tâm, tôi lập tức đem chuyện này thông báo cho Uông tiên sinh, sẽ cùng Uông Tổng đến đó. Được. Đằng Tỉnh nghe vậy thì khuôn mặt tràn đầy vết thương của hắn liền nở ra một nụ cười dữ tợn, giống như là một con độc xà âm độc nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Xem ra mày chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Lời nói của Đằng Tỉnh vừa hạ xuống thì Bùi Đông Lai giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Đằng Tỉnh. Mày muốn làm gì? Đằng Tỉnh thấy thế thì kinh hãi, lập tức hướng về hai tên tuần cảnh mà cầu cứu. Cảnh sát tiên sinh, hắn muốn động thủ đánh người. Giúp tôi cản hắn lại. Bá! Không đợi cảnh sát ra tay thì tay phải của Bùi Đông Lai vung lên, cầm lấy cái điện thoại trên tay của Đằng Tỉnh. Đông Văn Bân, không cần gọi điện cho Uông Thúc. Cầm lấy điện thoại, Bùi Đông Lai lạnh lùng nói. Mặt khác anh cũng không cần phải đến nơi này, từ giờ trở đi anh đã bị đuổi việc. Bùi tiên sinh! Đầu bên kia điện thoại. Nghe được giọng nói của Bùi Đông Lai thì Đông Văn Bân vốn là ngẩn ra sau đó sắc mặt liền biến đổi. Ba, không trả lời, Bùi Đông Lai trực tiếp cúp điện thoại rồi đưa đến trước mặt Đằng Tỉnh. Mày cứ tiếp tục tìm viện binh đi. Ách, dưới ánh đèn, vẻ mặt của Đằng Tỉnh giống như là nhìn thấy quỷ nhìn vào Bùi Đông Lai. Mày, rốt cuộc mày là ai? Mày, rốt cuộc mày là ai? Không khí trong nhà hàng đang im lặng. Giọng nói tràn đầy vẻ kinh sợ của Đằng Tỉnh đã làm cho mọi người nghe rõ ràng. Bá! Trong phút chốc, trừ Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân ra thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Bùi Đông Lai, chờ mong Bùi Đông Lai sẽ trả lời. Bọn hắn và Đằng Tỉnh đều giống nhau, thực sự muốn biết người dám đem Đằng Tỉnh quăng ra khỏi đây rồi lại chỉ nói một câu để cho Đông Văn Bân người phụ trách công ty giải trí Hồng Tinh phải cuốn gói ra đi, rốt cuộc người này là thần thánh phương nào. Không trả lời. Bùi Đông Lai trả điện thoại lại cho Đằng Tỉnh rồi đi về phía hai tên tuần cảnh kia. Cảnh sát tiên sinh, tội quấy rối tình dục thì nên xử lý như thế nào? Ách! Hai gã tuần cảnh cả kinh há to mồm, không dám mở miệng trả lời, bởi vì bọn hắn biết Bùi Đông Lai muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Muốn lợi dụng cảnh sát để đối phó với Đằng Tỉnh. Mà vừa rồi cấp trên của bọn hắn ra lệnh cho bọn hắn nhất định phải khống chế Bùi Đông Lai.
hoàn toàn trợ giúp Đằng Tỉnh xử lý việc này. Nếu như các anh không biết như vậy thì để tôi gọi điện thoại cho vệ sử trưởng vậy. Bùi Đông Lai thấy hai gã tuần cảnh không lên tiếng, tiếp tục nói. Vệ sử trưởng. Hai gã tuần cảnh nghe vậy thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân là tuần cảnh thì bọn hắn tự biết vệ sử trưởng trong miệng của Bùi Đông Lai là ai. Tiên sinh, tội quấy rối tình dục này dựa vào pháp luật của Hồng Kông nhẹ thì tiến hành xử phạt bằng tiền, rồi tạm giữ. Một gã tuần cảnh lộ ra vẻ khẩn trương, nói. Bùi Đông Lai nói. Vừa rồi hắn gây rối với Mộ tiểu thư và Trang tiểu thư, tất cả mọi người nơi này đều có thể làm chứng. Như vậy các anh có thể mang hắn ta về cục cảnh sát để điều tra không? Vâng, vâng. Giờ phút này, thấy được Bùi Đông Lai chỉ mở miệng là có thể đuổi được Đông Văn Bân, hơn nữa lại quen với vệ sử trưởng thêm vào đó là những lời gây bất lợi cho Đằng Tỉnh thì hai gã tuần cảnh này liền lập tức thay đổi quyết định. Tiểu tử, mày là người của Uông Chu hả? Lúc này đây Đằng Tỉnh đã bình tĩnh trở lại, hắn nhớ lại lúc này Bùi Đông Lai nói chuyện điện thoại với Đông Văn Bân thì gọi Uông Chu là Uông Thúc, cho nên hắn cảm thấy được Bùi Đông Lai là người thân của Uông Chu. Lúc này ông đã có hành vi gây rối tình dục đối với Mộ tiểu thư và Trang tiểu thư, chứng cớ đã rõ ràng. Xin ông hãy theo chúng tôi đến cục cảnh sát để điều tra. Trả lời Đằng Tỉnh chính là giọng nói của một gã tuần cảnh. Nghe được tên tuần cảnh kia nói như thế thì Đằng Tỉnh thiếu chút nữa ngã xuống đất, hắn chỉ vào hai tên tuần cảnh, nói. Thằng khốn. Mắng xong, Đằng Tỉnh cũng hiểu được hai gã tuần cảnh bị Bùi Đông Lai lợi dụng. Hắn lập tức hướng về phía Bùi Đông Lai, lạnh lùng nói. Tiểu tử, cho dù mày là người của Uông Chu thì mày nghĩ tao sẽ sợ mày sao? Tao nói rồi, mày có thể tiếp tục gọi điện để tìm viện binh. Bùi Đông Lai thản nhiên ngồi xuống. Tốt, tốt, tốt. Đằng Tỉnh tức giận nói xong ba chữ tốt, sau đó không đợi hai gã tuần cảnh đi lên thì trực tiếp gọi điện thoại cho người phụ trách đại sứ quán Nhật Bản ở Nam Cảng này. Y bác thúc thúc. Ngài khỏe chứ, cháu là Đằng Tỉnh. Điện thoại được chuyển, Đằng Tỉnh tự giới thiệu. Đầu bên kia điện thoại, nghe được giọng nói của Đằng Tỉnh thì y bác hơi ngạc nhiên, sau đó hắn cười nói. Đằng Tỉnh, chú nghe được hôm nay cháu đến Nam Cảng, như thế nào mà gọi điện cho thúc thúc đây? Thật có lỗi, y bác thúc thúc, trưa nay thì cháu vốn đã muốn gọi điện thoại đến cho chú nhưng mà sợ chú bận công việc. Đằng Tỉnh khách sáo một câu rồi đi vào vấn đề. Y bác thúc thúc, cháu gặp một chút phiền toái, cần chú ra mặt giúp cháu xử lý. Chuyện gì? Y bác nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó hắn liền âm thầm cảnh giác, hắn chẳng những biết được thân phận của Đằng Tỉnh mà còn biết được Đằng Tỉnh chính là phó tổng của công ty giải trí Đông Hoàng, đang dẫn người đi đến khảo sát công ty giải trí Hồng Tinh. Dưới tình hình như thế, lúc này Đằng Tỉnh gặp phiền toái thì chỉ cần gọi điện cho Uông Chu là được rồi, cần gì phải gọi cho mình. Cháu đang ở nhà hàng, dùng cơm, thì bị người ta đánh, hơn nữa đối phương còn nói cháu quấy rối tình dục bạn của hắn, muốn cảnh sát bắt cháu. Đằng Tỉnh nói thẳng. Y bác nghe vậy thì cũng không tỏ thái độ gì mà hỏi lại. Đối phương là ai? Không biết. Đằng Tỉnh nói xong nhìn Bùi Đông Lai liếc mắt một cái. Như vậy đi, để chú gọi điện thoại cho cảnh sát Nam Cảng hỏi thăm một chút, xem thử đối phương là ai rồi sẽ giúp cháu xử lý chuyện này. Y bác nghĩ một chút rồi nói. Vậy làm phiền y bác thúc thúc rồi. Đối với thái độ của y bác thì dường như Đằng Tỉnh có chút không vui, hắn nhắc nhở. Trước khi đến Nam Cảng thì thúc thúc của cháu đặc biệt nói cháu hướng về ngài để gửi lời thăm hỏi. Lộp bộp, nghe được câu nhắc nhở của Đằng Tỉnh thì trong lòng y bác không khỏi cả kinh. Y bác biết thân phận của Đằng Tỉnh, biết được người mà Đằng Tỉnh nói là ai, đó chính là Đằng Xuyên Nguyên người nắm quyền hắc đạo của Nhật Bản. Hơn nữa Đằng Xuyên Nguyên là một trong những người có ảnh hưởng nhất ở Nhật Bản. Chẳng lẽ Đằng Tỉnh là chịu sự phân phó của Đằng Xuyên Nguyên, muốn đến Nam Cảng này để làm nhiệm vụ đặc thù? Trong lòng y bác vừa động, liền nói. Đằng Tỉnh, cháu cứ yên tâm, chuyện này thúc thúc sẽ giúp cháu giải quyết. Cháu ở đây chờ tin của y bác thúc thúc. Đằng Tỉnh nói xong thì cúp điện thoại, vẻ mặt cười lạnh nhìn vào Bùi Đông Lai, sau đó lại nhìn về phía hai tên tuần cảnh. Hai người chúng mày sẽ bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà phải trả giá rất nhiều, tao thề. Hai gã tuần cảnh nghe thế thì mang theo vài phần sợ hãi nhìn về phía Bùi Đông Lai, muốn Bùi Đông Lai giúp bọn hắn. Các anh không cần phải sợ, chỉ cần các anh làm đúng thì không ai có thể đụng vào các anh.
Đọc được ý tứ trong ánh mắt của hai gã tuần cảnh thì Bùi Đông Lai nói ra một câu, sau đó lấy ra điện thoại rồi bấm một số điện thoại. Bùi tiên sinh, nghe nói ngài đã đến Nam Cảng. Điện thoại được chuyển, giọng nói của vệ sử trưởng liền truyền vào giọng nói của Bùi Đông Lai, giọng nói vô cùng khách khí. Không biết khi nào thì ngài có thời gian, tôi sẽ mời ngài dùng một bữa cơm. Vệ sử trưởng, cảm ơn ý tốt của ngài. Bùi Đông Lai cười nói. Ăn cơm thì cũng không cần, tôi nghĩ muốn nói một việc cho ngài biết. Xin mời ngài nói. Giọng nói của vệ sử trưởng vẫn tỏ ra vô cùng khách khí. Khách khí là bởi vì hắn biết được sở dĩ hắn có thể trở thành nhân vật số 2 của Nam Cảng, hơn nữa lại có hy vọng trở thành nhân vật số 1 trong ngành cảnh sát hoàn toàn là do Bùi Đông Lai ban tặng. Một đoạn thời gian trước, tuy rằng Nam Cảng đã trải qua phong ba nhưng mà từ sau khi phong ba ở Nam Cảng kết thúc thì trị an của Nam Cảng liền trở nên thái bình, chẳng những vụ phạm tội giảm xuống mà trị an so với trước đây thì tốt hơn nhiều. Khách khí, là bởi vì hắn biết được năng lực khủng bố của Bùi Đông Lai ở trong quốc nội. Vệ sử trưởng, là như thế này. Bùi Đông Lai cân nhắc một chút rồi nói. Có một tên Nhật Bản ở trong nhà hàng ABC chọc phá Mộ tiểu thư và Trang tiểu thư. Có hai người tuần cảnh muốn dẫn hắn về cục cảnh sát để điều tra nhưng mà hắn không có phối hợp, hơn nữa lại còn gọi điện thoại cho đại sứ quán của Nhật Bản ở Nam Cảng, rồi áp hiếp hai tuần cảnh kia, muốn khai trừ bọn họ. Hắc, khi nào thì người Nhật Bản có thể làm chủ được ở Nam Cảng đó? Vệ sử trưởng lăn lộn được lên tới đây thì tự nhiên là IQ sẽ không thấp, hắn liền hiểu được ý của Bùi Đông Lai, hắn lập tức tỏ thái độ. Xin Bùi tiên sinh yên tâm. Cảnh sát Nam Cảng luôn luôn làm theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt sẽ không để phần tử khủng bố nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi sẽ lập tức phái người qua kia bắt tên Nhật Bản kia về cục cảnh sát. Vậy làm phiền vệ sử trưởng rồi. Bùi tiên sinh khách khí, giữ gìn xã hội trị an chính là nhiệm vụ của cảnh sát, lại nói tôi cần phải cảm ơn ngài nữa. Vệ sử trưởng cười khách sáo nói. Vệ sử trưởng, vậy ngài cứ thu xếp đi, khi khách thì tôi sẽ mời ngài dùng cơm. Bùi Đông Lai cười nói. Vệ sử trưởng cũng cười nói. Bùi Đông Lai cứ yên tâm, đợi xử lý xong việc này thì tôi sẽ gọi lại cho ngài, hẹn gặp lại. Gặp lại. Bùi Đông Lai cúp điện thoại nhìn vào hai tên tuần cảnh kia, nói. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh hai người sẽ nghe được mệnh lệnh của cấp trên. Cảm ơn ngài, tiên sinh. Hai gã tuần cảnh biết vừa rồi Bùi Đông Lai đã gọi điện thoại cho vệ sử trưởng cho nên lập tức cúi đầu cảm ơn. Thấy một màn như thế thì Đằng Tỉnh có chút bất an. Cùng lúc đó, sau khi kết thúc cuộc gọi với Bùi Đông Lai thì vệ sử trưởng lại cảm thấy điện thoại của hắn vang lên. Ngài khỏe chứ, Y Bắc tiên sinh. Thấy số gọi đến thì vệ sử trưởng liền nghe. Ngài khỏe chứ, vệ sử trưởng. Đầu bên kia điện thoại. Y Bắc mơ hồ đoán được lần này Đằng Tỉnh đến Nam Cảng là để làm một nhiệm vụ quan trọng cho nên hắn quyết định cần phải giúp Đằng Tỉnh cho nên liền nói thẳng. Tôi có một cần muốn phản ánh với ngài. Y Bắc tiên sinh, ngài cứ nói. Vệ sử trưởng giả ngu. Nước tôi có một người tên là Đằng Tỉnh đến Nam Cảng để bàn việc làm ăn với công ty giải trí Hồng Tinh. Y Bắc nghiêm mặt, nói. Vừa rồi hắn gọi điện thoại cho tôi nói hắn đang ở nhà hàng ABC dùng cơm thì bị người ta ném hắn ra khỏi nhà hàng, hơn nữa đối phương còn hãm hại vu cáo nói rằng quấy rối tình dục. Nói tới đây, Y Bắc dừng một chút rồi nói tiếp. Vệ sử trưởng, trị an của Nam Cảng nổi tiếng khắp thế giới, tôi tin rằng ngài có thể xử lý tốt chuyện này. Y Bắc tiên sinh, tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại cho nên đã biết được chuyện này. Vệ sử trưởng tỉnh bơ. Bất quá. Dựa vào tin tức mà tôi có thì vị Đằng Tỉnh tiên sinh kia đích thực là có quấy rồi Mộ tiểu thư cùng Trang tiểu thư. Hả? Nghe vệ sử trưởng nói như thế thì Y Bắc ngẩn ra, sau đó hắn nhớ tới những hành động của Đằng Tỉnh đối với những nữ nghệ sĩ của Nhật Bản thì cũng biết được những lời của vệ sử trưởng nói là sự thật, bất quá hắn cũng làm ra một bộ dạng tức giận, nói. Vệ sử trưởng, Đằng Tỉnh tiên sinh là phó tổng kinh lý kiêm đồng sự của công ty giải trí Đông Hoàng. Là nhân vật như thế thì làm sao hắn có thể làm ra những chuyện vô sỉ như thế được? Vu cáo, đây tuyệt đối là vu cáo trắng trợn. Tôi hy vọng vệ sử trưởng có thể điều tra lại chuyện này, cấp lại cho Đằng Tỉnh tiên sinh sự trong sạch. Ngài không nên vì những chuyện nhỏ như thế này mà làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị của hai nước. Y Bắc tiên sinh, so sánh với lời của ngài thì tôi càng tin lời của người vừa gọi đến cho tôi. Mắt thấy Y Bắc nghiêu bức,
họ hét uy hiếp mình thì vệ sử trường cười lạnh, nói. Còn nữa, cho dù những lời của người kia là giả thì tôi cũng coi là sự thật. Ông, Y Bắc tức giận. Y Bắc tiên sinh, chớ nhắc tôi không nhắc nhở ông, người kia thì tôi không đắc tội nổi mà ông lại không thể. Vệ sử trường cười lạnh. Y Bắc cả kinh, vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Hắn là ai vậy? Hắn họ Bùi, tên Đông Lai. Hắn họ Bùi, tên Đông Lai. Lời nói hời hợt của vệ sử trường giống như là một đạo sấm sét vang lên bên tai của Y Bắc, không ngừng quanh quẩn bên tai của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Phụ trách thu thập tình báo ở Nam Cảng và Trung Quốc là nhiệm vụ của hắn. Cho nên đối với Bùi Đông Lai thì hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại thì hắn vô cùng quen thuộc. Hắn chẳng những biết được Bùi Đông Lai lấy tư thế mãnh long quá giang, trong nháy mắt tiêu diệt Đông Tinh, thống nhất hắc đạo Nam Cảng, trở thành chủ nhân phía sau màn của Nam Cảng, hơn nữa hắn còn biết được chuyện trong khách sạn ở Yên Kinh. Hắn không thể tưởng tượng được, cha con Bùi gia có bao nhiêu cân lượng mới có thể khiến cho Diệp gia, kẻ như mặt trời ban chưa phải chịu nhục nhưng mà hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là kẻ dễ đụng. Dường như đã hiểu được cảm giác lúc này của Y Bắc cho nên vệ sử trường cũng không có nói gì thêm mà là cúp điện thoại rồi sau đó gọi cho thuộc hạ để làm ra an bài. Sau khi ra lệnh xong thì vệ sử trường rất rõ ràng, mặc kệ kế tiếp Đằng Tỉnh sẽ tìm ai, tội danh quấy rối tình dục thì Đằng Tỉnh hắn đã định rồi, đồng dạng cũng sẽ không có gì ngăn cản Đằng Tỉnh bị pháp luật Nam Cảng trừng phạt. So sánh với quốc nội mà nói thì tốc độ của cảnh sát Nam Cảng quả thật là rất nhanh. Một phút sau, hai gã tuần cảnh kia lại nhận được lệnh của cấp trên là lập tức khống chế tên người Nhật Bản tên là Đằng Tỉnh kia. Tiên sinh, tôi lặp lại một lần nữa, bởi vì lúc nãy ngài đã quấy rồi Mộ tiểu thư và Trang tiểu thư nên đã ngài nhất định phải cùng với chúng tôi đến cục cảnh sát để tiến hành điều tra. Sau khi nghe được lệnh của cấp trên thì hai gã tuần cảnh cũng không còn cảm thấy bất an nữa, liền quay người lại nói về phía Đằng Tỉnh. Tao đã liên hệ với Y Bắc tiên sinh người phụ trách đại sứ quán Nhật Bản tại Nam Cảng này, ông ta sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi. Đằng Tỉnh hoàn toàn đem lời nói của hai gã tuần cảnh trở thành giấm chó, vẻ mặt hung hăng càn quấy, nói. Tụi mày cứ chờ bị đuổi đi. Bá! Hai gã tuần cảnh thấy Đằng Tỉnh như bức, không coi ai ra gì thì liền tức giận rồi lút súng ra, nhắm ngay vào người Đằng Tỉnh, lạnh lùng nói. Xin ông lập tức theo chúng tôi về cục cảnh sát để điều tra. Ách! Thấy được hành động của hai gã tuần cảnh thì ba tên bảo tiêu của Đằng Tỉnh theo bản năng liền giơ tay lên, ánh mắt của hắn nhìn qua chỗ Bùi Đông Lai sau đó liền bỏ qua suy nghĩ này, lại đem ánh mắt nhìn về phía Đằng Tỉnh. Thằng khốn! Đằng Tỉnh thấy thế thì tức giận quát lên một tiếng. Reng! Ngay sau đó, không đợi hai gã tuần cảnh bước lên thì điện thoại trong tay của Đằng Tỉnh đã vang lên. Trong lòng Đằng Tỉnh vừa động, hắn liền rút điện thoại ra, thấy được người gọi đến là Y Bắc thì nụ cười trên mặt của hắn càng trở nên dữ tợn hơn. Chúng mày xong rồi, biết không? Hai tên chúng mày là một kẻ đáng thương. Mắng xong, dường như Đằng Tỉnh còn cảm thấy tức giận, nhìn thẳng về phía Bùi Đông Lai, gào lên. Tiểu tử, còn mày nữa, cho dù mày có tìm tên hỗn đản Uông Chu kia thì mày cũng xong đời rồi. Bùi Đông Lai không để ý đến, tiếp tục dùng cơm. Đằng Tỉnh thấy thế thì cười âm trầm, cầm lấy điện thoại, mơ hồ có chút kích động, nói. Y Bắc thúc thúc, sự việc đã có kết quả chưa? Đằng Tỉnh, tuy rằng tôi không biết cậu làm cái gì nhưng mà tôi khuyên cậu ngay lập tức hãy hướng về đối phương mà xin lỗi đi. Cái gì? Nghe được Y Bắc nói như thế thì Đằng Tỉnh cảm thấy rằng lỗ tai của mình có vấn đề, hắn mở to mắt ra, vẻ mặt trở nên kỳ lại, hỏi. Y Bắc thúc thúc. Ngài muốn tôi hướng tên hỗn đản kia xin lỗi sao? Đúng, lập tức. Giọng nói của Y Bác vô cùng kiên quyết. Đằng Tỉnh vốn cho rằng Y Bác sẽ thông qua các mối quan hệ để giúp hắn xử lý chuyện này cho nên vừa thấy số điện thoại của Y Bác gọi đến thì hắn liền có cảm giác được từ một tên nông dân biến thành một kẻ làm chủ, vô cùng nhu bức. Lúc này, nghe được Y Bác nói như thế thì hắn chỉ thấy được cọng cỏ cứu mạng của mình đã biến mất, mà thay vào đó là hắn bị đạp một phát rơi xuống nước. Loại tương phản này khiến cho hắn cảm thấy nổi lên, không ngừng hét lên. Y Bắc thúc thúc, ngài có lầm hay không, ta bị tên kia ném ra khỏi đây thiếu chút nữa là bỏ mạng, hắn lại hãm hại nói ta quấy rối tình dục, muốn bắt ta vào cục cảnh sát. Mà ngài lại muốn ta đến gặp hắn để xin lỗi sao? Đằng Tỉnh,
nếu cậu không muốn té chết ở Nam Cảng thì lập tức làm theo lời của tôi. Y Bác cố nén cảm giác muốn chửi cho má, nhắc nhở. Nếu nhớ, nơi này là Nam Cảng của Trung Quốc chứ không phải là Nhật Bản. Hắn, rốt cuộc hắn là ai? Nghe được Y Bác nói như thế thì cuối cùng Đằng Tỉnh mới hiểu được sự thật là Y Bác không thể giúp mình, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai đang dùng cơm kia. Giờ phút này, trên mặt của hắn không có chút nửa điểm hung hăng càn quấy mà thay vào đó chính là sự sợ hãi, khiếp sợ cùng nghi ngờ. Hắn thật sự muốn biết tên gia hỏa trước mặt là ai. Hắn là người nằm quyền hắc đạo ở Nam Cảng hoặc có thể nói là ở cả Trung Quốc. Y Bác cảm thấy rằng giọng nói của mình có chút run rẩy, thân hình của hắn cũng run run. Trước đó không lâu, hắn vừa mới ở Yên Kinh đã làm cho Diệp gia một trong tứ đại gia tộc của Trung Quốc phải chịu nhục. Hắn là Bùi Đông Lai sao? Trong lòng Đằng Tỉnh rung mạnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì? Đúng. Trong lòng Y Bác vẫn còn sợ hãi, nói. Đằng Tỉnh, đây là Nam Cảng là Trung Quốc, hắn là người mà chúng ta không thể đắc tội được. Cậu hãy lập tức tới xin lỗi hắn đi, xin hắn tha thứ cho cậu, nếu không hắn muốn xử lý cậu thì cũng giống như là bóp chết một con kiến mà thôi. Kinh ngạc, choáng váng, sửng sốt, ngây người. Đằng Tỉnh từng đoán thân phận của BDLD nhưng mà hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, chính mình lại đi đắc tội với kẻ nắm lấy hắc đạo của Trung Quốc. Mang đi. Sau đó, không đợi Đằng Tỉnh từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần thì đã có mười mấy cảnh sát đã đi vào nhà hàng, kẻ đứng đầu liền vung tay lên, hạ lệnh đem Đằng Tỉnh mắc đi. Không có phản kháng, thậm chí ngay cả kêu gào cũng không có, Đằng Tỉnh giống như là mất đi hồn phách, tùy ý để cảnh sát mang theo hắn và thủ hạ ra khỏi nơi này. Bùi Đông Lai. Đột nhiên Đằng Tỉnh nghĩ đến điều gì rồi hét lên một tiếng. Hành động bất thình lình của Đằng Tỉnh đã khiến cho mấy tên cảnh sát kia giật mình. Sau đó, không đợi hai tên cảnh sát mở miệng, Đằng Tỉnh quay đầu lại giống như là lệ quỷ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Mày tên hỗn đản kia, mày sẽ phải trả một cái giá rất lớn, tao thề. Ăn cái gì đi, không cần để ý đến mấy con chó điên đang kêu loạn lên. Đối mặt với tiếng rít gào của Đằng Tỉnh thì Bùi Đông Lai cũng không để ý đến mà cầm lấy khăn tay, lau miệng rồi cầm lấy ly rượu uống một ngụm, nhìn vào Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân nói. Mày không sống được lâu đâu, anh trai của tao. Mau câm miệng lại. Lúc này đây, không đợi Đằng Tỉnh nói xong thì một gã cảnh sát đã trực tiếp tát vào mặt Đằng Tỉnh, khiến cho Đằng Tỉnh đem câu muốn nói nuốt xuống bụng. Tôi muốn gọi điện thoại. Ăn một cái tát vào mặt khiến cho Đằng Tỉnh tức giận đến cả người run lên. Thành thật một chút cho tôi. Đằng Tỉnh lại bị ăn thêm một cái tát, một hàng cảnh sát nhìn vào Đằng Tỉnh giống như là nhìn phải thằng ngu, cảm giác kia giống như muốn nói, mày rất ngu mà, phải không? Lấy thực lực của người trẻ tuổi kia thì cho dù 18 đời tổ tông của mày ngoi lên từ đống mộ kia cũng không thấm vào đầu cả. Người trẻ tuổi kia có hàng trăm loại phương pháp để khiến cho mày bốc hơi khỏi nhân gian. Mày còn kêu to cái rắm tờ hó gì nữa. Cùng lúc đó, sau khi kết thúc cuộc gọi với Đằng Tỉnh thì Y Bác liền liên lại với gia chủ của Đằng gia là Đằng Xuyên Nguyên. Tôi là Y Bác, người phụ trách đại sứ quán Seoul Nhật Bản tại Nam Cảng, xin để cho Đằng Xuyên Nguyên quân nghe điện thoại. Điện thoại được chuyển thì Y Bác liền kính trọng mà nói. Có chuyện gì không? So với người bình thường thì địa vị của Y Bác là cao lắm rồi, nhưng mà ở trong mắt trợ thủ của Đằng Xuyên Nguyên thì hắn không đáng giá được nhắc tới, hắn cũng biết rằng mình không có tư cách để nói chuyện trực tiếp với Đằng Xuyên Nguyên. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Đằng Xuyên Nguyên quân. Y Bác nói xong, dứt khoát nói thẳng. Đằng Tỉnh bị cảnh sát Nam Cảng mang đi rồi. Hả? Lời nói của Y Bác khiến cho tên trợ thủ của Đằng Xuyên Nguyên ngẩn ra, hắn biết được chuyện Đằng Tỉnh đi Nam Cảng. Lại biết được lần này Đằng Tỉnh đi Nam Cảng là muốn làm tiên phóng để hội tam hợp tiến vào Nam Cảng. Xin chờ một chút. Sau đó, trợ thủ của Đằng Xuyên Nguyên liền trả lời. Y Bác quân, ông nói rằng Đằng Tỉnh bị cảnh sát Nam Cảng mang đi rồi sao? Một phút sau, Đằng Xuyên Nguyên nhận điện thoại, nhíu mày hỏi. Vâng, Đằng Xuyên Nguyên quân tôn kính. Cảm nhận được vẻ uy nghiêm trong giọng nói của Đằng Xuyên Nguyên thì trong lòng của Y Bác khẩn trương. Chuyện gì? Đằng Xuyên Nguyên trầm giọng hỏi. Là như vậy. Y Bác kinh hồn tăng đảm, đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Đằng Xuyên Nguyên. Đồ vô dụng. Nghe Y Bác nói xong thì Đằng Xuyên Nguyên tức giận, sau đó hắn nhíu mày, nói. Ông hãy nghĩ biện pháp cứu Đằng Tỉnh ra,
ta mặc kệ ông dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo hắn quản chặt cái miệng của mình lại. Vâng, Đằng Xuyên Nguyên Quân tôn kính. Nghe được câu trả lời của Y Bác thì Đằng Xuyên Nguyên cũng không nói lời vô ích nữa mà là nhìn sang tên trợ thủ, nói. Bảo Đằng Dã đến đây. Vâng, hội trưởng. Trợ thủ nhận lệnh rồi cung kính rời đi. Thúc thúc, ngài tìm cháu. 10 phút sau, Đằng Dã đi vào thư phòng của biệt thự số 1 của Đằng gia, cung kính hướng Đằng Xuyên Nguyên hành lễ. Tiểu Dã, ta để cho em trai của cháu đi đến Nam Cảng, lấy danh nghĩa hợp tác cùng với công ty giải trí Đông Tinh để che giấu, để tiến hành điều tra, thuận lợi cho hội tam hợp của chúng ta tiến vào Nam Cảng sau này. Đằng Xuyên Nguyên nhíu mày lại, nói. Nhưng mà lúc này ta nhận được tin tức, em trai của cháu đã đắc tội với Bùi Đông Lai nên đã bị Bùi Đông Lai lợi dụng cảnh sát mang hắn bắt đi. Nghe Đằng Xuyên Nguyên nói như thế thì đồng tử của Đằng Dã đột nhiên co lại, một cổ sát ý kinh khủng xuất hiện. Đằng Dã, cháu hãy truyền lời với Nhẫn sư phụ của cháu rằng 10 ngày sau hắn sẽ cùng với Bùi Vũ Phu tiến hành một trận chiến, chẳng những việc này có quan hệ đến việc báo thù cùng bảo vệ vinh quang của giới võ học Nhật Bản, mà còn quan hệ với kế hoạch chinh phục Trung Quốc của đế quốc Nhật Bản chúng ta. Đằng Xuyên Nguyên đứng lên, hai tay nắm chặt lại, gằn từng tiếng. Một trận chiến này, chỉ có thắng không thể bại. Xin thúc thúc cứ yên tâm, sư phụ của cháu nhất định sẽ chặt đầu của Bùi Vũ Phu. Sát ý của Đằng Dã lẫm liệt, giọng nói lạnh lạnh làm cho người ta không rét mà run. Còn về phần tên cẩu tạp chủng Bùi Đông Lai kia, hắn dám động thủ đối với em trai của cháu thì cháu muốn lột da, rút gân, uống máu của hắn rồi lấy đầu của hắn ném đi cho chó ăn. Có lẽ là do nguyên nhân tức cảnh sinh tình cho nên kể từ khi Tương Cương mất đi thì Mộ Khuynh Nhan cũng không có ở trong biệt thự ở Vịnh Nước Cạn nữa mà nàng đã sống ở một khu biệt thự ven biển. Rạng sáng sớm, Bùi Đông Lai vẫn giống như ngày thường, sau khi thức dậy thì hắn thay một bộ đồ thể thao rồi dọc theo bờ biển, bắt đầu luyện công buổi sáng. Bởi vì thời gian còn sớm nên trên bờ biển ít có người, ngẫu nhiên chỉ có một vài những cánh hải âu bay qua cùng với những tiếng sóng biển. Một lát sau, ánh mặt trời bắt đầu ló ra, ánh dạng đông nhuộm đỏ cả bờ biển khiến cho lòng người vui sướng. Cảnh đẹp như vậy hoàn toàn là do mặt trời mọc kết hợp với đường chân trời của bờ biển. Khoanh tay đứng ở trên bờ biển, Bùi Đông Lai nhìn phía trước, không nhịn được mà cảm thán một câu. Sau đó thì hắn liền thu hồi lại ánh mắt, bắt đầu luyện bộ quyền pháp mà Bùi Vũ Phu đã dạy cho hắn lúc trước. Trước kia, Bùi Đông Lai cảm giác được bộ quyền pháp này có chút không đơn giản, nhưng mà sau khi lĩnh ngộ được thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền thì hắn càng khẳng định phán đoán này của mình. Qua tử dạy bộ quyền pháp này, bao hàm cả bộ pháp và quyền pháp. Hiện giờ thì ta đã lĩnh được sự ảo diệu của bộ pháp này, nói như vậy cũng giống như cảnh mặt trời mọc trên bãi biển, cũng không đơn giản là một cộng một. Đến lúc gặp được cảm thủ bước vào cảnh giới ám kính đỉnh phong thì cũng không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí cho dù gặp được cao thủ đã bước vào cảnh giới hóa kính thì cũng có thể nắm chắc chiến thắng. Sau khi luyện xong bộ quyền pháp này thì theo quán tính Bùi Đông Lai nhớ lại những chiêu đã luyện vừa rồi, hắn nghiên cứu lại một phen nhưng mà trong lòng lại hiểu được, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong bộ quyền pháp này thì cảnh giới của hắn sẽ đạt đến một trình độ cao hơn. Tuy rằng hắn muốn lĩnh ngộ được sự tinh túy của bộ quyền pháp này nhưng mà dù cố gắng đi thế nào chăng nữa thì Bùi Đông Lai cũng không thể đụng đến cảnh cửa. Sau đó, Bùi Đông Lai phong bế lại lỗ chân lông, hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu của hắn khiến cho cả người của hắn giống như là bị sương mù bao phủ lấy vậy, cảm giác vô cùng thần bí. Lúc này trên bờ biển đã xuất hiện nhiều người hơn, những người đó thấy được cảnh tượng của Bùi Đông Lai thì đều cảm thấy vô cùng thần bí. Bất quá dường như bọn hắn cũng biết được thân phận của Bùi Đông Lai cho nên không dám bước lên hỏi. 15 phút sau, Bùi Đông Lai chạy chậm về biệt thự. Trong biệt thự thì Mộ Khuynh Nhan vẫn còn chưa rời giường mà lúc này Trang Hiểu Vân đang mặc đồ ngủ làm bữa sáng ở trong bếp. Sớm thế, Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai luyện công trở về thì Trang Hiểu Vân hướng về phía Bùi Đông Lai chào hỏi. Chị Hiểu Vân. Bùi Đông Lai mỉm cười trả lời một cậu. Sau đó nhìn thấy dường như Trang Hiểu Vân nấu ăn rất thành thục thì có chút tò mò, hỏi. Chị Hiểu Vân, mỗi sáng thì chị đều làm bữa sáng sao? Ừ, tôi cùng Khuynh Nhan không thích dùng thức ăn ở bên ngoài, mà Khuynh Nhan lại thích ngủ nướng nên sáng nào cũng đều do tôi làm bữa sáng cả. Trang Hiểu Vân cười cười, nói. Cậu đi tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn. Được. Bùi Đông Lai gật đầu cười, bước vào phòng của mình.
Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi thì Trang Hiểu Vân thở dài, nàng vốn không ôm bao nhiêu hy vọng đối với Bùi Đông Lai. Lần này sau khi Bùi Đông Lai đi vào Nam Cảng thì nàng cảm giác được nàng, Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan đều vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Tuy rằng nàng không biết vì sao Bùi Đông Lai làm như vậy nhưng mà nàng hiểu được nàng và Bùi Đông Lai không có khả năng đến với nhau. Còn về phần Mộ Khuynh Nhan, nàng không thể đoán trước. Bùi Đông Lai cũng không biết suy nghĩ của Trang Hiểu Vân, sau khi hắn trở lại phòng của mình thì vốn định cởi quần áo để tắm rửa nhưng mà lúc này thì điện thoại của hắn lại rung lên. Thấy điện thoại rung lên thì Bùi Đông Lai có chút tò mò, mới sáng sớm như thế mà ai lại gọi đến, cầm điện thoại lên nhìn thì hắn thấy được người gọi đến là vệ sử trưởng. Chào ngài, vệ sử trưởng. Bùi Đông Lai cầm máy lên rồi nói. Chào ngài, Bùi tiên sinh, hy vọng là không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Mặc dù vệ sử trưởng biết được thói quen luyện công sáng sớm của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn vẫn lựa chọn giả ngu. Bùi Đông Lai cũng hiểu rõ nhưng mà cũng không có nói ra, cười cười nói. Không sao, tôi đã rời giường rồi, đúng rồi vệ sử trưởng, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Là như thế này, Bùi tiên sinh. Vệ sử trưởng cân nhắc một chút rồi nói thẳng. Đối với chuyện tình tối hôm qua thì sau khi thẩm vấn Đằng Tỉnh cùng với những chứng cứ thu thập được tại nhà hàng thì quả thật Đằng Tỉnh đã có hành vi gây rối với Mộ tiểu thư và Trang tiểu thư, hiện tại cảnh sát đã giao Đằng Tỉnh cho pháp viện. Tôi cùng với người phụ trách pháp viện đã nói chuyện với nhau, hắn nói rằng sẽ xử lý chuyện này. Làm phiền ngài rồi, vệ sử trưởng. Bùi Đông Lai âm thầm cảm thán tốc độ làm việc của vệ sử trưởng, đồng thời hiệu suất cũng cực nhanh. Bùi tiên sinh khách khí rồi, giữ gìn trị an của xã hội là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi. Vệ sử trưởng mở miệng nói, sau đó không biết là vô ý hay cố tình mà hỏi. Bùi tiên sinh. Tôi nghe người phụ trách kia nói dựa vào hành động của Đằng Tỉnh thì cao nhất là hắn bị phạt tù 3 năm. Nói xong thì vệ sử trưởng vểnh ta lên đợi Bùi Đông Lai mở miệng. Hắn muốn biết, đối với kết quả này thì Bùi Đông Lai có hài lòng hay không, nếu không hài lòng thì hắn sẽ nghĩ biện pháp khác khiến cho kết cục của Đằng Tỉnh trở nên bi thảm hơn. Đối với pháp luật của Nam Cảng thì tôi cũng không hiểu cho lắm, nếu ngài đã nói như vậy thì cũng không có vấn đề gì cả. Bùi Đông Lai không có tỏ thái độ. Trong lòng vệ sử trưởng vừa động, trầm ngâm một chút rồi lại nói. Mặt khác, Bùi tiên sinh, dựa vào kết quả thẩm vấn tối qua thì chúng tôi biết được 3 tên bảo tiêu của Đằng Tỉnh đều là thành viên của hội tam hợp ở Nhật Bản. Vệ sử trưởng, cho đến ngày hôm nay thì trị an của Nam Cảng là thuộc loại tốt nhất ở châu Á, tôi tin tưởng ngài sẽ không trơ mắt nhìn những thành viên hắc đạo của Nhật Bản làm sằng làm bậy ở Nam Cảng này. Bùi Đông Lai mỉm cười, nói. Vệ sử trưởng trả lời một cách nghiêm túc. Đó là khẳng định, từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không để Nam Cảng xuất hiện một thành viên của hắc đạo Nhật Bản. Vệ sử trưởng, ngoài những thành viên hắc đạo của Nhật Bản thì có lẽ còn có những thành viên của các tổ chức phạm tội nước khác nhân cơ hội này mà lẻn vào Nam Cảng A. Bùi Đông Lai hữu ý vô ý nhắc nhở. Quốc gia khác cũng như vậy. Trong lòng vệ sử trưởng vừa động, lập tức hiểu được tâm tư cậu Bùi Đông Lai cho nên liền tỏ ra thái độ của mình. Xem ra trị an của Nam Cảng có thể tốt đến như thế cũng không phải là do ngẫu nhiên a. Vệ sử trưởng quả là một tấm gương sáng cho những người khác phải noi theo mà. Bùi Đông Lai cười cười, lập tức vỗ mông ngựa một câu. Reng, reng. Sau khi Bùi Đông Lai cúp điện thoại thì điện thoại của hắn lại vang lên. Bùi tiên sinh, sớm. Điện thoại được chuyển, đầu bên kia điện thoại thì Uông Chu mở miệng nói. Giọng nói có chút tôn kính hơn nữa còn mang theo vài phần kính sợ. Kính sợ là bởi vì tối qua Uông Chu đã biết được Bùi Đông Lai đã cắt chức Đông Văn Bân, hắn đã nghĩ đến muốn gọi điện cho Bùi Đông Lai vào tối qua nhưng mà hắn sợ Bùi Đông Lai còn tức giận cho nên đến lúc này hắn mới gọi cho Bùi Đông Lai. Uông Thúc, ngài gọi điện thoại cho tôi có phải là vì chuyện của Đông Văn Bân không? Lúc này Bùi Đông Lai cũng không có giả ngu như lúc nói chuyện với vệ sử trưởng nữa mà là chủ động nói thẳng. Lộp bộp. Đầu bên kia điện thoại, Uông Chu nghe được nói như thế thì trong lòng liền chấn động, hắn ở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ tự trách. Thật có lỗi Bùi tiên sinh, là tôi dùng người có vấn đề, tôi nguyện nhận sự trừng phạt của Bùi tiên sinh. Uông Thúc, chuyện này không liên quan đến ngài Đông Văn Bân, hoàn toàn là do lỗi của DVB. Mắt thấy Uông Chu chủ động nhận tội thì Bùi Đông Lai trầm giọng giải thích. Là phương pháp làm việc của hắn khiến cho tôi phải thất vọng. Tôi đã biết chuyện tình tối qua, quả thật là hắn quá hồ đồ.
Uông Chu vội vàng phụ họa. Bùi Đông Lai thở dài, nói. Uông Thúc, đây chỉ là một phương diện, hắn không làm tròn bổn phận của mình. Sau khi tôi trừng phạt Đằng Tỉnh thì Đằng Tỉnh gọi điện tìm hắn hỗ trợ. Ngay cả tình hình sự việc mà hắn cũng không có hỏi qua mà lại liền cam đoan xuất đầu ra mặt cho Đằng Tỉnh. Điều này thật sự là rất lỗ mãng mà. Bùi Thiếu nói rất đúng. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì Uông Chu liền hiểu ra. Uông Thúc, gần đây những thế lực bên ngoài đang dục dịch, ngài cùng giáo quan Jason cần phải chú ý vào việc này, cần phải cam đoan không để bọn hắn xâm nhập vào Nam Cảng. Bùi Đông Lai nói sang chuyện khác. Uông Chu vội vàng cam đoan. Xin Bùi tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không để cho một tên nào của tổ chức nước ngoài tiến vào Nam Cảng. Bùi Đông Lai nghe vậy thì cũng hơi yên lòng. Chấm chấm. Nhật Bản, trên một tòa núi tuyết ở Hokkaido. Sư phụ, đệ tử muốn đi đến Trung Quốc. Đằng Dã một thân y phục võ sĩ đạo, đi chân trần đứng trong đống tuyết, hướng về phía những người mặc một bộ võ sĩ đạo màu đen, tay cầm bố đô ngự hồn nói. Tại sao? Nhẫn nhíu mày, hắn đã từng nói cho Đằng Dã biết đến Tết âm lịch thì hắn sẽ cùng quyết chiến một trận với Bùi Vũ Phu. Tên tạp chủng Bùi Đông Lai kia đã lợi dụng cảnh sát Nam Cảng đem em trai của đệ tử rồi tống giam vào ngục. Sắc mặt Đằng Dã lạnh lùng, đằng đằng sát khí, nói. Đệ tử muốn hắn phải trả giá vì hành động của hắn, nhưng mà nếu chỉ giết chết hắn thì không đủ để tắt đi lửa giận trong lòng của đệ tử muốn huyết tẩy cả giới võ học Trung Quốc. Võ giả của Trung Quốc có đến 3 người trên thần bảng nhưng mà chỉ có một mình Bùi Vũ Phu là người xứng đáng để ta phải rút đao ra. Thấy được sát ý trong ánh mắt của Đằng Dã thì Nhẫn nhìn lên bầu trời. Nếu như con đã muốn huyết tẩy giới võ học Trung Quốc thì vi sư sẽ làm hậu thuẫn cho con, sẽ để cho con giết cho đến khi Bùi Vũ Phu xuất hiện mới thôi. Đông Lai ca, em đã đứng tấn được 2 tháng rồi, khi nào thì ca mới dạy em học võ đây? Mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, trong một rừng cây ở khu biệt thự Đàn Cung, Đông Phương Lãnh Vũ đang đứng tấn, vẻ mặt đau khổ hướng Bùi Đông Lai hỏi. Cách đó không xa, Bùi Đông Lai vừa mới đánh xong bài quyền, lúc này hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi của Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Lai ca. Mắt thấy Bùi Đông Lai không để ý tới mình, được xưng hỗn thế ma vương Đông Phương Lãnh Vũ giống là tiểu hài tử đang làm nũng với người khác vậy, lại kêu gọi một tiếng. Bùi Đông Lai trầm mặc như trước. Chẳng lẽ Đông Lai ca đã luyện võ đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Đông Phương Lãnh Vũ thấy Bùi Đông Lai như là mất hồn thông thường đột nhiên nhớ đến trong tiểu thuyết kiếm hiệp có nói đến người luyện võ luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma, hắn lập tức hoảng sợ vội vàng chạy về phía Bùi Đông Lai. Ba, ba, ba. Đông Phương Lãnh Vũ mới vừa động thì trong nháy mắt những lỗ chân lông trên người Bùi Đông Lai liền phong bế lại, ám kình trải khắp người, giống như là tiếng pháo nổ vậy. Bá. Cùng lúc đó, ánh mắt của Bùi Đông Lai giống như đao nhìn về phía Đông Phương Lãnh Vũ giống như là một con sư tử đang ngủ say đột nhiên thức giấc. Hô, hô, thấy được ánh mắt lạnh nhưng băng của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ chỉ cảm giác được bản thân như lọt vào hầm băng, cả người hắn liền cảm thấy sợ hãi nên hai chân trở nên mềm nhũn, sau đó hắn thở từng hơi, mồ hôi rơi như mưa. Tiểu Vũ, chú làm sao thế? Bùi Đông Lai thấy thế thì nhịn không được mà mở miệng hỏi. Hắn trở về đây đã được 3 ngày, ngày nào cũng ở trong biệt thự Đàn Cung này. Buổi sáng thì hắn dạy cho Đông Phương Lãnh Vũ cách đua xe rồi dạy công phu, sau đó hắn đến chỗ của Cổ Bồi Nguyên, đem toàn bộ những công việc của tập đoàn Đông Hải nói lại cho Cổ Bồi Nguyên biết để Cổ Bồi Nguyên giúp hắn. Vừa rồi khi đánh xong bài quyền mà Bùi Vũ Phu dạy cho hắn thì hắn giống như ngày thường, nhớ lại mỗi chiêu, mỗi thế trong bài quyền đó. Kết quả là sau khi lấy lại tinh thần thì hắn thấy được Đông Phương Lãnh Vũ đang ngồi thở dốc ở dưới đất. Đông Lai ca, ca hỏi em làm sao ư? Mới vừa rồi Đông Phương Lãnh Vũ sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra, lúc này thấy Bùi Đông Lai hỏi như thế thì tức giận. Lúc nãy ca giống như là dã thú hung tàn vậy, làm cho em sợ tới mức thiếu chút nữa là tè ra quần rồi. Ách! Nghe được Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai ngẩn ra, sau đó hắn liền nhớ lại. Kết quả là hắn phát hiện được lúc nãy dường như là hắn tiến vào một cảnh giới vong ngã, hoàn toàn không quan tâm đến mọi việc ở bên ngoài, thẳng cho đến khi Đông Phương Lãnh Vũ đi tới thì theo bản năng hắn mời làm ra phản ứng nghênh chiến. Từ đây đến Tết âm lịch chỉ còn 7 ngày, thời điểm này là lúc đi cùng qua tử đến Tần gia, thuận tiện thì hỏi thăm qua tử một chút về chuyện lúc nãy. Đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai trải qua tình huống này,
cho dù hắn vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra, chỉ có thể hỏi Bùi Vũ Phu vậy. Sau khi quyết định như thế thì Bùi Đông Lai cười cười. Xin lỗi chú, anh đang luyện võ nên. Đông Lai ca, không phải là anh đã tẩu hỏa nhập ma chứ? Đông Phương Lãnh Vũ mang theo vài phần lo lắng nói. Hoặc là nói lúc đó ca đang tẩu hỏa nhập ma, em đến bên cạnh thì làm ca thức dậy, ngăn cản không cho anh bị tẩu hỏa nhập ma. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế thì Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Đúng rồi, Đông Lai ca, em đã đứng trung bình tấn cả 2 tháng rồi, ngay cả nửa chiêu mà ca cũng chưa dạy em, khi nào thì ca mới dạy em công phu đây? Thấy được Bùi Đông Lai không có chuyện gì thì Đông Phương Lãnh Vũ buồn rười rượi mà hỏi. Tiểu Vũ, đứng tấn rất quan trọng, nó là cơ sở để có thể học võ, nếu chú không làm tốt được việc này thì cho dù có luyện võ thì cũng uổng công mà thôi. Bùi Đông Lai giải thích. Như vậy đi, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc thì ca sẽ bắt đầu dạy cho chú vài chiêu, từ đây đến lúc đó thì chú cũng cần phải tiếp tục đứng tấn. Nói xong thì trong lòng Bùi Đông Lai cảm thán. Hắn có thể bước thần tốc trên con đường võ học một mặt là do hắn dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, nhưng nguyên nhân lớn hơn là từ nhỏ hắn đã được dùng dược vật để cải tạo thân thể, hơn nữa lại kiên trì luyện tập dẫn thể thuật cùng đứng tấn cho nên mới có thành tựu như ngày hôm nay. Được rồi. Đông Phương Lãnh Vũ đành phải gật đầu đáp ứng. Bùi Đông Lai thấy thế, giờ khóc giờ cười đồng thời trong lòng thay đổi quyết định. Không dạy cho Đông Phương Lãnh Vũ võ học truyền thống của Trung Quốc nữa mà hắn sẽ dạy cho Đông Phương Lãnh Vũ cách đấu ngoại công giống như là đám người Jason đã dạy cho hắn. Sau khi luyện công xong thì Bùi Đông Lai cùng với Đông Phương Lãnh Vũ đi vào biệt thự, lúc này thì Liễu Nguyệt đã làm xong bữa sáng mà tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi cũng vừa mới rời giường, không ngừng ngáp. Liễu tỷ, sau khi ăn hết bữa sáng thì tôi sẽ đến tập đoàn, trưa nay không thể về dùng cơm được. Ngồi trước bàn ăn. Bùi Đông Lai nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay thì hướng về phía Liễu Nguyệt nói. Buổi tối có về không? Liễu Nguyệt hỏi. Buổi tối chắc cũng không về. Bùi Đông Lai nghĩ một chút rồi nói, tối hôm nay thì hắn đã cùng cổ Bồi Nguyên An bài công tác cho năm 2013, sau đó hắn quay trở lại tập đoàn Đông Hải để đưa cái này cho Quý Hồng, thuận tiện rủ Quý Hồng dùng cơm tối luôn. Ừ. Liễu Nguyệt gật gật đầu. Nhật xuất Đông Lai. Đêm nay anh muốn cùng đi với đại ma nữ ra ngoài để, phải không? Tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi chớp mắt to, quệt mồm hướng Bùi Đông Lai hỏi. Nói chuyện chính sự, không phải là. Bùi Đông Lai thuận miệng nói dối, hắn biết rõ, nếu để cho Đông Phương Uyển Nhi biết hắn buổi tối muốn đi bồi Quý Hồng ăn cơm, tuyệt đối nàng sẽ đi theo. Lý do vô cùng cường đại, giám sát. Chấm chấm. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì hiện giờ hắn cũng không biết tài sản trong tay của hắn là bao nhiêu. Hắn cũng không có tỏ ra giống như một phú nhị đại, lúc ấy quần áo, đồ dùng trên người của hắn toàn là do hai người Quý Hồng và Liễu Nguyệt mua cả. Biết được Liễu Nguyệt đã an bài cho Bùi Đông Lai một chiếc máy bay thương vụ loại nhỏ thì Quý Hồng cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nàng liền cấp cho Bùi Đông Lai một chiếc Rolls Royce Phantom LWB. Chiếc xe này có giá 1.888 vạn NDT, trước mắt đã ngừng sản xuất nhưng không biết Quý Hồng dùng phương pháp gì mà khiến cho xưởng sản xuất làm ra một chiếc nữa. Cái này cũng làm cho Bùi Đông Lai đã trở thành người thứ hai ở Trung Quốc có được chiếc Rolls Royce Phantom LWB. Mặc dù Bùi Đông Lai đã mua với giá trên trời nhưng mà Bùi Đông Lai cảm thấy vô cùng chói mắt nên không lúc nào dùng tới, mà nhét nó vào gara ở biệt thự Đàn Cung. Hôm nay cũng là như thế. Sau khi dùng xong bữa sáng thì hắn dùng chiếc Audi A4L đi đến tổng bộ của tập đoàn Đông Hải. 1 giờ sau, Bùi Đông Lai đã có mặt ở trong phòng cao nhất của tổng bộ tập đoàn Đông Hải. Trong văn phòng, Quý Hồng mặc một bộ Âu phục màu hồng phối hợp với một chiếc váy màu đỏ, dưới chân là một đôi tất chân màu da, phối hợp với đôi giày cao gót màu đỏ làm cho cả người của nàng giống như là một đóa hoa hồng. Lão bản thân ái của tôi. Tôi đã thông qua rất nhiều quan hệ mới có thể mua được cho cậu chiếc Rolls Royce Phantom LWB, vậy mà cậu lại nỡ để nó ở trong gara, mỗi ngày đều dùng chiếc Audi A4L kia chạy khắp nơi. Cậu bắt tỷ tỷ đây làm sao chịu nổi đây? Mắt thấy Bùi Đông Lai đi vào văn phòng thì Quý Hồng trừng mắt nhìn vào Bùi Đông Lai, tức giận nói, cảm giác giống như là một tiểu tình nhân vậy. Bùi Đông Lai cười khổ không thôi. Tôi không có thói quen bị người ta vây xem. Lão bản thân ái. Xin chú ý cách dùng từ của cậu lại, không phải là vây xem mà là ngưỡng mộ, để cho người ta phải ngưỡng mộ, đồng thời đó cũng là cách mà cậu thể hiện thân phận của mình.
Quý Hồng cải chính. Nếu để cho những nhà đầu tư nước ngoài biết được boss của chúng ta mỗi ngày đều lái chiếc Audi A4L kia thì điều ấy sẽ ảnh hưởng đến công ty A. Này, đây chính là tài liệu an bài phát triển công ty của chúng ta, cổ hiệu trưởng đã chỉnh sửa lại, hẳn là không có sai sót gì. Bùi Đông Lai đi đến bàn làm việc của Quý Hồng, đem túi văn kiện để xuống đó. Cô có thể an bài một cuộc họp với các giám đốc trong công ty. Lão bản thân ái, cậu có biết không? Bất kể một tập đoàn nào trong quốc nội đều muốn tìm cách để cho cổ tiên sinh vì bọn hắn mà an bài sự phát triển của công ty của bọn hắn, mà bên chúng ta lại không tốn một đồng nào đã đem được cổ tiên sinh làm chủ tịch danh dự cho chúng ta hơn nữa thì cổ tiên sinh lại đích thân trấn thủ cho công ty của chúng ta. Quý Hồng cầm lấy túi văn kiện, cho Bùi Đông Lai một nụ hôn gió. Lão bản thân ái, có cậu thật tốt. Cút. Bùi Đông Lai cũng không để ý đến vẻ phong tao của Quý Hồng mà là ngồi ở trên ghế salon, châm một điếu thuốc, hút vào hai hơi rồi hỏi. Còn chuyện khác sao, nếu không thì tôi tính toán ngày mai sẽ đi đến Yên Kinh. Lão bản thân ái, cậu không biết xấu hổ khi để cho một mình tôi tổ chức cuộc họp cuối năm sao? Quý Hồng tức sùi bọt mép trừng mắt Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai xấu hổ thở ra một ngụm khói. Như vậy đi, ngày mai 9 giờ sáng sẽ tiến hành cuộc họp với ban giám đốc trong công ty, còn buổi họp với các cổ đông vào chiều thì tôi sẽ không tham gia. Được rồi. Quý Hồng thở dài lên tiếng, theo sau lại nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, có chuyện cần nói với cậu, hai ngày trước có một thiên tài võ học Nhật Bản đi vào quốc nội, liên tiếp trong hai ngày đã khiên chiến. Đã thích quán ba võ quán, một môn phái, tổng cộng giết chết 8 võ giả, trong đó có một trưởng môn của bát quái môn cũng bị hắn giết chết. Ách! Bùi Đông Lai nghe vậy, đồng tử đột nhiên phóng to ra. Tôi đã âm thầm phái người điều tra thân phận của hắn thì biết được hắn chính là thành viên của gia tộc Đằng Gia, là một thiên tài võ học của hội tam hợp tên là Đằng Giã, là anh trai của Đằng Tỉnh. Quý Hồng bổ sung nói. Là anh trai của Đằng Tỉnh à? Bùi Đông Lai nhíu mày, đôi mắt tràn đầy vẻ tức giận. Hắn muốn tìm chết sao? Đúng là hắn muốn tìm chết, nếu không có gì bất ngờ thì trong hai ngày này, tất cả các đại sư của giới võ học sẽ đi qua ấy. Reng, reng. Quý Hồng vừa dứt lời thì đột nhiên điện thoại của Bùi Đông Lai vang lên. Bùi Đông Lai bóp tắt thuốc lá, lấy điện thoại di động ra nhìn vào thì thấy người gọi đến là Bùi Vũ Phu. Từ sau khi ở Yên Kinh trở về thì bởi vì Bùi Vũ Phu và cô độc Phong Ảnh lần lượt đi làm khách của các thế gia võ học nên Bùi Đông Lai không thể nào liên lạc được với Bùi Vũ Phu. Lúc này, thấy người gọi đến là Bùi Vũ Phu thì trong nháy mắt Bùi Đông Lai đã hiểu chuyện này có liên quan đến chuyện tên tiểu tử Nhật Bản kia đến khiêu chiến. Cha, đột nhiên cha gọi cho con có phải là liên quan đến chuyện Đằng Giã không? Điện thoại được chuyển, Bùi Đông Lai liền nói thẳng. Ừ. Giọng nói của Bùi Vũ Phu truyền đến. Ngày mai, tiểu tử gọi là Đằng Giã kia sẽ đến Nam Châu khiêu chiến với trưởng môn Vịnh Xuân Quyền. Dựa vào thực lực của tên tiểu tử kia thì trưởng môn của Vịnh Xuân Quyền là Thái Kinh không phải là đối thủ của hắn. Cha tính muốn để cho con ra mặt nghênh chiến tên quỷ tử kia. Ách! Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai ngẩn ra. Đông Lai, sở dĩ ta cho con xuất chiến là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tên tiểu tử gọi là Đằng Giã kia là đệ tử của Y Hạ Nhẫn, người được xưng là đệ nhất cao thủ của Nhật Bản, mà trước đó gia tộc Y Hạ cũng từng có xung đột với Bùi gia chúng ta. Năm đó, lúc Nhật Bản xâm lược nước ta thì gia gia của con vì muốn bảo vệ đất nước nên đã tham gia chiến tranh, lúc ấy người giết rất nhiều tên Nhật Bản, nhưng mà ngay lúc đó, gia chủ của gia tộc Y Hạ là Nhẫn Hoàng cũng chính là cha của Y Hạ Nhẫn đã xuất hiện nhưng cũng bị gia gia của con giết lấy. Y Hạ Nhẫn đã quy ẩn mấy chục năm, lần này đột nhiên mang theo đồ đệ của hắn đi vào Trung Quốc, mục đích cuối cùng là hướng về phía Bùi gia chúng ta, hắn muốn báo thù chuyện năm đó. Thứ hai là Đằng Giã đã liên tiếp thích quán giết nhiều người, nguyên nhân có thể là trước đó con đã đưa em trai của hắn là Đằng Tỉnh vào ngục. Tại sao hắn lại không trực tiếp hướng con mà khiêu chiến? Lúc nãy nghe được Quý Hồng nói Đằng Giã là anh trai của Đằng Tỉnh thì Bùi Đông Lai cảm thấy rằng chuyện Đằng Giã đi đến Trung Quốc lần này có liên quan đến mình, lúc này lại nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai tức giận đến mức nắm chặt hai tay lại, hắn không thể lập tức PK với Đằng Giã. Ta và cô độc Phong Ảnh khuya nay sẽ đến Nam Châu, con cũng mau đến đó. Bùi Vũ Phu trầm giọng, nói. Chuyện này khi gặp mặt thì ta sẽ nói rõ cho con biết. Được. Bùi Đông Lai liền trả lời, sát ý trong người của hắn liền bùng nổ.
Bùi Thúc muốn cậu đi đối phó với Đằng Dã sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại, Quý Hồng mang theo vài phần nghi hoặc, vài phần lo lắng hỏi han. Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu, cũng không có hướng Quý Hồng giải thích nguyên nhân trong đó. Chuyện của tập đoàn thì cậu không cần lo lắng, để đó cho tôi xử lý. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai gật đầu, trầm ngâm một chút, nói. Đằng Dã có thể giết được trưởng môn của Bát Quái môn, điều đó cho thấy thực lực của hắn vô cùng cường đại, trận chiến này thì cậu nhất định phải cẩn thận. Tôi sẽ biến Nam Châu trở thành mộ của hắn. Bùi Đông Lai nheo mắt lại, sát ý lẫm liệt, với hắn mà nói, vô luận là Bùi gia cùng Y Hạ gia có động chạm như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn phải để mạng của Đằng Dã ở Trung Quốc này. Từ sau khi bộ phim Diệp Vấn được sản xuất thì Vịnh Xuân Quyền đã được nhiều người Trung Quốc cùi bắp đua đòi học theo. Cho nên môn phái Vịnh Xuân cũng như thế mà có nhiều võ quán hơn. Trong đó, võ quán chính của môn phái Vịnh Môn nằm ở Nam Đông tỉnh Nam Châu. Khi mặt trời hạ xuống sau đỉnh núi thì Bùi Đông Lai đã đáp máy bay xuống sân bay Bạch Vân của Nam Châu. Ra khỏi sân bay thì Bùi Đông Lai được người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Nam Châu đưa lên chiếc Mercedes-Benz S600 rồi đi đến võ quán của Vịnh Xuân. So với các võ quán Vịnh Xuân khác thì võ quán ở Nam Châu này cũng không bao giờ mở cửa, bình thường thì chỉ tiếp đãi những người của các môn phái khác cùng các thế gia võ học đến thăm. Lúc Bùi Đông Lai đến nơi này thì trước cửa của võ quán đã đậu rất nhiều xe. Bùi Đông Lai thấy thế, biết rõ hành động của Đằng Dã đã khiến cho giới võ học của Trung Quốc phẫn nộ, cho nên mọi người đã đến nơi này. Khi xe dừng lại thì Bùi Đông Lai để xe rời đi rồi hắn một mình đi vào võ quán. Thật có lỗi, tiên sinh, võ quán Vịnh Xuân không tiếp đón người ngoài. Trước của võ quán, bốn gã đệ tử của Vịnh Xuân thấy Bùi Đông Lai đến gần thì một người trong đó tiến lên ngăn lại Bùi Đông Lai. Nghe được giọng nói của tên đệ tử kia, lại thấy được vẻ tức giận trong ánh mắt của những tên còn lại thì Bùi Đông Lai liền hiểu rõ hành động lần này của Đằng Dã đã chọc giận các đệ tử của Vịnh Xuân. Tôi là Bùi Đông Lai. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai tự giới thiệu. Là con của Bùi Vũ Phu. Ách, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì bốn gã đệ tử liền cả kinh. Bởi vì bọn hắn biết được thân phận của Bùi Vũ Phu, là người đại biểu cho giới võ học của Trung Quốc. Cha của ngài cùng với các đại sư đã ở trong võ quán, mời. Sau đó, một tên đệ tử liền mang theo vài phần cung kính, làm ra một động tác mời. Bùi Đông Lai chắp tay trả lễ. Làm phiền rồi. Trong biệt thự của võ quán, Bùi Vũ Phu, cô độc phong ảnh cùng với hơn 10 đại sư của giới võ học Trung Quốc đã tề tụ một chỗ, trong đó phần lớn mặc trường bào cùng trang phục luyện võ. Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi vào biệt thự, mọi người sôi nổi đem ánh mắt quẳng ném về phía Bùi Đông Lai, trong đó cô độc phong ảnh không đợi Bùi Vũ Phu mở miệng, liền dẫn đầu hướng tới Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Phóng mắt nhìn đi. Bùi Đông Lai phát hiện được trừ Thái Kinh là trưởng môn của môn phái Vịnh Xuân ra thì những người khác đều đã xuất hiện ở khách sạn tại Yên Kinh, cho nên hắn liền lần lượt chào hỏi từng người. Vũ Phu, tuy rằng thực lực của Đông Lai không tầm thường nhưng mà tên tiểu tử Đằng Dã kia đã bước chân vào nhẫn thuật thất đoạn, nếu Đông Lai muốn chiến thắng thì sẽ vô cùng khó khăn. Đợi sau khi Bùi Đông Lai chào hỏi xong thì trưởng môn của Hình Ý môn là Dương Thiên lo lắng nhìn về phía Bùi Đông Lai, nói. Vì muốn cẩn thận hơn nên hay là do tôi và những người khác ra mặt nghênh chiến. Hình Ý quyền là một trong tam nội gia quyền, đứng hàng thứ tư trong tứ đại danh quyền nổi tiếng của Trung Quốc. Thân là trưởng môn của Hình Ý môn thì thực lực của Dương Thiện vượt xa hơn trưởng môn của Bát Quái môn. 3 năm trước, trưởng môn của Bát Quái môn lúc bấy giờ là Nhâm trưởng môn, bởi vì lúc ấy đã ngoài ý muốn qua đời nên chức trưởng môn đã truyền lại cho một người 30 tuổi, thực lực chính là ám kính đỉnh phong. Mà Dương Thiện đã là trưởng môn của Hình Ý môn trong 15 năm qua, hơn nữa 10 năm trước thì hắn đã bước chân vào cảnh giới hóa kính nên cũng được xem là một trong những cao thủ của giới võ học Trung Quốc. Đúng vậy Vũ Phu, nếu do Dương Đại Sư ra nghênh chiến thì nhất định có thể đánh bại tên tiểu tử kia. Dương Thiện vừa nói xong thì một gia chủ của giới võ học đến từ Tây Xuyên mở miệng phụ họa. Chư vị, ta biết một trận chiến này quan hệ đến giới vinh quang của võ học Trung Quốc. Mọi người đều hận không thể bước ra đánh chết ma tên tiểu tử kia. Sau đó, không đợi những người khác mở miệng thì Bùi Vũ Phu đã nói. Nhưng mà, vô luận là ân oán giữa Bùi gia hay Y Hạ gia thì lần này tên tiểu tử Đằng Dã kia đều muốn đến trả thù Đông Lai. Chuyện này là do Bùi gia dựng lên nên nhất định phải do ta và Đông Lai đứng ra kết thúc.
Chư vị, Vũ Phu nếu muốn để Đông Lai nghênh chiến, tự nhiên cũng là có nắm chắc, các người cũng đừng có lo lắng. Cô Độc Phong Ảnh thấy có người vẫn bận tâm thì mở miệng nói. Ân, nghe cô Độc Phong Ảnh vừa nói như thế, tuy rằng không ít người còn có chút lo lắng, nhưng lại không nói gì. Dù sao thì Bùi Vũ Phu cũng là người đứng đầu trong giới võ học của Trung Quốc nên tự nhiên sẽ không đem vinh quang của giới võ học Trung Quốc và tính mạng của con trai mình ra làm trò đùa. Cha, thực lực của nhẫn thuật lục đoạn, thất đoan là gì? 10 phút sau, Bùi Đông Lai đi theo Bùi Vũ Phu tiến vào một tòa biệt thự trong võ quán Vịnh Xuân, Bùi Đông Lai nhớ lại lời nói của Dương Thiện thì nhìn không được mà hỏi. Nhẫn thuật lục đoạn tương đương với ám kính đỉnh phong. Bùi Vũ Phu giải thích. Tên tiểu tử đằng giã kia hiện tại đã bước vào nhẫn thuật thất đoạn cũng tương đương với bán bộ hóa kính của chúng ta. Bán bộ hóa kính. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì đồng tử của Bùi Đông Lai thu nhỏ lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Con hãy xem lại những băng ghi hình này đi. Bùi Vũ Phu mở TV ra rồi ý bảo Bùi Đông Lai hãy xem lại băng ghi hình được thu được tại các võ quán mà đằng giã đến thích quán. TV được mở ra, hình ảnh của đằng giã đã xuất hiện. Trong TV, trên đầu đằng giã có cột lấy một mảnh băng rôn có hình quốc kỳ Nhật Bản, thân mặc một bộ võ sĩ phục màu trắng, đi chân trần mà đứng. Đối diện với đằng giã là một người trung niên mặc trường bào màu xám, đi giày vải màu đen. Đây là trưởng môn của bát quái môn. Bùi Vũ Phu giải thích. Bùi Đông Lai không nói gì, mà là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào TV. Bát quái quyền được xưng là một trong tứ đại nội gia quyền của Trung Quốc. Trên TV, đằng giã nhìn về phía Trương Khuê mà cười lạnh. Nhưng mà, trong mắt ta, bát quái quyền chính là đồ bỏ đi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Giống như toàn bộ võ giả của Nhật Bản, khi đối chiến thì đằng giã liền dùng ngôn ngữ để công kích Trương Khuê làm ảnh hưởng đến tâm tình của Trương Khuê. Nói xong, đằng giã không đợi Trương Khuê trả lời thì dưới chân hắn đã bắn lên giống như là một quả đạn pháo bay thẳng về phía Trương Khuê. Thật nhanh! Bùi Đông Lai cảm giác được tốc độ của đằng giã nhanh như tia chớp, dường như bộ pháp của hắn có chút giống với khinh công của Góp Ca, nhưng mà nếu so với Góp Ca thì đằng giã chỉ là một đứa con nít, không đáng giá để nhắc tới nếu để đối phó với đám người Trung Quốc thì còn được. Y Hạ Lưu là thứ được lưu truyền lâu nhất ở Nhật Bản, thực lực mạnh nhất trong các phái của ninja, lấy tốc độ nhanh, đao pháp uy mãnh, thiện dùng ám khí nổi danh. Bùi Vũ Phu giải thích nói. Giống như xác minh lời nói của Bùi Vũ Phu, trong TV sau khi đằng giã chiếm được tiên cơ thì hắn liền hóa thủ vi đao, bắt đầu công kích về phía Trương Khuê. Quét, chém, gầy, tước, lướt, chém, đột. Đằng giã không biết đã sử dụng loại đao pháp gì, đem toàn bộ bát đao ra, thế công kéo dài không ngừng, liên tục, giống như là du long, làm cho Trương Khuê phải thối lui, căn bản không có cơ hội để hoàn thủ. Rắc, một tiếng vang giòn vang lên. Đằng giã đã chém chúng vào Trương Khuê, một chút nữa là chặt đứt xương tỳ bà của Trương Khuê. Phốc, thực hiện được một kích, đằng giã cũng không ngừng lại mà dùng tê cảnh liệt đầu một chiêu quen thuộc của ninja, trưởng thẳng vào đầu của Trương Khuê làm cho máu tươi văng khắp nơi. Thấy một màn như thế thì hai tay Bùi Đông Lai nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, hận không thể lập tức chém chết con ma đằng giã. Nhưng mà... Tức giận thì tức giận nhưng mà lý trí nói cho Bùi Đông Lai biết lấy thực lực bây giờ của hắn thì muốn chiến thắng được đằng giã là điều không thể nào xảy ra. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai mang theo vài phần khó hiểu nhìn về phía Bùi Vũ Phu, hắn không tin Bùi Vũ Phu sẽ cứ như vậy để hắn đi chịu chết. Cảm giác thế nào? Thấy được vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Bùi Đông Lai thì Bùi Vũ Phu hỏi. Rất mạnh. Bùi Đông Lai cau mày, từ từ buông tay ra. Cũng không phải là vì tức giận mà khiến đầu óc choáng váng mà hắn thừa nhận được thực lực của đằng giã là vô cùng cường đại. Tên tiểu tử này đích thực là vô cùng cường đại thậm chí so với những võ giả được bước vào bán bộ hóa kính thì hắn còn lợi hại hơn. Bùi Vũ Phu cũng không có phủ nhận điểm này. Lúc này đây, Bùi Đông Lai không có mở miệng mà đợi Bùi Vũ Phu nói tiếp, hắn tin tưởng nếu Bùi Vũ Phu muốn hắn xuất chiến thì tự nhiên là có biện pháp giúp hắn giành chiến thắng. Võ học của Nhật Bản được phân thành võ sĩ đạo cùng nhẫn thuật. Bùi Đông Lai tắt TV rồi ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía Bùi Đông Lai rồi giảng giải. So với võ sĩ đạo thì công phu của ninja không chỉ có nhẫn thuật mà còn tu luyện thực, hương, dược, khí, thể, được xưng là ninja ngũ đạo.
Hiện giờ tuy rằng thực lực của Bùi Đông Lai là ám kính đỉnh phong nhưng mà đối với giới võ học thì hắn biết rất ít, lúc này nghe Bùi Vũ Phu nói đến nhẫn thuật thì hắn liền chăm chú lắng nghe. Thực chính là thực phổ khẩu phần ăn của ninja, vì muốn để cho thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn thuận lợi cho việc phi thân lên nóc nhà hay khinh công cho nên trọng lượng của một ninja không thể giấu lớn 60kg, một ngày chỉ ăn 3 bữa, thành phần chủ yếu là yến mạch, đậu hũ, nhưng về phương diện thể lực thì vẫn vô cùng sung sức. Bởi vậy cây vừng, hạt thông, đường đỏ, chim cút, những thứ albumin, thiết, vitamin cũng không thể thiếu. Hương, chính là ninja có thể thông qua mùi hương trên quần áo để có thể phán đoán được địa vị của đối phương. Nhưng mà vì muốn che đấu đi thân phận ninja chân chính của mình nên ninja thường dùng thân phận thương nhân, tu luyện giả, hay hòa thượng ở truyền thừa quán dùng đinh hương, đàn hương, cây quế, những thứ vật liệu mà bọn hắn chế tạo ra để át đi mùi trên người bọn hắn. Dược, ninja bình thường chính là một bác sĩ, rất hiểu những dược tính của thuốc. Giỏi về việc dùng thảo dược trong rừng núi để có thể chữa bệnh cùng trị thương. Khí, ninja rất chú trọng việc tu thân dưỡng tính, trong lúc chiến đấu luôn tập trung tinh lực, quyết đoán dũng mãnh và lại kinh sợ không biến. Thể, chính là chú trọng cơ thể cùng rèn luyện các đốt ngón tay, đồng thời phối hợp với tĩnh tọa, thở, massage, châm cứu, dùng các phương pháp này để rèn luyện và khôi phục lại thể lực. Để thích ứng với các loại vũ kỹ khác nhau. Nghe Bùi Vũ Phu giới thiệu xong thì Bùi Đông Lai hiểu được, nhẫn thuật có thể ở trong giới võ học có chỗ đứng hoàn toàn là có chỗ độc đáo riêng. Y hạ gia kế thừa nhẫn thuật chính tông thời kỳ thượng cổ của Nhật Bản. Bùi Vũ Phu thấy Bùi Đông Lai không lên tiếng, tiếp tục nói. Tên tiểu tử gọi là Đằng Giã này chính là đệ tử của y hạ nhẫn, luyện tập cũng chính là nhẫn thuật của y hạ nhẫn, sử dụng bộ pháp có tên là Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Tốc độ kỳ khoái, đao pháp là y hạ nhất đao lưu. Uy mãnh, xảo quyệt, chú ý một kích tất thắng ngoài ra hắn còn luyện tập ám khí, ngay lúc nguy hiểm thì sẽ sử dụng. Tốc độ, đao pháp, ám khí, đây chính là ba thứ mà khi đối chiến với hắn thì con cần phải chú ý. Bùi Vũ Phu dặn dò. Về phương diện tốc độ thì con đã lĩnh ngộ được thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền so với hắn thì chỉ mạnh chứ không kém hơn. Về phương diện đao pháp tuy rằng con thông qua nha đầu Quý Hồng đã học được cô độc kiếm pháp của cô độc phong ảnh nhưng mà chỉ học được vẻ bên ngoài, không đủ trình độ để đối phó với đao pháp của hắn. Ý của người là muốn trước khi hắn dùng đao thì con phải chém chết hắn trước. Bùi Đông Lai nhớ lại hình ảnh trước đó trong TV, trong lòng liền vừa động, lập tức đoán được dụng ý của Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu vui mừng gật gật đầu. Ừ, hắn am hiểu nhất là đao pháp. Một khi trong tay của hắn có đao thì thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp 5 lần, đến lúc đó cho dù con có muốn giết chết hắn thì cũng không có khả năng. Coi đoạn phim vừa rồi nên con cho rằng hắn là kẻ tâm cao khí ngạo, vừa lên thì đã nghĩ không dùng đao. Bùi Đông Lai nhíu mày. Nhưng mà lấy thực lực của hắn cho dù hắn không dùng đao thì con muốn thắng hắn cũng vô cùng khó khăn, càng không nói đến việc giết hắn. Nói xong, Bùi Đông Lai không khỏi thở dài. Cao thủ ám kính đỉnh phong, kinh lực có thể phủ kín toàn thân, cùng cao thủ có trình độ dưới ám kính đỉnh phong thì bản thân của hắn chính là kim cương bất hoại. Lúc trước, khi BDP cùng PK với Diệp Thiên thì trong trận chiến ấy Diệp Thiên đã đột phát đạt đến cảnh giới ám kính đỉnh phong, đánh cho Bùi Vũ Phu hắn không hề có năng lực hoàn thủ. Về sau, Bùi Đông Lai mới đột phát đến cảnh giới ám kính đại thành, bằng vào năng lực khủng bố của cơ thể cùng với cô độc kiếm pháp của cô độc phong ảnh nên mới có thể khiêu chiến vượt cấp. Xoay chuyển thế cục, cuối cùng làm cho Diệp Thiên phải sử dụng đến phương thức hóa ma để đạt đến cảnh giới ám kính nhập môn. Xương cốt của cường giả hóa kính cứng như tinh cương, gân giống như dây cung, tạng phủ cứng rắn, cơ thể mạnh mẽ. Đụng phải người hắn giống như là đâm vào ống sắt vậy, quyền cước của hắn giống như là những thùng thuốc nổ bạo phát, lực sát thương khiến cho người ta phải nổi tóc gáy. Tiến vào cảnh giới hóa kính nhập môn thì Diệp Thiên lại đánh cho Bùi Đông Lai không có năng lực hoàn thủ. Nhưng mà đến thời khắc sống còn thì Bùi Đông Lai lại lĩnh ngộ được thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền nên mới tránh thoát việc bị Diệp Thiên đánh chết, hơn nữa đợi sau khi Diệp Thiên biến mất trạng thái hóa ma thì hắn mới có thể phế bỏ được Diệp Thiên. Hiện giờ Đằng Giã đã bước vào cảnh giới hóa kính nhập môn, thân thể và các cơ năng trên người của hắn so với Diệp Thiên lúc hóa ma thì cũng không kém. Ngoài ra, tốc độ của Đằng Giã cũng vô cùng khủng khiếp. Cho nên cũng có thể nói thực lực bây giờ của Đằng Giã so với Diệp Thiên lúc hóa ma thì chỉ có cao hơn chứ không thấp. Đây là tình huống Đằng Giã không cầm đao.
Một khi hắn cầm được đao thì thực lực của đằng giã liền tăng lên gấp 5 lần. Công kích của hắn vô cùng uy mãnh bá đạo, lấy thực lực của con bây giờ thì nếu lấy cứng đối cứng thì cũng sẽ hết sức khó khăn. Thấy được vẻ lo lắng của Bùi Đông Lai thì Bùi Vũ Phu liền nở nụ cười ngây ngô. Cho nên sau khi lên võ đài thì con cần phải tránh cùng hắn lấy cứng đối cứng. Hắn có thể đem kình lực phân bố toàn thân thì làm sao con có thể giết hắn được? Bùi Đông Lai hỏi vấn đề mà hắn đã nhịn từ nãy đến giờ. Đối với võ giả mà nói thì tốc độ và lực lượng dĩ nhiên là điều quan trọng, nhưng mà cũng không phải lực lượng mạnh, tốc độ nhanh thì mới lợi hại. Vũ khí cùng với kinh nghiệm mới chính là điều quan trọng để có thể giành chiến thắng. Bùi Vũ Phu trầm giọng nói. Vâng. Bùi Đông Lai nghe vậy, gật gật đầu phụ họa. Vô luận là cô độc kiếm pháp, bát quái quyền hay hình ý quyền cũng đều được cho là vũ khí. Lúc trước, sở dĩ Bùi Đông Lai có thể dùng cô độc kiếm pháp đánh cho Diệp Thiên tơi bời hoa lá hoàn toàn là vũ khí của hắn cao hơn Diệp Thiên một bậc. Mặc dù con mới luyện võ trong thời gian ngắn nhưng mà kinh nghiệm PK của con so với tên tiểu tử kia thì lại hơn rất nhiều. Bùi Vũ Phu lại nói. Vâng. Bùi Đông Lai lại gật đầu, ở trong một năm qua thì hắn liên tục đánh nhau, trước sau đã trải qua vài cuộc chiến sinh tử nên đã tích lũy được một ít kinh nghiệm, nhưng mà quan trọng hơn chính là hắn đã dung hợp được với linh hồn của Tiêu Phi, có được kinh nghiệm PK của Tiêu Phi nên ở phương diện kinh nghiệm này thì hắn hoàn toàn thắng đằng giã. Lực lượng của con không bằng tên tiểu tử kia nhưng mà tốc độ lại hơn hắn một bậc, thêm vào đó là kinh nghiệm PK cũng không kém bao nhiêu, tiếp đó là vũ khí. Bùi Vũ Phu thấy Bùi Đông Lai gật đầu, nghiêm mặt nói. Trước đó ta đã nói rồi, sở trường của tên tiểu tử kia chính là dùng đao nên vũ khí của hắn chính là đao pháp. Bất quá dùng thủ đao cùng đao thật quả thật là điều khác biệt rất lớn, khi hắn không dùng đao thì con chỉ cần dùng kinh nghiệm PK của mình kết hợp với bộ pháp thiên đình phát kính, túc để dũng tuyển cũng cơ bản là không bại rồi. Điểm này, Bùi Đông Lai cũng là biết đến. Võ giả cùng cảnh giới. Công kích lẫn nhau rất khó tạo thành thương tổn cho đối phương, nhưng mà một khi đem kình lực truyền vào vũ khí của mình thì một kích là có thể giết chết được đối phương. Ý của người là muốn con đến lúc quan trọng thì dùng vũ khí để giết hắn. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai không nhịn được mà hỏi. Không phải. Bùi Vũ Phu lắc đầu, nói. Lấy nhãn lực của tên tiểu tử kia, lúc con mang vũ khí lên võ đài thì sẽ bị hắn phát hiện ngay. Do đó sẽ khiến hắn cảnh giác, thậm chí là hắn sẽ dùng đao. Chỉ khi nào con dùng tay không nghênh chiến thì mới có thể lợi dụng sự kiêu ngạo của hắn, lợi dụng nhược điểm không coi ai ra gì của hắn. Càng quan trọng hơn chính là con trai của Bùi Vũ Phu ta, không nên sử dụng những loại thủ đoạn hèn hạ như thế. Nếu như ta đã muốn nghênh chiến thì tự nhiên sẽ đường đường chính chính muốn con chiến thắng tên tiểu tử kia. Ý của người là muốn con dùng vũ khí để giết hắn. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, sau đó vui vẻ nói. Chẳng lẽ người sẽ dạy cho con bộ quyền pháp kia sao? Hiện tại thì con đã luyện bộ quyền pháp kia đến trình độ nào rồi? Bùi Vũ Phu không trả lời, ngay, mà là hỏi ngược lại. Bùi Đông Lai cười khổ lắc đầu, nói. Vẫn không luyện hết được, bất quá sáng sớm hôm nay khi luyện quyền thì con đã tiến nhập vào một trạng thái quỷ dị. Cảm giác giống như là toàn bộ những thứ xung quanh không có liên quan đến con hoàn toàn đắm chìm ở trong võ học, thẳng cho đến khi xuất hiện nguy cơ thì con mới bừng tỉnh, hơn nữa theo bản băng thì liền làm ra tư thế nghênh chiến. Ồ, hai mắt Bùi Vũ Phu tỏa sáng, vui mừng cười cười. Đó chính trạng thái nhập thần, hiện tại thì đa số võ giả có thể tiến vào trạng thái nhập thần ngày một ít đi, không thể nghĩ đến con lại có thể làm được. Đúng rồi qua tử. Người mới vừa nói muốn con dùng bộ quyền pháp kia để giết tên tiểu tử Nhật Bản kia, nhưng mà ngay cả cách sử dụng thì con cũng chưa biết, làm sao có thể giết hắn được chứ? So với trạng thái nhập thần mà nói thì đối với bộ quyền pháp của Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai càng tỏ ra hứng thú hơn. Bộ quyền pháp này chính là quyền pháp tổ truyền của Bùi gia chúng ta, có tên là Bùi gia quyền. Bùi Vũ Phu khe khẽ thở dài, nói. Bộ quyền pháp này uyên thâm, ẩn chứa ba loại vũ khí. Vốn ta nghĩ muốn để cho con tự luyện tập lấy, có như vậy thì sau này con mới hiểu được đạo lý ở trong đó. Bất quá nếu tên tiểu tử Nhật Bản kia đã đến Trung Quốc chúng ta đại khai sát giới thì ta sẽ đem Bùi gia quyền này truyền lại cho con, để con có thể tự tay giết chết tên tiểu tử ấy, bảo vệ vinh quang của giới võ học Trung Quốc, dương ngã quốc uy. Nói xong, lần đầu tiên sau 18 năm mai danh ẩn tích, Bùi Vũ Phu lộ ra sát khí. Bùi gia quyền có 3 loại vũ khí.
Loại thứ nhất chính là thất thương một quyền đánh ra ẩn chứa 7 tầng kinh lực. Tầng thứ nhất kinh lực là lực đạo của một người luyện võ bình thường, tầng sau so với tầng trước thì càng mãnh liệt hơn, tầng chồng tầng khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Bùi Vũ Phu trầm giọng nói. Ách! Nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai cả kinh há to mồm. Bởi vì dựa theo lời nói của Bùi Vũ Phu thì nếu như xuất thất thương mà nói thì chẳng khác gì là quyền đánh ra vượt qua gấp 7 lần lực lượng của người xuất quyền. Ra bên ngoài ta sẽ biểu diễn cho con xem. Bùi Vũ Phu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Đông Lai thì cười cười, ý bảo Bùi Đông Lai cùng hắn đi ra bên ngoài. Xem đây. Ra biệt thự thì Bùi Vũ Phu đứng trước một cây đại thụ. Nói xong, tay phải của Bùi Vũ Phu vung lên đánh phía về đại thụ. Dầm. Ngay khi tay phải của Bùi Vũ Phu sắp đụng vào cây thì đột nhiên tay phải của Bùi Vũ Phu nắm chặt lại, nắm tay đập thẳng vào cây đại thụ, phát ra những tiếng muộn hưởng. Dầm, 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 dầm. Lần lượt 6 tiếng vang vang lên, tiếng sau so với tiếng trước thì càng lớn hơn. Rắc. Sau đó, nương theo một tiếng vang giòn thì cây đại thụ đã sụp đổ. Cây đại thụ liền nện xuống đất làm bụi đất bay lên. Ách. Thấy được một quyền của Bùi Vũ Phu đã làm gãy cả cây đại thụ thì Bùi Đông Lai liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái gọi là vũ kỹ cơ bản là phương thức thay đổi cách phát kình, công kích và lực đạo khác nhau khiến cho đối phương không ngờ được. Thất thương chính là một quyền phát ra 7 tầng kình lực khác nhau, điểm quan trọng nhất chính là chỗ phát kình. Thấy Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần thì Bùi Vũ Phu nói điểm quan trọng nhất của thất thương cho Bùi Đông Lai, sau đó lại bổ sung thêm. Thất thương không phải là dùng quyền là có thể xuất ra được, sau khi nắm vững được thì có thể dùng chưởng, cước. Thậm chí là trong nháy mắt thì có thể sử dụng cả. Bùi Đông Lai ngưng thần, âm thầm nghĩ lại. Mấy phút sau, Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Vũ Phu thì hắn đến trước một cây đại thụ khác, ngưng thần hít một hơi rồi đột nhiên đánh ra một quyền về phía thân cây. Bịch! Tiếng trầm đục vang lên, nắm đấm của Bùi Đông Lai đã đánh vào trên thân cây làm cho thân cây rung lên, những chiếc lá trên cây rơi xuống. Không đúng! Mắt thấy một quyền đánh ra chỉ chứa có một tầng kinh lực thì Bùi Đông Lai âm thầm lắc đầu, lại trầm tư. Bịch! Lại là một quyền. Lúc này đây, Bùi Đông Lai vẫn không có thành công. Liên tục hai lần thất bại, cũng không có khiến Bùi Đông Lai cảm thấy nhục chí, hắn tiếp tục tụ lực rồi lại luyện tập. Trong lúc nhất thời thì những tiếng bịch, bịch, bịch không ngừng vang lên. Bịch! Dầm! Không biết qua bao lâu. Ngay sau khi Bùi Đông Lai đánh ra một quyền thì phát ra hai tiếng trầm đục. Rắc! Tầng kinh lực thứ ba bùng nổ, vết nứt trên thân cây càng trở nên rõ ràng hơn, tiếng vang thanh thúy hơn. Cách đó không xa, Bùi Vũ Phu thấy được trong thời gian ngắn như thế mà Bùi Đông Lai có thể đánh ra được đạo kinh lực thứ hai thì lập tức nở ra nụ cười vui mừng. Bùi Đông Lai cũng không vì vậy mà đắc chí, mà là cẩn thận nhớ lại phương thức phát lực là lực đạo của một quyền mới vừa rồi. Vũ Phu! Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần thì một giọng nói truyền đến. Bùi Đông Lai ngẩng đầu vừa nhìn, rõ ràng phát hiện cô độc phong ảnh một thân trường bào màu trắng hướng bên này đi tới. Gì thế? Bùi Vũ Phu nhận thấy được giọng nói của cô độc phong ảnh có chút khác lạ thì lập tức hỏi. Cô độc phong ảnh nhíu mày, nói. Tên tiểu tử Nhật Bản kia đã đến đây. Hả? Nghe được cô độc phong ảnh nói như thế thì Bùi Vũ Phu ngẩn ra. Dựa theo lời của Thái Kinh thì đằng giã hạ chiến thư vào ngày mai, nói cách khác thì ngày mai đằng giã mới đến đây để thích quán. Chẳng lẽ hắn muốn bây giờ thích quán sao? Bùi Vũ Phu nhíu mày. Đúng, một mình hắn tới, đứng ở bên ngoài cửa. Cô độc phong ảnh gật gật đầu sau đó nhìn về phía Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai, mang theo vài phần lo lắng, nói. Ông mới dạy cho Đông Lai thất thương trong Bùi gia quyền, chỉ sợ là Đông Lai còn chưa học được cách phát lực. Nếu tên tiểu tử kia muốn khiêu chiến thì hãy để cho Dương Thiện xuất chiến đi. Đến rồi tính sau. Bùi Vũ Phu trầm ngâm một chút rồi làm ra quyết định. Đông Lai, tên tiểu tử kia đã đến, con hãy cùng ta và cô độc thúc thúc đi gặp hắn. Được. Nghe được cuộc nói chuyện của Bùi Vũ Phu và cô độc phong ảnh, thì mặc dù Bùi Đông Lai biết được bản thân mình mới bước đến cánh của thất thương mà thôi nhưng mà nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Cảm giác kia giống như Bùi Vũ Phu muốn hắn lên nghênh chiến thì hắn cũng không nhíu mày. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đi theo Bùi Vũ Phu, cô độc phong ảnh vào tầng cao nhất của võ quán.
Tầng cao nhất của võ quán Vịnh Xuân có diện tích gần 1.000 m², mặt đất là làm từ bê tông, đây là loại bê tông đặc biệt để làm cho lôi đài dành cho những cuộc khiêu chiến. Trong đại sảnh, Thái Kinh và tất cả mọi người của các thế gia võ học đã ngồi đợi ở đây, thấy ba người Bùi Đông Lai đi vào thì liền đứng dậy. Phú Phu, tên tiểu tử kia đã nói rằng khiêu chiến vào ngày mai, đột nhiên đêm nay lại đến, thật sự là khinh người quá đáng mà, bây giờ tôi sẽ ra mặt đối phó với hắn. Dương Thiện chủ động ứng chiến. Hắn chưa chắc có dũng cảm đến chiến. Bùi Vũ Phu như có suy nghĩ gì đó. Trước hết cứ để hắn vào đây, nghe ý đồ của hắn cái đã. Để hắn vào đây. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì sắc mặt của Thái Kinh có chút khó coi thông qua bộ đàm nói với mấy tên đệ tử đứng bên ngoài. 5 phút sau, Đằng Dã thân mang một bộ võ sĩ đạo màu trắng, chân đi guốc gỗ cùng hai gã đệ tử đi vào. Lộp cộp, lộp cộp. Liếc mắt một cái, thấy được đám người Bùi Vũ Phu thì Đằng Dã cũng không cảm thấy sợ hãi mà bước chân vẫn trầm ổn, ánh mắt của hắn như đao lướt qua đám người Bùi Vũ Phu, cuối cùng ánh mắt dừng trên ngựa Bùi Đông Lai. Khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười âm trầm. Thấy được biểu hiện của Đằng Dã thì Bùi Đông Lai biết rõ Đằng Dã thân là đệ tử của Y Hạ Nhẫn thì tất nhiên là hắn đã trải qua cuộc huấn luyện tàn khốc, nếu không thì ý chí và tâm lý của hắn cũng không mạnh như thế, khi gặp đám người Bùi Vũ Phu ở trước mặt mà mặt của hắn vẫn không đổi sắc. Thái Kinh trưởng môn Vịnh Xuân, ta đến hạ chiến thư với ông, vào lúc 8 giờ sáng mai thì ta sẽ khiêu chiến với ông. Một lát sau, Đằng Dã đứng cách đám người Bùi Đông Lai khoảng 10 mét thì đứng lại, mở miệng cười lạnh. Bất quá, đột nhiên ta nghĩ lại muốn đêm nay đến đây dùng máu của ông để nhắm rượu, cho nên ta tính toán khiêu chiến trước, không biết là ông có dám cùng ta chiến một trận không? T. Tuy rằng cảnh giới của Thái Kinh đã đạt đến ám kính đỉnh phong nhưng dù sao cũng là trưởng môn của một phái, ở trong giới võ học Trung Quốc cũng có danh khí không nhỏ, lúc này nghe được lời nói cuồng ngạo của Đằng Dã thì lập tức tức giận hít vào một hơi. Hai mắt phún ra lửa. Nhưng mà, tức giận thì tức giận, sau khi coi qua băng ghi hình trận chiến giữa Đằng Dã và Trương Khuê thì hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Đằng Dã nên không có lên tiếng nghênh chiến. Tiểu tử kia, ta và ngươi cùng chiến một trận. Đứng ở bên cạnh Thái Kinh là Dương Thiện đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói. Ta khiêu chiến với trưởng môn của Vịnh Xuân chứ không phải là ngươi. Đằng Dã không nhìn Đằng Dã mà vẻ mặt khinh miệt nhìn vào Thái Kinh. Theo ta được biết thì Vịnh Xuân Quyền là một trong những quyền pháp của Trung Quốc, được đứng cùng với Thái Quyền, Taekwondo, Judo, đều là công phu cách đấu, hiện giờ xem ra thì chỉ là lũ Trung Quốc cùi chó bọn người tâng bóc lẫn nhau thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngươi, mắt thấy Đằng Dã vũ nhục Vịnh Xuân Quyền thì Thái Kinh tức giận đến cả người chấn động, tay phải chỉ vào mặt Đằng Dã. Không được vọng động. Bùi Vũ Phu thấy thế, đưa tay cản lại. Thái Kinh biết rõ Bùi Vũ Phu là vì muốn hắn tốt, tuy rằng không cam lòng nhưng hắn vẫn bước lui trở lại. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc cùi chó đã sinh ra nhiều tên nhu nhược, hèn nhát, không nghĩ đến đường đường là trưởng môn của Vịnh Xuân mà cũng là loại người như thế, thực làm cho người ta thất vọng. Mắt thấy Thái Kinh không dám ứng chiến thì Đằng Dã càng kêu gào dữ tợn hơn, ánh mắt nhìn về phía Thái Kinh giống như đang nhìn một cái kẻ đáng thương. Rộp! Thái Kinh tức giận đến hai đấm nắm chặt. Gân xanh nổi lên, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Tiểu tử, người cùng với sư phụ của ngươi đến Trung Quốc là vì ta mà đến đúng không? Bùi Vũ Phu nhìn ra Thái Kinh không nhịn được nữa thì liền gần từng chữ. Nếu ngươi muốn khiêu chiến thì con ta đánh với ngươi. Hắc, trước khi ta đến đây thì sư phụ của TGA đã nói rằng Bùi Vũ Phu đã đến đây tất nhiên là trưởng môn của Vịnh Xuân sẽ không dám xuất chiến, xem ra quả thật như thế. Nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì Đằng Dã cười lạnh. Đúng vậy, ta và sư phụ của ta đến đây đích thật là vì hai cha con nhà ngươi. Nói xong, Đằng Dã liền đưa tay vào ngực rồi lấy ra một phong thư, cổ tay rung lên, chiến thư liền biến thành một đạo bạch quan bắn về phía Bùi Vũ Phu. Hô! Sắc mặt Bùi Vũ Phu không đổi, nhẹ nhàng thở một hơi khiến cho chiến thư không thể bay tới được nữa, ngay khi cách Bùi Vũ Phu còn nửa mét thì chiến thư liền rơi xuống. Bùi Vũ Phu liền đưa tay ra lấy. Thấy được công phu xuất thần nhập hóa như vậy của Bùi Vũ Phu thì sắc mặt của Đằng Dã khẽ biến đổi, bất quá nghĩ đến thực lực của sư phụ hắn là nhẫn thuật cửu đoạn thì vẻ khiếp sợ trong lòng của hắn đã biến mất, lạnh lùng nói. Bùi Vũ Phu, 20 năm trước ngươi từng một chiêu đánh bại trưởng môn vô sinh kiếm đạo Nguyên Mộc người được xưng là Vũ Thần Nhật Bản, đã khiến cho giới võ học Nhật Bản mất mặt.
Ba ngày sau, ta cùng với sư phụ của ta sẽ đợi ngươi để rửa sạch nỗi nhục này. Vốn là dựa theo quy cũ tam cục lưỡng thắng, đánh ba trận ai thắng hai thì thắng, nhưng mà sư phụ của ta nói chỉ cần hai trận là được. Trở về nói cho y hạ nhẫn, ba ngày sau, cha con Bùi gia sẽ đứng đây đợi hắn. Khi nói xong, cổ tay của Bùi Vũ Phu run lên, chiến thư trong tay bắn về phía Đằng Dã. Trả lại cho ngươi. Ba. Ngay sau đó, tiếng vang giòn vang lên, chiến thư bị Bùi Vũ Phu quăng xuống đất. Xa trường điểm binh, cha con lên trận. Thân là thành viên của Đằng gia nên lực ảnh hưởng của Đằng Dã ở trong giới xã hội thượng lưu của Nhật Bản cũng không nhỏ. Nhưng mà, so với tên gọi thiên tài võ học Nhật Bản thì hắn lại thích cái tên gọi này hơn, có lẽ ở giới thượng lưu của Nhật Bản có thể có người không biết hắn nhưng mà ở trong giới võ học của Nhật Bản thì không người nào là không biết hắn. Rốt cuộc Đằng Dã là người của môn phái nào của Nhật Bản? Tất giới nhân sĩ của Nhật Bản đều tò mò điểm này. Điều nghi ngờ này cuối cùng cũng được mở ra. Trong trận thi đấu võ học Trung Nhật thì Đằng Dã chính là đệ tử chân truyền của Y Hạ Nhẫn. Hơn nữa Y Hạ Nhẫn còn hướng Vũ Thần Trung Quốc là Bùi Vũ Phu khiêu chiến. Khi tin này được truyền ra ngoài thì mọi người liền kinh động. Đối với giới võ học Nhật Bản mà nói thì tuy rằng Y Hạ Nhẫn đã biến mất mấy chục năm nhưng mà hắn lại là sư phụ của thiên tài võ học Đằng Dã. Hắn là người thừa kế của gia tộc Y Hạ, trong tay có một thanh sát thần chi đao bố đô ngự hồn. Tất cả những chuyện này đã làm cho Y Hạ Nhẫn trở thành đầu tàu của giới võ học Nhật Bản. Đồng thời mọi người cũng hiểu được một trận chiến này Y Hạ Nhẫn muốn rửa nhục cho giới võ học Nhật Bản. Cho nên, ở trong hai ngày qua, phàm là người có uy danh ở trong giới võ học Nhật Bản đều sôi nổi đến Nam Châu. So với Y Hạ Nhẫn mà nói thì tuy rằng địa vị của Bùi Vũ Phu ở giới võ học Trung Quốc không thể lay động, từ 20 năm trước thì hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại trưởng môn vô sinh kiếm đạo là Nguyên Mộc thì liền trở thành đầu tàu của giới võ học Trung Quốc, hơn nữa còn chiếm lấy bài danh thứ nhất trên Long Bảng. Vì thế, khi tin tức Y Hạ Nhẫn khiêu chiến với Bùi Vũ Phu được truyền ra thì những võ giả của cả nước liền tề tụ về Nam Châu, thanh thế so với 20 năm trước thì chỉ có hơn chứ không kém. Không riêng gì rơi võ học của Trung Quốc và Nhật Bản mà ngay cả các võ giả của các nước khác cũng sôi nổi bước về Nam Châu. Trong lúc nhất thời thì Nam Châu đã trở thành nơi tụ tập của các võ giả khắp thế giới. Đêm trước trận chiến, Tây Nam, Xuân Thành, biệt thự Hạ Gia. Cha, hôm nay lên mạng con thấy được Bùi Thúc cùng với Đông Lai muốn nghênh chiến với vua ninja Nhật Bản và độ đệ của hắn, có việc này sao? Hạ Y Na thân mặc một chiếc áo ngủ màu hồng, đẩy cửa thư phòng ra, vẻ mặt kinh hoàng chạy về phía bàn đọc sách, hướng về phía Hạ Hà đang hút thuốc hỏi. Nghe được con gái mình nói như thế thì Hạ Hà cười khổ không thôi. Từ sau khi Bùi Đông Lai giúp hắn tiêu diệt Từ Gia thì hắn đã trở thành vương giả của Hắc Đạo ở Tây Nam. Đối với trận chiến này thì hắn tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, làm cho hắn kinh ngạc chính là chuyện này lại có thể truyền lên đến cả Internet. Ừ, Hạ Hà khẽ bóp tàn thuốc rồi gật đầu. Tuy rằng trên mạng không đăng lên ảnh chụp của cha con Bùi gia nhưng mà theo bản năng thì Hạ Y Na cho rằng đó là Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai. Lúc này thấy Hạ Hà gật đầu thì Hạ Y Na cũng không cảm thấy khiếp sợ mà cảm thấy lo lắng, hỏi. Cha! Vậy hai tên người Nhật Bản kia có mạnh không? Một người được gọi là vua ninja Nhật Bản, một người là đồ đệ của vua ninja, con nói có mạnh không? Hạ Hà cười khổ. Năng lực cha con cũng không kém nhưng mà nếu gặp bọn hắn thì một chiêu thôi là banh chè. À, Hạ Y Na nghe vậy sợ tới mức hoa dung thất sắc, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, theo sau bắt lấy cánh tay Hạ Hà, thần tình kinh hoàng nói. Cha, Bùi Thúc được xưng là Vũ Thần Trung Quốc. Nói vậy là có thể chống đỡ được với tên vua ninja kia rồi nhưng mà thời gian luyện võ của Đông Lai cũng không dài, vì sao phải xuất chiến nghênh chiến đây? Đổi thành những người khác không được sao? Điều này chỉ sợ là ý kiến của Bùi Vũ Phu. Hạ Hà thở dài, nói. Cả đời Bùi Vũ Phu quang minh lỗi lạc, là anh hùng đương đại khó gặp. Cha của tên được gọi là vua ninja Nhật Bản kia từng chết ở trong tay của cha Bùi Vũ Phu, lần này hắn đến đây hơn phân nửa là muốn báo thù. Mà em trai tên đồ đệ của hắn hai ngày trước đã đến Nam Cảng, nói như vậy cũng chính là vì báo thù mà đến, dưới tình hình như thế lấy tính tình của Bùi Vũ Phu thì sẽ không để người khác xuất chiến. Nhưng mà lỡ Đông Lai xảy ra chuyện gì không hay thì sao? Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì nàng không quan tâm cái gọi là vinh dự của giới võ học Trung Quốc,
nàng chỉ chú an nguy của Bùi Đông Lai mà thôi. Hạ Hà trầm mặc sau một lúc lâu, nghĩ nghĩ, nói. Bùi Vũ Phu thúc buông vinh hoa phú quý, danh lợi uy vọng quy ẩn 18 năm. Vì Đông Lai mà rời núi đủ để thấy được hắn rất quan tâm đến Đông Lai, nếu hắn đã lựa chọn để Đông Lai xuất chiến thì tất nhiên là tin tưởng Đông Lai có thể thắng trận chiến này. Thật sao? Hạ Y Na vẫn còn lo lắng. Hạ Hà lại gật đầu, hắn không tin Bùi Vũ Phu sẽ để Bùi Đông Lai chịu chết. Cha, con muốn xem trận đấu của Đông Lai. Hạ Y Na nghiêm mặt nói. Thấy được vẻ kiên định trong ánh mắt của Hạ Y Na thì Hạ Hà biết rõ mình không thể ngăn cản mà ngay cả bản thân hắn cũng muốn xem trận chiến này cho nên liền gật đầu đáp ứng, chuẩn bị cùng Hạ Y Na đi đến Nam Châu. Cùng lúc đó, trong một biệt thự của Vịnh Xuân, Bùi Đông Lai thân mang một bộ võ phục đứng trước một tảng đá to mà vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Vũ Phu, xem ra Đông Lai đã bước vào trạng thái nhập thần rồi. Cô Độc Phong Ảnh đi bên cạnh Bùi Vũ Phu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Kinh ngạc là bởi vì hắn biết trong vòng hai ngày nay bởi vì Bùi Đông Lai luyện tập thất thương, cho nên mỗi ngày đều phải tiến vào trạng thái nhập thần. Ừ. Cho dù là Bùi Vũ Phu đã đạt đến cảnh giới mừng vui cũng không lộ ra trên mặt nhưng mà mắt thấy trong vòng hai ngày, liên tục tiến vào cảnh giới nhập thần thì trên mặt tràn đầy ý cười. Hôm trước, nó tiến vào trạng thái nhập thần có thể xuất ra được tầng kinh lực thứ hai trong thất thương ngày hôm qua thì nó có thể xuất ra tầng thứ ba, chẳng lẽ hôm nay có thể đánh ra tầng kinh lực thứ tư sao? Cô Độc Phong Ảnh cười khổ. Đây cũng là quá yêu nghiệt đi. Bùi Vũ Phu cười mà không nói. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng rồi Vũ Phu, dựa vào tin tức truyền đến thì trong hai ngày nay trừ những võ giả của Nhật Bản ra thì toàn bộ những võ giả của khắp thế giới đều đến Nam Châu. Cô Độc Phong Ảnh nói sang chuyện khác, nói rõ mục đích đến tìm Bùi Vũ Phu. Ngoài ra còn có thần võng của châu Âu, liên minh mafia Bắc Mỹ, bộ lạc cuồng nhân ở Nam Mỹ, tổ chức ma bồ ở Trung Đông, cự phủ của Nga cùng với hội tam hợp ở Nhật Bản, ngoài ra còn có một ít tổ chức nghiêu. Quỷ, xà thần đều đến cả. Nói xong, trong mắt của cô Độc Phong Ảnh hiện ra vẻ lo lắng. Trước kia hắn một lòng một dạ hướng về võ học, đối với chuyện hắc đạo thì hắn hoàn toàn không biết nhưng mà từ sau khi đi theo Bùi Vũ Phu thì chẳng những hắn biết được những tổ chức này mà hắn lại biết toàn bộ những cường giả có tên trên long bảng dường như là xuất thân từ những tổ chức này. Một đàm cá nhỏ, tôm nhỏ mà thôi, chịu không nổi sóng to đâu. Bùi Vũ Phu cười nhẹ. Không thèm để ý đến, ánh mắt vẫn nhìn về phía Bùi Đông Lai cũng không biết là trong lòng đang nghĩ đến cái gì, tinh quang trong mắt lóe ra. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế, thấy được vẻ khác thường trong mắt của Bùi Vũ Phu, nghĩ đến chuyện mà trước đây Bùi Vũ Phu nói cho mình thì trong lòng cô Độc Phong Ảnh vừa động, hắn cũng không nói gì nữa mà cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bá! Không biết qua bao lâu, đột nhiên Bùi Đông Lai tỉnh lại giống như là một con sư tử bừng tỉnh. Lông tơ cả người dựng lên, chiến ý lẫm liệt. Bùi Đông Lai có thể đánh ra mấy tầng lực đạo đây? Thấy được Bùi Đông Lai tỉnh lại thì ánh mắt của Bùi Vũ Phu và cô Độc Phong Ảnh đều toát ra vẻ chờ mong. Bùi Đại Sư. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai vung quyền thì giọng nói của Thái Kinh đã vang lên, hắn bước nhanh lại chỗ này. Thái Sư Phụ, có chuyện gì thế? Bùi Vũ Phu hỏi. Bùi Đại Sư, ngài cũng đừng có nói móc tôi. Tôi làm sao xứng với cái danh sư phụ được chứ? Thái Kinh cười khổ một tiếng, sau đó nói rõ ý đồ của mình đến đây. Trước cửa võ quán có một cô gái muốn tìm Đông Lai, cô ta nói mình là vị hôn thê của Đông Lai, gọi là Tần Đông Tuyết. Ách! Nghe Thái Kinh nói như thế thì hai người Bùi Vũ Phu và cô Độc Phong Ảnh ngẩn ra. Thái Thúc, nàng ta ở đâu? Sau đó, không đợi hai người Bùi Vũ Phu, cô Độc Phong Ảnh mở miệng, Bùi Đông Lai xoay người hỏi. Thúc không xác nhận được thân phận của cô ấy cho nên không để cô ta vào đây, bây giờ cô ta vẫn còn đứng ở trước võ quán. Cha, cô Độc Thúc, Thái Sư Phụ, con ra ngoài một chuyến. Bùi Đông Lai nghe vậy thì liền chào hỏi ba người Bùi Vũ Phu một tiếng, sau đó không đợi ba người lên tiếng thì liền giống như quỷ mị, trực tiếp biến mất trong đêm tối. Hai phút sau, Bùi Đông Lai đã thấy được Tần Đông Tuyết đứng ở trước cửa võ quán. Trong màn đêm, Tần Đông Tuyết mặc một chiếc áo màu trắng, ở dưới là một chiếc quần bò màu lam nhạt, phối hợp một đôi giày nhỏ màu trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo lông, trên đầu có đội một chiếc mũ màu trắng cùng quấn ở trên cổ là một chiếc khăn choàng màu trắng làm cho cả người nàng giống như là một nàng công chúa bạch tuyết, vô cùng chói mắt.
Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai biết rõ Tần Đông Tuyết vừa mới xuống máy bay thì liền tới đây cho nên quần áo cũng chưa kịp thay. Sao cậu lại tới đây? Bùi Đông Lai bước nhanh đến gần, dừng lại ở khuôn mặt hơi lộ ra vẻ mệt mỏi của Tần Đông Tuyết, ôn nhu hỏi nói. Tần Đông Tuyết hành văn gãy gọn, tuyệt không giấu giếm. Tới xem trận đấu của cậu. Tớ sợ cậu lo lắng nên không dám nói cho cậu. Giọng nói của Bùi Đông Lai mang theo vài phần xấu hổ, sau đó vì để cho Tần Đông Tuyết yên tâm nên hắn cười nói. Cậu yên tâm đi, không sao đâu. Tớ biết. Câu trả lời của Tần Đông Tuyết hoàn toàn vượt ra suy nghĩ của Bùi Đông Lai, trong mắt của nàng không có sự lo lắng mà thay vào đó là sự tín nhiệm. Vô luận cậu tham gia trận đấu gì thì tớ cũng là người trung thành nhất của cậu, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế mà sau này cũng thế. Lộp bộp. Nghe Tần Đông Tuyết nói như thế thì Bùi Đông Lai mỉm cười, trong lòng nhớ lại những chuyện trước kia ở Trầm Thành Nhất Trung. Ngày đó, hắn là vương giả trở về. Ngày mai thì sẽ như thế nào? Mặc dù lần thi đấu võ học lần này là do Liên minh Võ học Nhật Bản cùng với Hiệp hội Võ học Trung Quốc tổ chức, nhưng mà đối với những người nắm rõ thông tin thì đây chỉ là một cái bảng quảng cáo mà thôi. Lúc chiều, vài tên cao thủ tán đả thủ của Nhật Bản đã tiến hành trao đổi võ học với những võ giả Trung Quốc. Nhìn trên màn ảnh thì thấy chiêu thức nào cũng toàn là mạng đổi mạng, điều này đã khiến cho mọi người sôi nổi hẳn lên. Mà trận chiến chính thức vẫn chưa bắt đầu. Bởi vì thực lực của những tuyển thủ tham gia trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận biết của người thường nên trận đấu này sẽ không được mở cửa chào đón rộng rãi, chỉ trừ những giới nhân sĩ võ học có tiếng của hai nước NT ra thì những người muốn tham gia quan sát trận đấu này đều thông qua con đường đặc thù mới có được một vị trí quan sát. Màn đêm buông xuống. Ánh đèn rực rỡ mới lên, Nam Châu giống như một tòa đèn đuốc chi thành, làm cho lòng người vui sướng. Lúc 7 giờ 30, từng chiếc ô tô trước sau đi đến một quyền tràng nằm ở ngoại thành Nam Châu. Quyền tràng nằm dưới một tòa xưởng cũ, lôi đài dài 100 mét, rộng 100 mét, bốn phía lôi đài đều là chỗ ngồi, có thể chứa hơn 8.000 người. Khi thời gian chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ thi đấu thì bốn phía của lôi đài đã chật kín chỗ ngồi. Trong đó ngồi ở phía đông của lôi đài chính là những nhân sĩ trong giới võ học Nhật Bản, còn ngồi ở phía tây của lôi đài chính là những người có uy tín trong giới võ học của Trung Quốc, những người ngồi ở phía bắc và nam là những nhân vật có uy tín, thông qua con đường đặc thù để tiến vào đây. So với những trận hắc quyền bình thường thì trước khi bắt đầu trận đấu này thì trên lôi đài cũng không có những người mẫu mặc bikini biểu diễn, cũng không có những thông tin cá cược. Sở dĩ là như vậy là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là để tôn trọng giới võ học. Thứ hai là người nắm quyền của quyền tràng này không dám lợi dụng người đứng đầu hắc đạo Trung Quốc là cha con Bùi gia để kiếm tiền. Không có âm nhạc, không có gì cả, dưới ánh đèn, những võ giả của hai nước Tien đều nhìn vào đối phương, trong đôi mắt hiện lên vẻ chiến ý, không khí vô cùng áp lực. Những người đứng đầu lối vào của quyền tràng thấy được cảnh tượng như vậy thì âm thầm sợ hãi. Xài ra, Hạ Bàn Tử ở Tây Nam tới. Một lát sau, một gã đại hán đi vào, vẻ mặt lo lắng hướng về phía Sài Cảnh mà hội báo. Ách! Sài Cảnh nghe vậy thì không nói nhiều, liền lập tức dẫn người ra nghênh đón. Xuyên qua hành lang, Sài Cảnh đã dẫn người đến trước cửa thang máy để đợi. Ping pong! Cửa thang máy được mở ra, Hạ Hà mang theo một thân Âu phục màu đen cùng Hạ Y Na đi từ thang máy ra, phía sau hắn là bốn tên bảo tiêu. Hạ Huynh, hoan nghênh đã đến đây. Sài Cảnh thấy thế thì liền bước lên mỉm cười chào hỏi, giọng nói vô cùng kính sợ. Kính sợ là bởi vì hắn biết được mối quan hệ giữa Hạ Hà với Bùi Đông Lai. Sài lão đại tự mình nghênh đón khiến cho Hạ Bàn Tử ta đây cảm thấy may mắn và vinh dự rồi. Hạ Hà mỉm cười hoàn lễ. Sài Cảnh cười khổ không thôi. Hạ Huynh đừng có cười nhạo tiểu đệ, trường hợp như ngày hôm nay tiểu đệ đây dám không tự mình ra nghênh đón sao? Vũ Phu cùng Đông Lai đã đến chưa? Hạ Hà thấy Hạ Y Na ở một bên cầm lấy cánh tay của mình, ánh mắt chớp chớp lên thì biết nữ nhi bảo bối của mình đã không đợi được nữa nên hắn đành cười cười rồi nói sang chuyện khác. Vẫn chưa đến. Sài Cảnh lắc đầu nói. Hạ Huynh, tiểu đệ đã cho người chuẩn bị cho Hạ Huynh một chỗ ngồi tốt. Tiểu đệ còn đứng đây đón khách nữa, sẽ không thể đi cùng Hạ Huynh được rồi. Hạ Tiên Sinh, mời. Sài Cảnh nói xong thì một tên đại hán ở phía sau hắn liền làm ra một động tác mời đối với Hạ Hà. Hạ Hà gật đầu cũng không hề khách sáo, mang theo Hạ Y Na cùng với bốn tên bảo tiêu đi vào quyền tràng. Một phút sau,
Hạ Hà cùng với Hạ Y Na đã đi vào quyền tràng ngầm. Cha, lúc nào thì Đông Lai và Bùi Thúc mới đến? Mặc dù đây là lần đầu tiên Hạ Y Na đến quyền tràng ngầm nhưng mà nàng cũng không có tâm tư để đi xem. 8 giờ mới bắt đầu, bọn họ rất nhanh sẽ đến thôi, chúng ta đi vào chỗ ngồi đi. Hạ Hà cười cười, tùy ý để Hạ Y Na cầm lấy cánh tay của mình rồi đi về phía chỗ ngồi. Lúc này đây trong một phòng nằm ở phía trên lôi đài, ngay khi lúc Hạ Hà và Hạ Y Na tiến vào chỗ ngồi của mình thì Quý Hồng, Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ đã xuất hiện trong tầm mắt của Sài Cảnh. Quý tiểu thư, Liễu tiểu thư đã lâu không gặp. Thấy được Đông Hải Song Kiều thì Sài Cảnh vội vàng bước lên chào hỏi, đồng thời trong lòng hắn không khỏi cảm thán, ở hắn xem ra chỉ có một mình Bùi Đông Lai mới có thể thu phục được hai người Quý Hồng và Liễu Nguyệt mà thôi. Sài lão đại, ông nói ai là tiểu thư hả? Quý Hồng đi ra khỏi thang máy, hướng về phía Sài Cảnh cười khẽ. Nụ cười của Quý Hồng rơi vào trong mắt của Sài Cảnh giống như là độc xà vậy. Khiến cho hắn cả kinh không thôi, hắn cũng không đem vẻ sợ hãi lộ ra trên mặt mà cười cười lấy lòng. Thấy có lỗi, quý lão đại là tôi nói sai rồi. Liễu Nguyệt đứng ở một bên cũng không nói lời nào mà mang theo Đông Phương Lãnh Vũ đi vào quyền tràng. Từ sau khi đem Đông Nguyệt Bang và tập đoàn Thiên Tường giao lại cho Bùi Đông Lai thì nàng cũng chưa từng rời khỏi Đông Hải, lần này mang theo Đông Phương Lãnh Vũ đến đây là hoàn toàn bởi vì lo lắng đến an nguy của Bùi Đông Lai. Còn về phần Đông Phương Uyển Nhiêu thì nàng sợ những nơi như chỗ này sẽ ảnh hưởng đến tiểu loli. Sai lão đại, băng mỹ nhân của chúng ta đã tức giận rồi, ông hãy cẩn thận một chút. Quý Hồng thấy Liễu Nguyệt rời đi thì hướng về phía Sài Cảnh mà cười nũng nịu. Lông tơ cả người Sài Cảnh nổi lên, sắc mặt khó coi nở ra một nụ cười, hắn cũng không nói nhiều lời mà đưa mắt nhìn ba người rời đi. Ba. Mắt thấy ba người Quý Hồng rời đi thì Sài Cảnh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi, sau khi phun ra một ngụm khói thì tâm tình buồn bực, nói. Khi nào cha con Bùi gia đến thì hãy nói cho ta biết. Nói xong, Sài Cảnh không đợi mấy tên thủ hạ của mình trả lời thì đã rời đi. Tiểu cô, như thế nào mà Đông Lai ca còn chưa đến? Đi vào chỗ ngồi của mình thì Đông Phương Lãnh Vũ không nhịn được mà hỏi. Quý Hồng mở một chai La Phi ra rồi trả lời. Hắn là người thi đấu, tự nhiên là người ra sân cuối cùng. Tiểu Vũ, nghe được Quý Hồng nói như thế, Đông Phương Lãnh Vũ vốn muốn hỏi thêm nữa nhưng lúc này vang lên một tiếng gọi, hắn quay đầu lại thì thấy người gọi mình là Hạ Y Na, lập tức vui vẻ. Chị Na, chị cũng tới sao? Ừ, Hạ Y Na gật gật đầu, sau đó hướng Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt chào hỏi. Quý tỷ, Liễu tỷ, mọi người khỏe. Chào cô. Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt không hẹn mà cùng mở miệng trả lời. Ánh mắt đều hiện ra vẻ khác thường, trong ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ cùng ghen tị. Tiểu cô, đại ma nữ, cháu cùng chị Y Na tới cửa chờ Đông Lai ca. Đông Phương Lãnh Vũ nói. Đi đi. Liễu Nguyệt mở miệng đồng ý. Nhà đầu Hạ gia thật sự là có phúc khí tốt. Nhìn bóng lưng Hạ Y Na rời đi, Quý Hồng không kìm lòng được mà nói. Trong lòng Liễu Nguyệt vừa động. Thu lại ánh mắt có chút không yên hỏi. Dựa vào tư liệu thì tên tiểu tử đằng giã kia đã bước vào hóa kính nhập môn, Đông Lai có thể thắng sao? Nếu Bùi Thúc để cậu ta tham chiến thì không có vấn đề gì. Tuy nói là như thế nhưng mà Quý Hồng cũng có chút lo lắng. Bởi vì được Bùi Vũ Phu cùng cô độc phong ảnh chỉ điểm, thêm vào đó đã nhận được kinh nghiệm của Bùi Đông Lai cho nên trong thời gian qua thì thực lực của Quý Hồng cũng tăng lên, bất quá cũng chưa đột phá được cảnh giới ám kính đại thành. Ở nàng xem ra, đạt đến cảnh giới ám kính đại thành đã khó như vậy rồi, mà Bùi Đông Lai lại còn muốn nói đột phá lên cảnh giới ám kính đỉnh phong sao. Mà một khi Bùi Đông Lai không bước đến được cảnh giới ám kính đỉnh phong thì nàng không biết được Bùi Đông Lai có thể thắng trong trận đấu hôm nay không. Thấy được vẻ lo lắng của Quý Hồng thì Liễu Nguyệt cũng không nói gì nữa. Hả? Trầm mặc qua đi, đột nhiên đồng tử của Quý Hồng thu nhỏ lại thành một đường. Liễu Nguyệt thấy thế thì vội vàng nhìn theo thì thấy được một tên nam tử đại hán cao gần 2 mét đi vào. Hắn chính là người của tổ chức cự phủ của Nga, ngoại hiệu là Hùng Vương, nằm trong top 100 trên thần bảng, luận về thực lực cách đấu thì có thể so sánh với cao thủ ám kính đỉnh phong. Quý Hồng thấy Liễu Nguyệt có chút nghi hoặc thì giải thích. Từ sau khi Đông Lai đụng phải tổ chức thần võng thì tôi bắt đầu thu thập những tư liệu có liên quan đến hắc đạo của những tổ chức nước ngoài. Liễu Nguyệt nghe vậy thì cảm thấy áy náy,
áy náy vì bản thân không thể làm được việc gì cho Bùi Đông Lai. Con tên mặc áo choàng màu trắng kia chính là người của tổ chức Ma Bồ ở Trung Đông, chính xác ra thì hắn chính là một trong bốn đại đệ tử của thủ lĩnh tổ chức Ma Bồ, hắn tên là Rahi, cũng nằm trong top 100 người trên thần bảng. Còn tên gia hỏa tóc húi cua, râu quai nón kia chính là một trong những cánh tay quan trọng của Mafia Bắc Mỹ, hắn tên là Ghét, ngoại hiệu huyết thủ đứng thứ 48 trên thần bảng. Nói xong thì Quý Hồng không nhịn được mà nhìn về phía Liễu Nguyệt. Đối với hắn thì cô cũng không xa lạ gì. Nghe Quý Hồng nói như thế thì Liễu Nguyệt cũng không có hé răng, xem như là chấp nhận, lúc trước khi còn nắm quyền Đông Nguyệt Bang thì nàng cũng có qua lại với gia tộc Gambino của Mafia. Bá! Mắt thấy Liễu Nguyệt không nói lời nào thì Quý Hồng lại nhìn về phía trước, đột nhiên sắc mặt của nàng liền trở nên biến đổi. Sao thế? Thấy được bộ dạng kinh ngạc của Quý Hồng thì Liễu Nguyệt liền lập tức hỏi. Làm sao hắn lại tới đây? Quý Hồng vẫn nhìn về phía trước cũng không có trả lời câu hỏi của Liễu Nguyệt. Hắn là ai vậy? Nhìn về phía trước thì Liễu Nguyệt cũng thấy được có một nam nhân trung niên mặc một chiếc hắc bào, hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn gọi Dracula, là một trong bốn người có quyền nhất ở tổ chức thần võng, địa vị của hắn chỉ đứng sau thủ lĩnh thần võng, thực lực vô cùng biến thái, đứng thứ 16 trên thần bảng. Nói xong, sắc mặt Quý Hồng trở nên vô cùng ngưng trọng. Trước đó không lâu thì Đông Lai đã giết chết Oz, là nghĩa tử của thủ lĩnh thần võng, lúc này Dracula lại dám đến Trung Quốc, chẳng lẽ thủ lĩnh thần võng người đứng thứ 2 trên thần bảng cũng tới sao? Không có đáp án, dưới cái nhìn chăm chăm của Quý Hồng thì Dracula giống như là một u linh vậy, hắn ngồi ở một góc tối. Bá! Dracula vập mới ngồi xuống thì tất cả mọi người trong quyền tràng đều đem ánh mắt nhìn về phía chỗ lối ra vào. Hiện ra trong tầm mắt của mọi người chính là một nam nhân. Một nam nhân, cả người toát ra hơi thở lạnh như băng. Hắn họ Diệp, tên cô Thành. Là thủ lĩnh Long Nha, ngoại hiệu là Long Vương. Nhìn vào người nằm trong top 10 trên thần bảng, được xưng là chiến tranh chi vương thì tất cả mọi người đều lộ ra vài phần sợ hãi. Long Vương Diệp cô Thành cũng tới rồi. Bởi vì Quý Hồng đi theo Bùi Vũ Phu cô độc phong ảnh đi đến khách sạn Yên Kinh may mắn gặp được Diệp cô Thành. Lúc này thấy được Diệp Cô Thành xuất hiện thì cũng cả kinh không nhẹ. Sau khi đi vào quyền tràng thì Diệp Cô Thành cũng không ngồi xuống mà giống như chiến thần, khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt như đao nhìn về phía Dracula. Không biết là bởi vì chột dạ hay là sợ hãi, khi thấy được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Cô Thành thì đám người Dracula liền cúi đầu. Bịch! Sau đó thì Diệp Cô Thành thu lại ánh mắt. Mới vừa đi lên được mấy bước thì lại nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng lúc đó mọi người trong quyền tràng liền xôn xao, tất cả mọi người liền nhìn về phía sau Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành liền xoay người lại thì thấy y hạ nhẫn thân mang một bộ võ sĩ phục màu đen, tay cầm theo thanh đao bố đô ngự hồn hướng về phía mình đi tới. Trong phút chốc, ánh mắt của y hạ nhẫn và đằng giã tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Cô Thành. Dưới ánh đèn, cả người đằng giã trở nên cứng ngắc. Đồng tử của y hạ nhẫn hơi co rút lại, chiến ý xuất hiện. May mà xứng chiến với vũ phu sao? Long Vương Diệp Cô Thành xoay người, lưu lại một câu. Hắn chỉ dùng một tay là đủ bóp chết mày. Cả quyền tràng liền im phăng phắc, giọng nói lạnh như băng của Diệp Cô Thành giống như một tiếng sấm nổ vang, làm cho ai ai cũng nghe rõ. Bá! Trong phút chốc, sắc mặt của đại đa số người trong quyền tràng liền thay đổi, trên mặt bọn họ liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Vốn ta tính toán chỉ cần đấu 2 trận, hiện giờ xem ra cần phải đấu thêm 1 trận nữa bởi vì chờ sau khi ta chặt đầu Bùi Vũ Phu xuống thì sẽ chặt đầu của ngươi. Ánh mắt của y hạ nhẫn híp lại thành một đường nhỏ, nhìn vào bóng lưng Diệp Cô Thành. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng không giống như loại người như nhược, không dám nghênh chiến. Chặt đầu của hắn. Y hạ nhẫn vừa nói xong thì những người đến từ Nhật Bản liền gào lên, tiếng hét rung trời. Nghe được lời nói cuồng ngạo của y hạ nhẫn, đối mặt với những tiếng hét to như vậy thì Diệp Cô Thành không để ý đến, thậm chí cả cước bộ đều không có dừng một cái mà đi vào chỗ ngồi cách lối vào không xa. Y hạ nhẫn thấy thế thì không nói cái gì nữa, mang theo đằng giã sắc mặt khó coi đi vào. Chỗ ngồi của bọn hắn là do ban tổ chức chuẩn bị, mà cha con Bùi gia ngồi ở phía đối diện. Tàng bố Chát Khắc đại sư. Long Vương Diệp Cô Thành nếu nói Bùi đại sư có thể dùng một tay bóp chết tên Nhật Bản kia thì tên Nhật Bản kia căn bản không phải là đối thủ của Bùi đại sư phải không?
Cùng lúc đó những võ giả ngồi ở phía Tây cũng không có giống như đám người Nhật Bản mà hét to lên, trong đó trưởng môn của hình ý môn là Dương Thiện nhìn không được mà hướng về phía Tàng Bố Trát Khắc Đại Sư hỏi. Tàng Bố Trát Khắc Đại Sư, cường giả thứ 5 trên Long Bảng. Năm trước nhận được lời khiêu chiến của cô Độc Phong Ảnh, kết quả là bị đánh bại. Dù là như thế thì cũng không ai có thể hoài nghi thực lực của Tàng Bố Trát Khắc Đại Sư. Bá! Nghe Dương Thiện hỏi như thế thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Tàng Bố Trát Khắc Đại Sư. Ngày đó cô Độc Phong Ảnh chỉ dùng một chiêu mà khiến ta phải nhận thua, thực lực đã đạt đến cảnh giới hóa kính đỉnh phong. Hiện giờ ông ta lại tình nguyện đi theo Bùi Vũ Phu, hơn phân nửa là bại bởi Vũ Phu, hơn nữa lại thua tâm phục khẩu phục. Tàng Bố Trát Khắc Đại Sư trầm ngâm nói. Vừa rồi Long Vương còn nói ra vậy, nói như vậy thì Bùi Vũ Phu đã đạt đến cảnh giới cương kính như trong truyền thuyết. Cương kính. Nghe được hai chữ này thì sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Bởi vì bọn hắn đều biết cương kính chính là cảnh giới phía trên của hóa kính, đây là cảnh giới tối cao mà tất cả những người luyện võ đều theo đuổi. Nhưng mà, trong 100 năm qua, cả Trung Quốc cũng không có một người nào đạt đến cảnh giới ấy. Nếu Bùi Đại Sư đã đạt đến cảnh giới cương kính thì nếu muốn giết tên Nhật Bản ấy thì cũng dễ như trở bàn tay. Dương Thiện trầm giọng, nói. Như vậy, việc duy nhất là chúng ta cần phải lo lắng chính là trận chiến giữa Đông Lai và tên tiểu tử đằng giã kia. Đúng à, tên tiểu tử đằng giã kia đã bước chân vào cảnh giới hóa kính nhập môn, luận về thực lực thì những người trẻ tuổi bên chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ Bùi Đại Sư để con mình xuất chiến rất có thể là không muốn chúng ta ý lớn hiếp nhỏ, hơn nữa tên tiểu tử đằng giã kia rõ ràng hướng về phía Đông Lai mà tới, điều này có quan hệ đến vinh dự của giới võ học Trung Quốc. Không thể không chiến. Tên tiểu tử đằng giã kia tuy mạnh nhưng mà nếu Bùi Đại Sư đã để con Đông Lai xuất chiến thì cũng đã có chuẩn bị. Hai ngày hôm nay Vũ Phu đã truyền cho Đông Lai một bộ quyền pháp thần bí. Nói như vậy thì Đông Lai có thể thông qua bộ quyền pháp này để giành chiến thắng. Hy vọng như thế. Ngắn ngủi nghị luận đi qua, sau đó, mọi người cũng không nói gì nữa mà nhìn về phía cửa của quyền trang, cùng đợi cha con Bùi gia xuất hiện. Cùng lúc đó, thấy được Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai đã đến Thái Kinh liền xuất hiện ở cửa thang máy, cung kính chờ đợi. Ngoài Thái Kinh thì còn có Hạ Y Na và Đông Phương Lãnh Vũ đứng ở một bên, vẻ mặt khẩn trương. Ping pong! Lúc này đây, cửa thang máy được mở ra, Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu, Tần Đông Tuyết và Cô Độc Phong Ảnh xuất hiện trong thang máy. Cô Độc Phong Ảnh vẫn mang một chiếc trường bào màu trắng, Bùi Vũ Phu mặc một chiếc trường bào màu đen, phối hợp với một đôi giày vải. Hơi có cảm giác của nhân sĩ võ lâm. Bùi Đông Lai thì ngược lại. Trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ở bên dưới là một chiếc quần tây màu đen phối hợp với sợi dây lưng màu đen. Mà Tần Đông Tuyết ở phía sau hắn thân mặc một bộ sườn xám màu trắng làm lộ lên khí chất tao nhã của nàng. Bùi gia, Bùi thiếu, Cô Độc Đại Sư, Tần Tiểu Thư. Thái Kinh thấy bốn người xuất hiện thì vội vàng chào đón. Đông Lai ca. Đông Phương Lãnh Vũ vốn là ngẩn ra, sau đó cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hưng phấn mà cười nói. Bá! Ở bên cạnh Đông Phương Lãnh Vũ là Hạ Y Na thầy vậy thì há hốc miệng ra, lại không hô to lên mà sắc mặt nàng biến đổi, vẫn không nhúc nhích nhìn vào hai người Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết, giống như là một pho tượng, hoàn toàn ngây người. Trước tiên Bùi Vũ Phu gật đầu ý bảo Thái Kinh, sau đó nhìn sang Hạ Y Na. Mặc dù Tần Đông Tuyết ngầm đồng ý mình và Hạ Y Na cùng một chỗ nhưng mà ngay khi thấy được Hạ Y Na xuất hiện ở đây thì sắc mặt của Bùi Đông Lai hơi biến đổi, lộ ra vẻ xấu hổ. Hạ Y Na, chào cậu. Khi Bùi Đông Lai còn cảm thấy xấu hổ thì Tần Đông Tuyết buông cánh tay Bùi Đông Lai ra, bước chân đi về phía Hạ Y Na, chủ động vươn tay. Tớ là Tần Đông Tuyết. Chào, chào cậu, Tần Đông Tuyết. Có lẽ nguyên nhân bởi vì là người thứ ba. Cũng có lẽ là do khí chất giống như tuyết liên cao quý của Tần Đông Tuyết mà làm cho Hạ Y Na cảm thấy ảm đạm, thế cho nên khi mở miệng thì giọng nói của nàng hơi nhỏ, bàn tay cầm lấy tay của Tần Đông Tuyết cũng run run. Thật cao hứng hôm nay cậu có thể tới. Nụ cười trên mặt của Tần Đông Tuyết cũng không giảm, một câu hai nghĩa. Cậu ta tiếp nhận mình rồi sao? Nghe được Tần Đông Tuyết nói như vậy thì Hạ Y Na cũng hiểu ra, sắc mặt của nàng biến đổi, từ tự trách, bàng hoàng. Khẩn trương biến sang vui mừng. Thấy được hành động của Tần Đông Tuyết thì trong lòng Bùi Đông Lai vô cùng cảm động, Tần Đông Tuyết thì mỉm cười, nói.
Tớ cùng với Ina sẽ ngồi ở phía dưới, chúng tớ đều tin tưởng cậu sẽ không để chúng tớ phải thất vọng. Ừ. Bùi Đông Lai gật đầu. Đông Lai ca, tiểu quỷ tử đến nước chúng ta Dương Oai, ca cần phải đánh cho bà ma của hắn cũng không nhận ra hắn. Lúc này đây Đông Phương Lãnh Vũ hướng về phía Bùi Đông Lai giơ giơ quả đấm lên, cổ vũ. Bùi Đông Lai mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Đông Phương Lãnh Vũ, sau đó hít một hơi, hoàn toàn thu liễm tâm thần, mang theo ba người Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na cùng Đông Phương Lãnh Vũ đuổi theo Bùi Vũ Phu và cô độc Phong Ảnh. Cuối cùng mọi người đã bước tới quyền tràng ngầm. Cùng lúc đó, phía đông của quyền tràng. Sư phụ, người vừa rồi chính là Diệp Cô Thành, là thủ lĩnh của tổ chức Long Nha Thần Bí sao? Sắc mặt Đằng Dã khó coi hướng Y Hạ Nhẫn hỏi. Sát ý trên người tỏa ra, cảm giác kia hân không thể lập tức xé nát Diệp Cô Thành. Ừ. Sắc mặt Y Hạ Nhẫn không chút thay đổi gật đầu. Sư phụ, ngài có thể nhìn ra thực lực của hắn đạt đến trình độ nào không? Mặc dù hận không thể lập tức xé nát Diệp Cô Thành để tiết hận nhưng mà Đằng Dã cũng biết mình không có tư cách để chiến với Diệp Cô Thành một trận. Dựa vào cảnh giới phân chia của Trung Quốc thì hẳn là hắn bước vào cảnh giới cương kính. Y Hạ Nhẫn lau lau thanh đao bố đô ngự hồn trên tay, thản nhiên nói. Tương đương với nhẫn thuật cửu đoạn của Nhật Bản chúng ta. Mạnh như vậy sao? Nghe được Y Hạ Nhẫn nói như thế thì tuy rằng Đằng Dã có chút giật mình. Dù sao hiện giờ ở giới võ học của Nhật Bản thì chỉ có một mình sư phụ của hắn là Y Hạ Nhẫn mới đột phá được nhẫn thuật cửu đoạn mà thôi. Thậm chí, trong vòng 200 năm qua, trừ Y Hạ Nhẫn ra thì giới võ học Nhật Bản chỉ có một người đạt đến cảnh giới này. Trong đầu của Đăng Dã không khỏi nhớ lại tình cảnh 3 ngày trước, lúc đó Bùi Vũ Phu chỉ thổi một hơi vào chiến thư mà hắn ném qua đã khiến cho chiến thư bay ngược lại hắn nhịn không được mà hỏi. Long Vương Diệp Cô Thành đã đạt đến trình độ này, vậy tên hỗn đản Bùi Vũ Phu kia không phải là mạnh hơn sao? 5 năm trước thì vi sư đã đột phát nhẫn thuật cửu đoạn hơn nữa trong tay có thanh bố đô ngự hồn này nữa, có thể khiến cho thực lực của ta tăng lên thập bội, bọn hắn mạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị chém giết. Trong đôi mắt Y Hạ Nhẫn toát ra sát ý, sau đó hướng Đằng Dã, nói. Con không cần chú ý đến việc này, hãy chú ý vào trận chiến của mình đi. Yên tâm đi sư phụ, con tuyệt đối sẽ không để tên cẩu tạp chủng Trung Quốc kia sống qua khuya hôm nay. Sát ý của Đằng Dã sôi trào. Con sẽ ở trước mặt nhiều người màn hung hăng vũ nhục hắn, để hắn phải chủ động quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó con sẽ chặt đứt đầu của hắn. Bù, bù. Đằng Dã vừa nói xong thì một tiếng vang vang lên, một cỗ sát ý khủng bố trên người của Y Hạ Nhẫn phóng ta, ánh mắt của hắn giống như lợi kiếm thông thường. Gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa của quyền trang. Ách! Đột nhiên Y Hạ Nhẫn nhìn về phía trước thì thấy được đoàn người Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu đi vào. Bá! Không riêng gì sư đồ Y Hạ Nhẫn mà những người khác cũng đều nhìn vào. Trong phút chốc, cả quyền trang ngầm im lặng như chết. Cha con Bùi gia đến rồi. Đối mặt với ánh mắt của nhiều người trong quyền trang thì Bùi Vũ Phu cũng không để tâm mà là hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thành. Ngọn đèn hôn ám, ánh mắt hai người gặp nhau. Sau đó, dường như hai người đã hiểu được ý tứ của đối phương, cùng một thời gian thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, mắt thấy Bùi Đông Lai xuất hiện thì Quý Hồng và Liễu Nguyệt liền đứng dậy, bước lên phía trước rồi cả hai đối mắt nhìn nhau một cái, hơi có cảm giác đồng bệnh tương liên. Sư phụ, con lên sân trước. Thấy được Bùi Đông Lai xuất hiện, nghĩ đến tình cảnh của em trai mình là Đằng Tỉnh thì sát ý trên người Đằng Dã bùng nổ. Ừ. Y Hạ Nhẫn đem ánh mắt từ trên người Bùi Vũ Phu rời đi rồi gật đầu. Thấy Y Hạ Nhẫn gật đầu thì Đằng Dã liền đứng dậy rồi chỉ nghe một tiếng vù cả người hắn liền nhảy về phía lôi đài. Đằng Dã vừa nhảy lên sân của quyền giàng thì ánh đèn được bật lên, tất cả mọi người đều nhìn lên phía lôi đài. Dưới ánh đèn, cả người Đằng Dã giống như là một thanh bảo kiếm đã rời khỏi vỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó trốn được sự truy sát của hắn. Cha, con lên đây. Mắt thấy rằng Dã đã lên lôi đài, đồng tử Bùi Đông Lai co lại rồi nói với Bùi Vũ Phu. Không trả lời. Ở khi lúc Bùi Đông Lai sắp phải chiến một trận chiến khó khăn nhất trong cuộc đời của mình thì Bùi Vũ Phu nhẹ nhàng mà vỗ vào bả vai của Bùi Đông Lai, nở ra nụ cười ngây ngô. Đông Lai, cẩn thận. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai đi xa, Hạ Y Na liền không kìm lòng được mà hô to lên.
So với Hạ Y Na mà nói thì Tần Đông Tuyết bình tĩnh hơn, nàng đứng nguyên tại chỗ lẳng lặng nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi. Bước chân Bùi Đông Lai hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết một cái rồi xoay người rời đi. Bùi Vũ Phu còn lại là mang theo Cô Độc Phong Ảnh, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na hướng về phía tây của quyền tràng đi đến. Lúc này đây Quý Hồng và Liễu Nguyệt thấy thế thì cũng không có đi ra chào hỏi Bùi Đông Lai mà là không hẹn mà cùng lui về chỗ ngồi. Bộp, bộp, bộp. Cả quyền tràng đang yên lặng, tiếng bước chân của Bùi Đông Lai phá tan không khí yên lặng này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đông Lai, cố lên. Thấy như vậy thì một người gia chủ võ học đến từ Tây Xuyên liền hô lớn lên. Đông Lai, giết chết tên tiểu tử kia để báo thù cho đại sư Trương Khuê. Dương Thiện cũng không nhịn được mà mở miệng hô to. Chém chết tên quỷ tử. Dương Thiện vừa nói xong thì những người võ giả của Trung Quốc và những nhân vật của Trung Quốc đều hô to lên, tiếng hô vang vọng toàn trường. Câm miệng. Bên tai vang lên tiếng kêu la đầy trời, đằng dã vận khí đan điền rồi giống lên một tiếng lớn. Một tiếng hét trực tiếp đem toàn bộ tiếng la hét của mấy tên Trung Quốc cùi chó ép xuống. Sau đó, không đợi mọi người mở miệng, đằng dã nhìn Bùi Đông Lai giống như là nhìn một con kiến, nói. Tên chó Trung Quốc kia, hôm nay tao sẽ cho mày cảm thấy rằng chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Bộp, bộp, bộp. Trả lời đằng dã chính là tiếng bước chân của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đi đến cách đằng dã khoảng 10 mét thì đứng lại, cả người hắn giống như là một cây thương. Chết đi con chó Trung Quốc kia. Mắt thấy Bùi Đông Lết dừng lại thì đằng dã quát lên một tiếng rồi cả người nhoáng lên một cái, giống như là quỷ mị vậy, đột nhiên biến mất. Thật nhanh. Mặc dù là thông qua băng ghi hình thì mọi người đã xem qua trận chiến giữa đằng dã và Trương Khuê nhưng mà lúc này thấy được đằng dã ra tay thì mọi người liền cả kinh. Bọn hắn nhìn được, ngày đó khi giết Trương Khuê thì đằng dã còn chưa dùng hết sức. Tiếng xé gió rơi xuống, bóng người hiện ra. Đằng dã giống như là sử dụng thuấn gì vậy. Trong khoảng khắc khi giáp sát người Bùi Đông Lai thì hắn liền hóa thủ vi đao, bổ về phía đầu của Bùi Đông Lai, đao thế dũng mãnh, thế không thể đỡ. Một thủ đao của đằng dã chém ra, kình phong liền quét về phía trước mặt Bùi Đông Lai. Cao thủ hóa kính ra tay, quyền cước như đao, lực sát thương nghe rợn cả người. Đằng dã ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay liền lấy ra thực lực của cao thủ hóa kính. Đối mặt với một chiêu vô cùng hoàn mỹ của đằng dã thì Bùi Đông Lai cũng không dám lấy cứng đối cứng, mà là bước chân hắn chợt lui lại về phía sau từng bước. Chạy đi dâu! Thấy được Bùi Đông Lai thối lui thì đằng dã liền bước lên một bước dài, thủ đao liền chụp về phía cổ họng của Bùi Đông Lai, tốc độ nhanh như tia chớp để Bùi Đông Lai không thể nào né tránh được. Ngay sau đó, coi như khi tay của đằng dã sắp bóp vào cổ họng của Bùi Đông Lai thì đột nhiên chân trái của Bùi Đông Lai vung lên rồi chân phải của hắn quét ngang một vòng, thân hình liền uốn cong làm cho một chiêu của đằng dã đánh vào không khí. Vèo! Hồi toàn trảm! Dường như đằng dã sớm đoán được Bùi Đông Lai sẽ làm như thế cho nên hắn liền dừng lại rồi sử dụng hồi toàn trảm, lại chém về phía cổ của Bùi Đông Lai, hắn muốn Bùi Đông Lai phải chết ngay tại đây. Mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc. Hai tay hắn liền vung ra che ở trước người. Bốp! Tiếng vang giòn vang lên, cánh tay của đằng dã đã chém thẳng vào trên hai tay của Bùi Đông Lai rồi kình lực bạo phát. Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy hai bàn tay của mình run lên, cả bàn tay giống như là bị lửa thiêu đốt vậy, vô cùng nóng bỏng và đau đớn, cùng lúc đó, lực đạo khủng bố đã làm hắn lui về sau ba bước. Tốt! Giết! Giết con chó Trung Quốc kia đi! Mắt thấy Bùi Đông Lai bị đằng dã làm cho rơi vào thế hạ phong thì những võ giả đến từ Nhật Bản liền đứng dậy rồi gầm lên. Cùng lúc đó, những võ giả người Trung Quốc ngồi ở phía tây giống như là những con gà bị thiến, ủ rủ mặt mày. Đằng dã chưa dùng đao mà Bùi Đông Lai đã rơi vào hoàn cảnh xấu như thế, nếu như dùng đao rồi thì Bùi Đông Lai làm sao có thể ngăn cản đây. Trong đầu mọi người đều hiện lên suy nghĩ này, điều này làm cho bọn hắn không nhịn được mà nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Dưới ánh đèn, Bùi Vũ Phu không để ý ánh mắt của mọi người mà vẫn nhìn vào Bùi Đông Lai đang ở trên lôi đài. Con chó Trung Quốc kia, mặc dù mày mạnh hơn một chút so với dự đoán của tao nhưng mà mày không đủ tư cách để tao rút đao. Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay thì liền biết có giỏi hay không. Mắt thấy Bùi Đông Lai ngăn cản được hồi toàn trảm của mình thì đằng dã hơi kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu được thực lực của Bùi Đông Lai cho nên hắn liền cười lạnh.
Bùi Đông Lai cũng kinh ngạc vì thực lực của Đằng Giã mạnh hơn so với tưởng tượng của mình. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hắn cũng không chút bối rối mà bắt đầu âm thầm để đối phương rơi vào bẫy của mình. Con chó Trung Quốc kia, chết đi. Thấy Bùi Đông Lai không động đậy thì Đằng Giã lại quát lên một tiếng rồi giống như là mãnh hổ xuống núi, đánh về phía Bùi Đông Lai, thủ đao lại chém ra. Quét, chém, lướt, chạm, Đằng Giã liền xuất ra cả. Chiêu sau so với chiêu trước thì lại càng nhanh hơn, mỗi chiêu của hắn đều đạt đến trạng thái nhân đao hợp nhất. Đối mặt với những đòn công kích mạnh mẽ của Đằng Giã thì Bùi Đông Lai cũng không lấy cứng đối cứng mà là dựa vào bộ pháp thiên đình phát kính. Túc để dũng tuyền để né tránh, làm cho những đòn công kích của Đằng Giã đều thất bại. Trong lúc nhất thời, hai người thì người đuổi ta né, người công ta tránh. Thật mạnh! Thấy được những chiêu công kích không ngừng của Đằng Giã thì những võ giả người Trung Quốc đều hết hồn. Ở bọn hắn xem ra, lấy lượng chứa trong thủ đao của Đằng Giã thì một khi chém trúng Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai hẳn là phải chết. So với bọn hắn mà nói thì Hạ Hà, Quý Hồng, Liễu Nguyệt thấy Bùi Đông Lai né tránh như chó nhà có tang thì nhất thời khẩn trương lên, bọn họ đều âm thầm cầu nguyện cho Bùi Đông Lai. Ách! Cùng lúc đó, Hạ Y Na thấy được cảnh tượng như thế thì liền khẩn trương lên. Ở bên cạnh tuy rằng Tần Đông Tuyết không thấy rõ được động tác của Bùi Đông Lai, cảm cũng không biết rằng ai là người chiếm thế thượng phong, nhung mà nàng thông qua hành động trao mày của cô độc phong ảnh thì đoán được tình huống của Bùi Đông Lai bây giờ cũng không được lạc quan cho lắm. Điều này làm cho chân mày của nàng khẽ nhíu lại, đồng thời nàng nhìn về phía Bùi Vũ Phu thì thấy Bùi Vũ Phu bất động như núi. Bộ tồi thân nhập thủ vận đao, đao tùy tâm nhập thủ như phong, chảm tự kinh long phiếm cuồng đào, tảo tự cương phong quyển thảm vân. Trong khoảnh khắc Đằng Giã hóa thủ vi đao, liên tục chém ra trên trăm đao, mỗi đao đều hung hiểm, trực tiếp đẩy Bùi Đông Lai vào góc chết trên lôi đài. Hô! Dù thực lực của Đằng Giã mạnh đến thế nào đi chăng nữa nhưng mà sau khi chém ra hơn trăm đao thì hắn cũng cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, cho nên âm thầm điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhân cơ hội này thì Bùi Đông Lai cũng hít sâu vào một hơi. Con chó Trung Quốc kia, chẳng lẽ mày giống như một con chó chết, chỉ biết né tránh thôi sao? Dưới ánh đèn, trên mặt Đằng Giã nở ra nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai giống như là đang nhìn một người chết. Trốn đi, mày tiếp tục trốn đi. Giết con chó Trung Quốc kia đi. Giết, giết, giết. Đằng Giã vừa nói xong thì những võ giả đến từ Nhật Bản đều kích động, điên cuồng hét lên, hận không thể lập tức thấy Bùi Đông Lai banh chè ngay tại chỗ. Bên tai nghe được tiếng giết, nhìn vào hoàn cảnh bây giờ của Bùi Đông Lai thì tất cả võ giả Trung Quốc đều nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Thậm chí ngay cả Long Vương Diệp Cô Thành cũng mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu sẽ ra tay sao? Trong lòng bọn hắn đều hiện lên suy nghĩ này. Vù! Trả lời bọn họ là một tiếng vang giòn. Dưới ánh đèn, Bùi Đông Lai động. Chỉ thấy cả người bắn ra giống như là mũi tên, bay về phía Đằng Giã. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động công kích. Mày muốn chết. Thấy được Bùi Đông Lai phản kích thì Đằng Giã liền quát lên một tiếng, cũng không lùi mà tiến tới, tay trái hóa trưởng đón lấy, còn tay phải hóa thành đao chém ra. Bùi Đông Lai coi thường thủ đao của Đằng Giã, thiết quyền vung lên đánh ra thất thương. Đây là một quyền cực mạnh mà sau khi luyện võ Bùi Đông Lai mới đánh ra. Dầm! Trưởng quyền giao nhau, kinh lực của hai bên bùng nổ. Đằng Giã nhẹ nhàng làm cho kinh lực của Bùi Đông Lai biến mất, hắn cười lạnh một tiếng, tay phải hóa thành thủ đao chém vào xương tỳ bà của Bùi Đông Lai. Hắn muốn chặt đứt xương tỳ bà của Bùi Đông Lai để Bùi Đông Lai biến thành phế nhân, sau đó sẽ hung hăng vũ nhục Bùi Đông Lai, thẳng cho đến khi Bùi Đông Lai quỳ xuống cầu xin tha thứ thì hắn mới giết Bùi Đông Lai. Nhưng mà, không đợi thủ đao của Đằng Giã đến gần Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai đột nhiên nhị trọng kinh lực của thất thương đột nhiên bùng nổ. Dầm, tiếng trầm đục vang lên, cánh tay trái của Đằng Giã đã bị kinh lực đánh thẳng vào, bàn tay chấn động, truyền đến một cơn đau khiến cho thủ đao tay phải của hắn dừng lại. Con ngươi của hắn đột nhiên mở to ra, trong con ngươi tràn ngập vẻ khiếp sợ nên hắn liền nhanh chóng thu tay lại. Muộn rồi. Dầm, đệ tam trọng kinh lực bùng nổ làm cho hổ khẩu của Đằng Giã vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Dầm, rắc, đệ tứ trọng giống như là sóng thần ập đến. Lực lượng khủng bố trực tiếp làm cho xương cốt cánh tay trái của Đằng Giã vỡ vụn ra, huyết nhục bay tứ tung. Tay trái bị phế, máu tươi văng khắp nơi, khí huyết trong cơ thể Đằng Giã quay cuồng, khí kình liền tiết ra bên ngoài,
cả người giống như là quả bóng bị xì hơi. Thực hiện được một chiêu thì Bùi Đông Lai không ngừng lại, chân trái đỡ lấy thân thể rồi chân phải đột nhiên bắn ra, đá vào mặt của Đằng Dã. Thân là đồ đệ của Y Hạ Nhẫn thì thực lực và ý chí của Đằng Dã đều rất tốt, tuy rằng hắn bị thương không nhẹ nhưng mà cũng không có trở nên luống cuống. Thấy chân Bùi Đông Lai đá đến thì dưới tình huống không trốn tránh được, tay phải của hắn liền vung lên, đỡ lấy ở trước mặt. Rầm. Dưới ánh đèn, một cước của Bùi Đông Lai đá thẳng vào tay Đằng Dã, ám kình bùng nổ. Bởi vì mới luyện tập được thất thương nên Bùi Đông Lai cũng có chút thành tựu, một quyền đánh ra được tứ trọng kình lực nhưng mà không có cách nào đánh ra được thất trọng kình lực. Nhưng mà, đối với Đằng Dã mà nói thì một cước của Bùi Đông Lai thì lúc nãy hắn bị một quyền của Bùi Đông Lai làm cho khí huyết trong người quay cuồng, khí kình tiết ra ngoài nên bây giờ chúng phải một cước của Bùi Đông Lai thì hắn chỉ cảm thấy giống như là bị búa tạ đập vào, cả người truyền đến một cơn đau đớn. Cùng lúc đó, lực đạo khủng bố làm thân thể hắn văng ra ngoài. Thất thương, tiên thối. Bùi Đông Lai chỉ dùng hai chiêu là có thể đánh bay Đằng Dã. Tuy rằng tất cả chuyện này rất phức tạp, cùng phát sinh trong một giây phút ngắn ngủi, trừ những người có công lực cao thâm ra thì những người khác chỉ thấy được Bùi Đông Lai dùng cứng đối cứng với Đằng Dã, khiến cho tay trái của Đằng Dã bị phế, sau đó Đằng Dã bị một cước của Bùi Đông Lai đá bay ra ngoài. Thấy được một màn như vậy thì tất cả mọi người trong quyền tràng liền cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Không riêng gì bọn hắn, trừ Bùi Vũ Phu, cô độc Phong Ảnh ra thì ngay cả Long Vương Diệp Cô Thành cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao thì lúc nãy bọn hắn cũng thấy được Bùi Đông Lai chật vật như thế nào mới có thể tránh được những đòn công kích của Đằng Dã. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai chỉ dùng hai chiêu là có thể xoay chuyển thế cục, chuyển bại thành thắng. Chẳng lẽ Bùi Đông Lai ẩn giấu thực lực? Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Sắc mặt Bùi Vũ Phu vẫn bình tĩnh như nước. Cùng lúc đó, thấy được Bùi Đông Lai một cước đá bay Đằng Dã thì Hạ Y Na liền cao hứng mà cầm lấy cánh tay của Tần Đông Tuyết rồi hô to lên một tiếng. Mặc dù Tần Đông Tuyết không có hô to nhưng mà khuôn mặt lo lắng của nàng đã lộ ra nụ cười. Mà Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt tuy rằng không hiểu vì sao Bùi Đông Lai lại trở nên bộc phát lực lượng mạnh như thế nhưng mà hai người bọn họ cũng không có suy nghĩ nguyên nhân trong đó mà thở phào ra. Tốt, tốt lắm, Đông Lai. Xử lý hắn đi. Sau đó, cả quyền tràng giống như là một nồi nước sôi, sôi trào hắn lên, những võ giả người Trung Quốc liền sôi nổi lớn tiếng gào thét. Chuyện gì đây? Đằng Dã quân làm sao lại bị tên người Trung Quốc kia đánh bại được? So sánh với đám người Trung Quốc mà nói thì lúc này đám người Nhật Bản không còn kêu gào nữa, người nào người nấy đều trừng to mắt ra, giống như là nhìn phải quỷ vật, bọn hắn không thể tin được, hoàn toàn choáng váng. Làm sao có thể? Ngay sau đó, sau khi đá một cước làm cho Đằng Dã bay đi thì Bùi Đông Lai cũng không đợi Đằng Dã rơi xuống đất mà hắn liền bắn lên, tính toán được cho đến khi Đằng Dã rơi xuống đất thì hắn liền một chiêu để đánh bại Đằng Dã. Cẩn thận! Bùi Đông Lai mới di chuyển thì cô độc Phong Ảnh ở dưới đã quát lên một tiếng mà Bùi Vũ Phu ở một bên thì âm thầm nhìn vào. Lúc này đây, sau bị một cước của Bùi Đông Lai đá đi thì tay phải của Đằng Dã lóe lên, từ trong dây lưng cầm lên 5 miếng phi tiêu rồi cổ tay run lên, bắn về phía Bùi Đông Lai. Bên bờ sinh tử, Đằng Dã liền dùng đòn sát thủ là ám khí. Vù, 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 tiếng xé gió vang lên. 5 miếng phi tiêu liền hóa thành 5 đạo hắc quang bắn về phía Bùi Đông Lai, tốc độ nhanh như tia chớp, tạo thành một cái võng làm cho Bùi Đông Lai muốn tránh cũng không được. Bởi vì 3 ngày trước Bùi Vũ Phu đã từng nhắc nhở Bùi Đông Lai rằng Đằng Dã trừ tốc độ, đao pháp ra thì hắn còn có sở trường về ám khí, vì thế từ khi bước lên lôi đài thì Bùi Đông Lai luôn âm thầm cảnh giác. Lúc cổ tay của Đằng Dã vung lên thì bước chân của Bùi Đông Lai liền dừng lại, thân thể của hắn liền lộn một vòng. Vù. Vù, 5 miếng phi tiêu liền bay sát người của Bùi Đông Lai, trong đó kình phong của phi tiêu đã làm rách ra Bùi Đông Lai, máu tươi liền chảy ra. Bịch, cùng lúc đó, Đằng Dã rời xuống đất liền thuận thế lăn một vòng để triệt tiêu lực đạo, sau đó hắn liền tay phải của mình lên, hóa thủ thành trường, vỗ nhẹ vào cánh tay trái đang bị thương của mình. Vỗ xong thì cánh tay trái của Đằng Dã đã không còn đổ máu nữa. Phong huyệt, cầm máu. Giờ phút này vì không để cho chảy máu ra ngoài nên Đằng Dã liền phong bế huyệt đạo lại, khiến cho từ nay về sau cánh tay trái của mình sẽ bị phế đi. Giờ phút này,
Đằng Dã xuất ra ý chí cường đại của một người ninja. Vù! Ngay sau khi Đằng Dã làm xong chuyện này thì từ chỗ ngồi của mình, Hạ Y Nhẫn liền quăng một thanh đao lên lôi đài cho Đằng Dã. Thanh đao này tên là Lãnh Phong, là một thanh đao được rèn từ hàn thiết khó gặp trong núi tuyết Hokkaido, thanh đao sắc bén, là một trong những thanh danh đao của Nhật Bản. Vù! Dưới ánh đèn, Đằng Dã liền nhảy lên, thuận thế nắm lấy thanh Lãnh Phong. Cầm được thanh đao trong tay, Đằng Dã cũng không dừng lại mà liền bắn về phía Bùi Đông Lai. Bá! Mắt thấy Đằng Dã cầm đao trong tay thì sắc mặt của những võ giả người Trung Quốc liền thay đổi. Không riêng gì hắn mà ngay cả cô Độc Phong Ảnh, Diệp Cô Thành thậm chí là Bùi Vũ Phu cũng lộ vài phần ngưng trọng. Mà bởi vì gió đổi chiều quá nhanh cho nên nụ cười trên mặt của Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na liền đọng lại, hai tay của các nàng nắm chặt lại với nhau, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trên lôi đài, sau khi né được phi tiêu Đằng Dã bắn đến thì Bùi Đông Lai vẫn còn chưa kịp đứng dậy, nhưng mà thông qua khí huyết thì hắn cảm ứng được Đằng Dã đã xách đao chạy đến. Tình thế nằm ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai. Nguy cơ tiến đến, Bùi Đông Lai biết rõ nếu mình không thể đứng dậy trước khi Đằng Dã tới thì bản thân hắn sẽ có kết cuộc là chết. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai cũng không dừng lại mà dùng Lý Ngư Đả Đỉnh cố gắng đứng dậy. Chết! Mắt thấy Bùi Đông Lai đứng dậy thì Đằng Dã quát lên một tiếng lớn rồi dưới chân phát lực, bước lên ba bước. Bộp, bộp, bộp. Bước lên ba bước thì cả người Đằng Dã liền nhảy lên, thanh Lãnh Phong trong tay cùng người của hắn dung hợp thành một, hóa thành một đao bạch quang bắn thẳng về phía Bùi Đông Lai. Một đao tuyệt thế. Nguy hiểm. Trong phút chốc, toàn bộ võ giả người Trung Quốc đều nghĩ đến hai chữ này, trong đó hai người Diệp Cô Thành cùng cô Độc Phong Ảnh đều nhìn sang Bùi Vũ Phu. Đám người Diệp Cô Thành còn nhận ra tình huống nguy hiểm, huống hồ là Bùi Vũ Phu. Dưới ánh đèn, ánh mắt của Bùi Vũ Phu híp thành một đường nhỏ, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, Bùi Vũ Phu không có ra tay. Cùng lúc đó, khi Bùi Đông Lai xoay người lên thì bạch quang của thanh Lãnh Phong đã chiếu thẳng vào mắt của hắn, làm cho mắt hắn không thể mở ra được, một hơi thở tử vong liền bao phủ lấy cơ thể của hắn. Giờ phút này, Bùi Đông Lai giống như là rơi vào hầm băng vậy, bốn phía toàn là đao ảnh, cho dù hắn có cố gắng đi thế nào chăng nữa thì biết rằng bản thân cũng không thể tránh được một đao này của Đằng Dã. Một đường sinh tử, Bùi Đông Lai cũng không có thất kinh mà ngược lại hắn bắt đầu thu liễm tinh thần, quên đi cuộc chiến lúc này, mà trong lòng bắt đầu tiến vào trạng thái nhập thần. Trạng thái nhập thần là chỉ võ giả đạt đến cảnh giới vô tâm. Cái gọi là vô tâm chính là không động tâm, tức là không suy nghĩ gì cả. Nếu như bản thân suy nghĩ một điều gì đó thì sẽ phát sinh nhiều tạp niệm, làm cho tinh thần không thể tập trung để phát huy hết những kỹ năng cùng tiềm lực của cơ thể. Nhưng mà khi đã tiến vào cảnh giới vô tâm thì mọi việc liền tùy tâm sở dục, không còn hạn chế, ràng buộc nữa. Khi đã ở trạng thái nhập thần thì bản thân sẽ quên đi sinh tử, quên địch, quên mình, hoàn toàn là tự nhiên. Vù! Đao đến, người đến. Một đao của Đằng Dã đã chém về phía cổ họng của Bùi Đông Lai. Lúc này đây, Bùi Đông Lai động. Thân hình của hắn đột nhiên cong lên rồi ngả ngửa về phía sau. Thiết bản kiều. Bùi Đông Lai liền sử dụng chiêu này. Lúc này đây thấy được cảnh tượng như thế thì trong lòng Đằng Dã liền động, chân phải của hắn đột nhiên giơ lên cao rồi dẫm xuống mặt của Bùi Đông Lai. Túc như chú thiết, thân đính tự bản, tà khởi nhược kiều. Thân hình Bùi Đông Lai vẫn không nhúc nhích, hai tay của hắn giơ lên che trước mặt. Bốp! Một cước của Đằng Dã dẫm vào cánh tay của Bùi Đông Lai, làm cho Bùi Đông Lai ngã xuống đất, một cơn đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn, xương cốt cả người giống như là vỡ vụn ra cả. Không để ý đến cơn đau trên người, Bùi Đông Lai lại dùng Lý Ngư Đả Đính để đứng dậy. Nguy hiểm thật! Thấy được Bùi Đông Lai có thể né được một đao hoàn mỹ của Đằng Dã thì đa số võ giả người Trung Quốc đều thở phào ra. Mà lúc này những võ giả có thực lực cao thâm đều toát lên vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ là bởi vì lúc sinh tử Bùi Đông Lai lại có thể tiến vào trạng thái nhập thần, phải biết rằng ngay cả bản thân bọn hắn trong lúc bình thường cũng không thể làm được điều này, huống chi là lúc sinh tử như vừa rồi. Phú Phi, ông dựa vào cái gì mà có thể tin tưởng Đông Lai tiến vào trạng thái nhập thần? Vẻ mặt cô Độc Phong Ảnh tỏ ra nghi ngờ nhìn vào Bùi Vũ Phu, ở hắn xem ra thì trên đời này nếu có một người lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái nhập thần thì người đó chính là Bùi Vũ Phu. Ta không nghĩ rằng nó có thể làm được điều này. Bùi Vũ Phu lắc nhẹ đầu,
trong lòng cũng âm thở ra, đồng thời trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Vậy, vậy tại sao ông lại không Red Eye? Nghe được câu trả lời của Bùi Vũ Phu thì cô Độc Phong Ảnh liền hiểu, nếu như lúc nãy Bùi Đông Lai không tiến vào trạng thái nhập thần thì chắc chắn bây giờ Bùi Đông Lai chỉ còn là một cái xác không hồn. Một trận chiến này chẳng những đại biểu cho cá nhân nó mà còn có Bùi gia, hơn nữa là của giới võ học Trung Quốc. Bùi Vũ Phu ngưng mắt nhìn vào Bùi Đông Lai đang ở trên lôi đài, giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định. Nam nhân Bùi gia có thể vì nước, vì nhà mà chết trận nhưng không thể làm bẩn vinh quang của võ học Trung Quốc, càng không thể để cho Trung Quốc của chúng ta mất mặt. Cả người cô Độc Phong Ảnh chấn động. Giờ khắc này, hắn hiểu được Bùi Vũ Phu đã quyết định. Hắn dường như đã đọc được nhân sinh của Bùi Vũ Phu lại dường như không đọc ra. Lúc này đây thấy được Bùi Đông Lai có thể né được một đao của mình thì Đằng Dã liền kinh ngạc. Sau khi dùng ám khí thất bại thì hắn liền dùng đao, nhưng lúc này một đao cũng thất bại thì hắn cũng không tiếp tục công kích mà là đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, trong đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, giống như là đang hỏi, điều này làm sao có thể? Người dựa vào cái gì mà có thể né được một đao kia? Vừa rồi hắn đã may mắn tiến vào cảnh giới vô tâm cho nên mới né được một đao của con. Mắt thấy Đằng Dã không công kích nữa thì Y Hạ Nhẫn ngồi ở dưới đài liền nhìn ra niềm tin chiến thắng của Đằng Dã đã bắt đầu lay động, hắn lập tức nhắc nhở. Tiếp tục công kích, trong vòng 100 đao nữa hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nghe được lời nhắc nhở của Y Hạ Nhẫn thì sắc mặt Đằng Dã thay đổi, chiến ý trên người hắn liền bùng nổ, niềm tin chiến thắng đã trở về với bản thân. Mày sẽ không có cơ hội. Tuy rằng lúc nãy ăn trọn một cước của Đằng Dã vào tay nhưng mà trên người của Bùi Đông Lai cũng không có vết thương chí mạng. Lúc này đây thấy được niềm tin của Đằng Dã đã khôi phục lại thì hắn liền mở miệng ra nói, đồng thời ánh mắt nhìn vào cánh tay trái của Đằng Dã. Điều này giống như muốn nói, cho dù mày phong bế huyệt đạo để cầm máu, không cho khí kình đã tiết ra ngoài thì đã sao, nhưng mà lúc mày vận kình thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương, căn bản là không thể ngăn cản được khí kình tiết ra ngoài. Thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai, trong lòng Đằng Dã vừa động, thấy được vết máu trên cánh tay trái của mình thì hắn cũng hiểu được điều này. Một khi hắn hết thể lực đi trận chiến này, người bại chính là hắn. Con chó Trung Quốc kia, một câu của mày há có thể làm cho tâm trí của tao tan rã. Hiểu được điểm này thì Đằng Dã liền hiểu được nhất định trong thời gian ngắn mình cần phải giết chết Bùi Đông Lai, cho nên hắn liền cười lạnh một tiếng. Chịu chết đi. Dứt lời, cả người liền động. Cả người Đằng Dã liền biến mất, trong nháy mắt đã đến trước người Bùi Đông Lai, rồi vung đao lên chém về phía Bùi Đông Lai. Lúc này đây Bùi Đông Lai liền dùng bộ pháp thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền để né tránh chứ không dám lấy cứng đấu cứng. Bùi Đông Lai cứ né tránh mà Đằng Dã cứ cầm đao mà chém, đao thế uy mãnh mà xảo trá, đao sau nhanh hơn đao trước. Giờ phút này, tuy rằng Đằng Dã đang bị thương nhưng mà năng lực của hắn đã được phát huy tới mức cực hạn. Thậm chí là có khuynh hướng đột phát hóa kính. Lúc nãy khi Đằng Dã sử dụng tay không để công kích thì Bùi Đông Lai có thể né tránh một cách thoải mái, nhưng mà lúc này trên tay của Đằng Dã còn có thêm một thanh đao nữa. Tuy rằng Đằng Dã không chém trúng Bùi Đông Lai nhưng mà đao phong sắc bén đã cắt nát đi quần áo trên người Bùi Đông Lai, khiến cho da thịt hắn chảy máu, vết máu loang lổ. Giết! Giết con chó Trung Quốc kia! Mắt thấy khí thế của Đằng Dã hừng hực thì những võ giả người Nhật Bản liền kích động đứng lên. Lớn tiếng gào thét, lấy thanh trợ uy để gia tăng khí thế cho Đằng Dã. Vù! Quả nhiên, nghe được tiếng hoan hô của đám người Nhật Bản thì đao thế của Đằng Dã càng trở nên mạnh hơn, một đao của hắn thiếu chút nữa là chặt đứt cánh tay của Bùi Đông Lai. Mặc dù là vô cùng nguy hiểm nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không có rối loạn, ở hắn xem ra khi Đằng Dã không còn kiên trì được thì đó chính là giờ chết của hắn. Trong lòng Bùi Đông Lai hiểu được điểm này thì Bùi Vũ Phu tự nhiên là hiểu được, nhưng mà Hạ Y Na cùng Tần Đông Tuyết ngồi ở một bên lại không rõ. Mắt thấy Bùi Đông Lai cứ mãi né tránh hơn nữa, vết máu loang lỗ khắp nơi thì Tần Đông Tuyết chỉ cảm thấy rằng bản thân mình bị người ta dùng dao găm khía từng thớ thịt, vô cùng đau đớn. Đau lòng không chỉ có một mình Tần Đông Tuyết mà bên này Hạ Y Na cũng khóc, lúc này đây bàn tay của Tần Đông Tuyết nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Y Na rồi sau đó nàng liền hát lên. Ngạo khí diện đối vạn trọng lãng nhiệt huyết tượng na hồng nhật quang đảm tự thiết đà cốt như kim cương hung khâm bách thiên trượng nhãn quang vạn lý trường. Trong tiếng giết đầy trời, giọng hát của Tần Đông Tuyết trực tiếp bị dìm ngập, bất quá nàng cũng không có dừng lại mà tiếp tục hát lên. Hát, Hạ Y Na ở bên cạnh Tần Đông Tuyết cũng hát,
thậm chí là Bùi Vũ Phu cùng cô độc Phong Ảnh hai người cũng hát lên. Ngã phát phấn đồ cường tố hảo hán tố cá hảo hán tử mỗi thiên yếu tự cường nhiệt huyết nam nhi hán bị thái dương canh quang. Bùi Vũ Phu vừa mới hát lên thì những người Trung Quốc ngồi trong quyền tràng liền đứng dậy nhìn xuống phía lôi đài rồi lại hát lên, giọng ca đinh tai nhức óc, giống như là muốn hất tung cả nóc của quyền tràng này lên. Tiếng ca làm cho khí thế trên người Đằng Giã yếu bớt đi, thậm chí tín niệm chiến thắng trong lòng hắn đã vỡ vụn ra. Khí thế yếu bớt, niềm tin dao động, thể lực của Đằng Giã cũng đã sắp hết, Đằng Giã sắp tiêu rồi. Vù! Đằng Giã lại chém ra một đao nhưng bởi vì thể lực đã hết nên vô luân là tốc độ hay lực lượng cũng không đáng để nhắc tới. Bùi Đông Lai khẽ lóe lên, dễ dàng thoải mái né được một đòn công kích của Đằng Giã, chân phải đột nhiên đá ra, đá thẳng vào cổ tay của Đằng Giã. Bốp! Cổ tay của Đằng Giã đã bị chân của Bùi Đông Lai đánh trúng, Thanh Lãnh Phong ở trong tay đã rơi xuống, hắn giống như là miếng thịt bò ở trên thớt, kế tiếp là tùy ý để Bùi Đông Lai làm thịt. Làm một hảo hán phải có nhiệt huyết so với mặt trời. Tiếng ca rung trời. Ngay sau đó, không đợi Bùi Đông Lai ra tay, đột nhiên một đạo thân ảnh giống như là quỷ mị bắn nhanh về phía Bùi Đông Lai. Là Y Hạ Nhẫn. Cút. Một tiếng gầm vang lên. Vũ Phu ra tay. Y Hạ Nhẫn vừa ra tay thì Bùi Vũ Phu liền nhận ra. Cút. Tiếng gầm của Bùi Vũ Phu liền vang vọng khắp quyền tràng. Tuy rằng không lấn áp được những lời hát quốc ca kia nhưng lại vang vào trong tai của mỗi người, khiến cho mọi người trong quyền tràng chỉ cảm thấy khí huyết trong người quay cuồng. So với những võ giả mà nói thì bởi vì khoảng cách giữa Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na đối với Bùi Vũ Phu quá gần cho nên sắc mặt của hai người bọn họ trở nên trắng bệch, cảm thấy khó thở. Không đợi tiếng gầm giận dữ biến mất thì cả người Bùi Vũ Phu đã bắn lên liền xuất hiện trên lôi đài, giống như là một tòa núi lớn chắn trước người Y Hạ Nhẫn. Keng! Tiếng soạt đao vang ra, bố đầu ngự hồn đã được rút ra, Y Hạ Nhẫn liền rút đao, chém về phía Bùi Vũ Phu. Một đao này vô cùng đơn giản đến nỗi cho dù là người bình thường cũng có thể làm được. Nhưng mà, một đao này đã chứa cả tinh, khí, thần của Y Hạ Nhẫn, đao chưa tới thì ý niệm của Y Hạ Nhẫn đã tập trung vào Bùi Vũ Phu, làm cho Bùi Vũ Phu muốn tránh cũng không được. Vù! Một đao chém ra. Không khí liền vang lên những tiếng vang giòn. Đối mặt với một đao có uy thế khủng bố của Y Hạ Nhẫn thì Bùi Vũ Phu không có né tránh, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng mà, ngay khi thanh bố đầu ngự hồn vừa chém xuống đầu của Bùi Vũ Phu thì đột nhiên Bùi Vũ Phu liền biến mất, giống như là chưa từng bao giờ xuất hiện ở nơi này vậy. Nhập thần, vô tâm, cả người Y Hạ Nhẫn liền chấn động, vội vàng thu đao. Muộn rồi. Cả người của Bùi Vũ Phu nhẹ nhàng né tránh một đao của Y Hạ Nhẫn, sau đó cả người liền bắn ra, bay thẳng về phía Y Hạ Nhẫn. Giờ phút này, không một ai có thể hình dung được tốc độ của Bùi Vũ Phu nhanh đến mức nào, trong chớp mắt thì dòng khí xung quanh người Bùi Vũ Phu liền đọng lại, không phát ra một tiếng gió nào cả, nhưng mà Y Hạ Nhẫn lại cảm thấy được cả người của hắn giống như là đang đứng trước một trận bão vậy. Bùi Vũ Phu liền hóa thủ thành trưởng, vỗ mạnh vào thanh bố đô ngự hồn. Bang, bang, một chưởng đánh ra, không khí xung quanh giống như là bị đốt pháo vậy, những tiếng nổ vang lên. Không bảo, hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Một suy nghĩ liền hiện lên trong đầu của Long Vương Diệp Cô Thành. Vù, trong lúc đó, cánh tay của Bùi Vũ Phu đã vỗ mạnh vào thanh bố đô ngự hồn được xưng là bảo đao của Nhật Bản. Ông, tiếng chưởng vang lên, cả thanh đao bố đô ngự hồn giống như là bị tổn thương vậy. Phát ra những tiếng kêu rên, thanh đao run rẩy không thôi. Bất quá bởi vì đây chính là thanh bảo đao thượng cổ của Nhật Bản cho nên chất liệu rèn đao cũng rất đặc biệt, cũng không bị một chưởng này của Bùi Vũ Phu đánh nát. Cùng lúc này, chủ nhân của thanh bố đô ngự hồn là Y Hạ Nhẫn chỉ cảm thấy được một lực đạo khủng bố từ thanh đao truyền đến, làm cho cánh tay phải cầm đao của hắn phải run lên, cảm giác giống như là có người nào cầm búa đập vào người hắn vậy, hổ khẩu của hắn liền vỡ ra, máu tươi chảy xuống. Truyền đến một cơn đau nhức. Vù, kịch. Sau đó, không đợi Y Hạ Nhẫn vận kình để ổn định chuôi đao thì cả thanh bố đô ngự hồn đã rời khỏi tay hắn, đâm thẳng vào mặt đất ở phía trước. Một chưởng. Bùi Vũ Phu chỉ dùng một chưởng đã trực tiếp làm cho Y Hạ Nhẫn mất đi thanh bố đô ngự hồn đang cầm ở trong tay. Kết quả này đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người có mặt ở trong quyền tràng ngày hôm nay.
Khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng mà dù sao thì Y Hạ Nhẫn cũng đạt đến cảnh giới cương kính, cho nên ý chí của hắn cũng không phải là kém. Hắn biết rằng bản thân đã mất đi đao cũng không phải là đối thủ của Bùi Vũ Phu, cho nên trong nháy mắt thì hắn liền lui ra. Tất cả chuyện này tuy rằng viết ra thì vô cùng phức tạp, nhưng mà chỉ diễn ra trong vòng vài cái nháy mắt, khiến cho những võ giả có thực lực trung bình không thể thấy rõ. Cùng lúc đó, Đằng Dã thấy được sư phụ của mình bị Bùi Vũ Phu dùng một chiêu đánh lui thì trong lòng hắn liền nhấc lên kinh đào sóng lớn, đồng thời hắn cũng hiểu được sư phụ của hắn không phải là đối thủ của Bùi Vũ Phu. Hiểu được điểm này thì hắn không nói hai lời, lập tức vận dùng toàn bộ kinh lực trong người rồi tay phải hóa thành thủ đao bổ về phía Bùi Đông Lai. Tuy rằng một chiêu này của Đằng Dã đã không còn mạnh như lúc đầu trận, nhưng mà hắn muốn đánh Bùi Đông Lai nhân lúc Bùi Đông Lai không kịp phòng bị. Bảo đảm sẽ giết chết được Bùi Đông Lai, kể từ đó cho dù trận này sư phụ của hắn nhận thì song phương cũng là đánh ngang tay. Tuy rằng lúc này Bùi Đông Lai bị trận chiến của Bùi Vũ Phu và Y Hạ Nhẫn hấp dẫn, nhưng mà khí huyết của hắn liền cảm ứng được Đằng Dã. Khi thấy được Đằng Dã không biết tự lượng sức chủ động công kích mình thì Bùi Đông Lai cũng không có né tránh, tay phải liền vung lên, dùng sức cương ngạnh với một chiêu của Đằng Dã. Thất thương. Một lần nữa Bùi Đông Lai lại dùng thất thương. Gãy cho ta. Dầm. Rắc. Tiếng va chạm và tiếng xương gãy liền vang lên cùng một lúc, thất thương ẩn chứa 4 tầng kinh lực liền đánh về phía Đằng Dã, làm cho cánh tay của hắn liền chấn nát. Cả người Đằng Dã liền chấn động, giống như một quả bóng bị người ta sút vào vậy, liền bay người trở lại. Đằng Dã. Thấy một màn như vậy thì Y Hạ Nhẫn liền kêu lên, nhưng mà lại không ra tay. Bởi vì hắn có thể phát hiện được Bùi Vũ Phu đang tập trung vào người hắn, chỉ cần hắn có hành động gì thì Bùi Vũ Phu sẽ liền ra tay. Một quyền đánh nát cánh tay của Đằng Dã, đem Đằng Dã đánh bay ra ngoài thì Bùi Đông Lai cũng không có dừng lại, cả người của hắn liền phát kình, hai chân giống như là hai quả đạn pháo, cả người dương lên, nội tức liền thu liễm lại, cả người giống như là quỷ mị, liền nhảy lên, lao thẳng tới Đằng Dã. Lúc này đây thì cả người của Đằng Dã cảm thấy vô lực, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai hướng về phía mình mà bắn tới. Sư phụ, cứu con! Hơi thở tử vong liền bao phủ lấy hắn, cho nên khiến hắn liền kêu lên một tiếng thê thảm. Không một ai trả lời. Không đợi giọng nói của Đằng Dã biến mất thì hữu quyền của Bùi Đông Lai đã nắm lại, một quyền liền xuất ra. Câu quyền. Giờ phút này thì Bùi Đông Lai cũng không có sử dụng thất thương mà dùng một quyền bình thường, nhưng mà lực đạo lại vô cùng khủng bố. Câu quyền. Dầm. Một quyền đánh ra vào Đằng Dã, làm cho cả người của Đằng Dã liền bay lên trời, quay ngược lại về phía quyền tràng. Phốc, trên không, cả xương lưng của Đằng Dã đã bị một quyền của Bùi Đông Lai đánh nát, hắn há mồm phun ra một ngụm máu rồi sau đó liền giống như diều đứt dây. Cùng lúc này, trên chỗ khán giả dành cho người Nhật Bản thì lúc nãy bọn hắn thấy được Bùi Vũ Phu chỉ dùng một chiêu đã có thể đánh rơi thanh bố đô ngự hồn trong tay của Y Hạ Nhẫn thì bọn hắn liền há to miệng, lúc này thấy được Bùi Đông Lai đánh Đằng Dã tơi bời hoa lá như thế thì miệng bọn hắn lại càng mở rộng ra. Trong đó, một số ít võ giả thấy được thực lực của cha con Bùi gia thì bọn hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run lên. Đằng Dã, Y Hạ Nhẫn chu lên, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, cả giác kia giống như là đang nhìn vào con mồi, hận không thể lập tức đi lên mà xé nát Bùi Đông Lai ra. Cho ngươi, thấy được ánh mắt lạnh như băng của Y Hạ Nhẫn thì tuy rằng Bùi Đông Lai đã bị áp lực nhưng mà hắn vẫn không có hoảng sợ mà liền hét lên một tiếng rồi nhảy lên. Chân phải đột nhiên bắn ra, nhắm vào đầu của Đằng Dã mà đá vào. Bịch! Một cước của Bùi Đông Lai đã đá thẳng vào đầu của Đằng Dã. Tiếng da thịt bị xé nát liền vang lên. Phốc! Trong khoảng khoác đó thì đầu của Đằng Dã liền văng ra, cột máu phóng lên cao, nhuộm đỏ cả lôi đài. Vù! Cái đầu của Đằng Dã liền bắn về phía bên cạnh Y Hạ Nhẫn. Chết! Thấy được một màn như vậy thì Y Hạ Nhẫn liền rít gào lên một tiếng giống như là lệ quỷ, cầm lấy ám khí ở trong người, mang theo sự tức giận rồi liền vọt tới phía Bùi Đông Lai. Ám khí trong tay phóng ra. Trơ mắt đứng nhìn Đằng Dã bị một cước của Bùi Đông Lai đánh rơi đầu, lửa giận trong người Y Hạ Nhẫn liền bộc phát, hắn liền cầm ám khí trong tay phóng ra. Vù, 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 tiếng xé gió vang lên. Bốn miếng ám khí hình chữ vạn liền bắn ra về phía Bùi Đông Lai. Lộp bộp, cảm nhận được sát cơ của Y Hạ Nhẫn, trong lòng Bùi Đông Lai liền chấn động, ý thức liền trống không, muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi.
Vù. Vào lúc này, Bùi Vũ Phu giống như là quỷ mị xuất hiện trước người Bùi Đông Lai, tay phải của Bùi Vũ Phu liền vung lên, tay áo mở rộng ra, đột nhiên ra quyền, trực tiếp đem 4 miếng ám khí hình chữ vạn thu vào trong tay áo. Ách! Thấy được một màn như vậy thì những người Nhật Bản ngồi trên chỗ khán đài kia liền thiếu chút nữa hô mê bất tỉnh. Lấy thực lực cương kính của Y Hạ Nhẫn, hơn nữa lại ném toàn lực, mà Bùi Vũ Phu vung tay áo lại có thể giữ được hay sao? Không riêng gì đám người Nhật Bản mà ngay cả Dracula cùng các cường giả của các tổ chức khác khi thấy được cảnh này đều cả kinh há hốc mồm. Dường như bọn hắn không tin được tất cả những chuyện này là sự thật. Không tin. Hừ. Bùi Vũ Phu hừ lạnh một tiếng, tay áo lại vung lên, 4 miếng ám khí liền bay ngược lại phía Y Hạ Nhẫn. Lúc Bùi Vũ Phu ném 4 miếng ám khí này thì dường như là không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Tốc độ nhanh đến nỗi trừ Long Vương Diệp Cô Thành ra thì những người khác đều không thấy rõ. Giống như đám người Dracula, ngay cả bản thân của Y Hạ Nhẫn cũng không ngờ rằng Bùi Vũ Phu chỉ vung tay áo lên là có thể thu được những miếng ám khí của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà, kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn cũng đã đoán được Bùi Vũ Phu sẽ dùng gậy ông đập lưng ông cho nên khi tay Bùi Vũ Phu vung lên thì hắn liền né tránh. Đã muộn. Phốc. Phốc. Hai miếng ám khí đã bắn thẳng vào đùi của Y Hạ Nhẫn, xuyên qua đùi của hắn, xuất hiện hai lỗ thủng, máu tươi trong đó liền phun ra. Bịch. Động mạch trên đùi đã bị cắt đứt làm cho khí kình trong người của Y Hạ Nhẫn tiết ra, thân thể lập tức mất đi trọng tâm, một đầu ngã xuống. Ách. Xảy ra một màn bất thình lình khiến cho toàn bộ mọi người đều há to miệng, mở to hai mắt mà nhìn. Trong lúc nhất thời thì cả quyền chàng liền im lặng. Bá. Một lát sau, mọi người liền đem ánh mắt từ trên người Y Hạ Nhẫn rời lên Bùi Vũ Phu, đại đa số tất cả ánh mắt của mọi người đều tràn ngập vẻ khiếp sợ cùng kính sợ. Bộp. Lúc này đây, Bùi Vũ Phu lên từng bước, mỗi bước đi của Bùi Vũ Phu đều để lại một dấu lớn trên mặt đất làm bằng bê tông này, làm cho cả quyền chàng rung lên, khiến cho toàn bộ mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Nếu chỉ là luận võ thì ta có thể cho ngươi một mạng. Vừa đi Bùi Vũ Phu vừa mở miệng, giọng nói bình thản nhưng lại trực tiếp tuyên án cái chết dành cho Y Hạ Nhẫn. Nhưng mà, hai lần ngươi muốn giết con trai ta. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì tất cả mọi người, kể cả Y Hạ Nhẫn đều biết rằng nơi này sẽ là nấm mồ dành cho Y Hạ Nhẫn. Ta đã đột phá nhẫn thuật cửu đoạn, dựa theo cảnh giới võ học của đám tung cầu chúng mày thì đã bước chân vào cảnh giới cương kính trong truyền thuyết nhưng mà. Tại sao tao lại không tạo được uy hiếp đối với ngươi, tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Mặc dù biết rõ khó thoát khỏi cái chết nhưng mà Y Hạ Nhẫn lại không cảm thấy sợ hãi, ánh mắt của hắn nhìn vào Bùi Vũ Phu, giọng nói khàn khàn hỏi. Bộp, bộp, trả lời Y Hạ Nhẫn chính là những tiếng bước chân của Bùi Vũ Phu. Ngươi, ngươi đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Mắt thấy Bùi Vũ Phu ngày càng tới gần thì Y Hạ Nhẫn không cam lòng mà giống to. Cảm giác kia giống như nếu hắn không biết được đáp án thì hắn chết sẽ không nhắm mắt. Cảnh giới gì? Không riêng gì Y Hạ Nhẫn mà toàn bộ mọi người trong quyền tràng này đều muốn biết điểm này. Vẫn không trả lời. Bùi Vũ Phu xuất hiện trước người Y Hạ Nhẫn. Nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết. Y Hạ Nhẫn giống to, cố gắng đứng lên. Vù. Trả lời Y Hạ Nhẫn chính là một trưởng của Bùi Vũ Phu. Một trưởng này nhắm vào ngay đỉnh đầu của Y Hạ Nhẫn mà trưởng đến. Bốp! Một trưởng đánh ra, giọng nói của Y Hạ Nhẫn liền ngừng lại, lục phủ ngũ tạng cùng toàn bộ xương cốt của hắn liền bị chấn nát. T. Thấy được cảnh tượng như thế thì đám người Nhật Bản liền nhìn về phía Bùi Vũ Phu giống như là nhìn thấy quỷ, cả người không ngừng run lên. Nếu các vị muốn trả thù cho Y Hạ Nhẫn, bảo vệ cho vinh quang của giới võ học Nhật Bản thì cứ tiếp tục bước lên. Tôi sẽ nghênh chiến với mọi người. Thấy được động tĩnh của đám người Nhật Bản thì Bùi Vũ Phu ngẩng đầu nhìn lại, từ từ mở miệng, giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người nghe được. Tiếp tục bước lên. Không phải là tìm chết sao? Bịch, bịch. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì hai gã võ giả Nhật Bản không đủ thực lực liền sợ tới mức hôn mê, mà một đám võ giả còn lại thì giống như là chuột thấy mèo vậy, cả đám người không ai dám ứng chiến. Mất thấy không ai dám ứng chiến thì Bùi Vũ Phu liền đi đến thanh bô đô ngự hồn kia, rồi nắm lấy thanh đao, rút ra khỏi vỏ. Keng! Thanh bô đô ngự hồn được rút ra, lưỡi đao liền xuất hiện.
nếu các vị đã không dám chiến thì tôi sẽ cho các vị chạy trở về Nhật Bản. Bùi Vũ Phu cầm lấy thanh bố đô ngự hồn, mặt không chút thay đổi mà nói. Nhưng mà nếu sau này có võ giả nào của Nhật Bản dám vào Trung Quốc giết bậy thì cả giới võ học Nhật Bản sẽ giống như thanh đao này. Keng! Nói xong, tiếng vang giòn truyền ra. Đao gãy! Thanh bảo đao thượng cổ của Nhật Bản đã trực tiếp bị Bùi Vũ Phu bẻ gãy thành hai đoạn. Thấy được một màn này thì cả quyền chàng liền im lặng. Leng keng! Sau đó Bùi Vũ Phu liền đem nó quăng xuống mặt đất giống như là quăng đi một món đồ bỏ vậy. Y hạ nhẫn, đằng dã chiến chết, bộ đồ ngự hồn biến thành hai đoạn. Võ học của Nhật Bản lại một lần nữa bị Bùi gia hạ nhục. Sau đó, đám người đến từ Nhật Bản, Dracula, những cường giả đến từ những thế lực ngầm khác trên thế giới đều thu ánh mắt trở lại, cảm giác kia giống như nếu còn tiếp tục nhìn vào Bùi Vũ Phu thì sẽ khiến Bùi Vũ Phu chú ý, bị Bùi Vũ Phu làm thịt. Sau đó, bọn hắn cũng âm thầm suy nghĩ lại, nếu như bọn hắn có thể còn sống trở về thì nên báo lại với chủ nhân của bọn họ sự tình hôm nay như thế nào. Lúc này đây, người khó chịu nhất chính là Dracula, hắn không giống như tỏ chức mafia, cự phủ hay ma bồ đến để xem xét thực lực của Bùi Vũ Phu mà hắn đến đây là dựa vào chỉ thị của Odin, tổ chức của thần võng, lấy danh nghĩa của Odin hạ chiến thư với Bùi Vũ Phu. Hạ chiến thư. Đây chính là mục đích hắn đến tung cầu này. Nhưng mà, sau khi thấy được thực lực của Bùi Vũ Phu thì hắn đột nhiên cảm thấy rằng hình tượng vô địch của Odin trong lòng hắn đã bị lung lay, điều này làm cho hắn có chút chần chờ. Không đợi Dracula làm ra quyết định, lúc này hắn chỉ cảm thấy được bản thân mình đang bị người khác nhìn chằm chằm, hơi thở tử vong đang bao phủ lấy hắn làm cho hắn không kìm lòng được mà ngẩng mặt lên nhìn, thấy được Bùi Vũ Phu đang nhìn về phía hắn. Lộp bộp, thấy được ánh mắt của Bùi Vũ Phu, trong đầu nhớ lại cảnh Bùi Vũ Phu giết Y Hạ Nhẫn thì Dracula cũng sợ tới mức đái không ra một giọt. Sau đó, không đợi Dracula ổn định tâm thần thì ánh mắt của Bùi Vũ Phu đã lướt qua những người đại biểu cho những thế lực ngầm có mặt trong quyền tràng này. Hễ làm ai bị Bùi Vũ Phu dùng ánh mắt quét qua thì liền cúi đầu không nói, cả người cứng ngắc, một cử động cũng không dám. 20 năm trước, ta từng nói người phạm Trung Quốc ta, dù xa cũng giết. Cả quyền chàng im lặng, giọng nói uy nghiêm của Bùi Vũ Phu giống như là sấm rền nổ vang. Ngày hôm nay, những lời nó còn hữu hiệu, trở về nói cho chủ nhân của các ngươi biết, nếu để cho ta biết được có tổ chức nào muốn nhúng tay vào Trung Quốc thì cha con Bùi gia ta sẽ khiến nó biến mất trên bản đồ. Bên tai vang lên lời nói như đinh đóng cột của Bùi Vũ Phu, cảm nhận được sự uy nghiêm trong giọng nói của Bùi Vũ Phu thì đám người kia liền ủ rũ, căn bản không dám lên tiếng. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Hắc Hùng, Rahi, Ghét cũng cúi đầu không dám nhìn vào khuôn mặt Bùi Vũ Phu. Mà Odin thì tạm thời quên đi việc hạ chiến thư với Bùi Vũ Phu, mà hắn tính toán đem chuyện này bẩm lại cho Odin, để Odin tự mình định đoạt. So với đám người Dracula thì đám người Trung Quốc nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì ánh mắt liền trở nên sùng bái nhìn vào Bùi Vũ Phu. Phạm vào Trung Quốc, dù xa cũng giết. Mỗi một người Trung Quốc đều muốn hét lại câu này. Nhưng mà, bọn hắn rất rõ ràng, cả Trung Quốc rộng lớn như thế này thì chỉ có một mình Bùi Vũ Phu mới dám nói câu này. Vũ Phu à Vũ Phu, hôm nay cuối cùng ta cũng biết năm đó vì sao Vãn Tình lại chọn ông rồi, trên tình trường tôi thua ông tâm phục khẩu phục. Lúc này đây thấy được khí thế hào hùng của Bùi Vũ Phu thì Hạ Hà không nhịn được mà nói nhỏ. Không riêng gì Hạ Hà mà ngay cả Long Vương Diệp Cô Thành cũng khâm phục Bùi Vũ Phu. Nhưng mà khâm phục rất nhiên còn mang theo vài phần không cam lòng vì lúc nào Bùi Vũ Phu cũng nằm ở thế dưới. Qua tử, quá ngưu rồi. Mắt thấy Bùi Vũ Phu nói như lời này khiến cho đám người kia im miệng thì Bùi Đông Lai cười khổ, mở to mắt nhìn vào Bùi Vũ Phu. Giết hắn là việc phải làm. Mắt thấy còn mình khen ngợi thì khí thế trên người Bùi Vũ Phu biển đổi, dường như lại biến thành một người què chân, mặc chiếc áo rách nát, lái chiếc taxi. Lúc nào cũng nở ra nụ cười ngây ngô. Nhưng mà con, lấy thực lực ám kính của mình có thể giết chết tên tiểu tử đạt đến cảnh giới bán bộ hóa kính, thật sự là một việc đáng kiêu ngạo. Qua tử, chúng ta không nên tang bốc cho nhau nữa, có được không? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Ha ha! Bùi Vũ Phu cười lớn, ôm bả vai Bùi Đông Lai rồi đi xuống lôi đài. Dưới lôi đài, lúc này hai người Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Mắt thấy cha con Bùi Vũ Phu đi xuống lôi đài thì cả hai liền nắm chặt tay, vẻ mặt phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai. Dường như đối với các nàng mà nói thì trận chiến lúc nãy đối với các nàng là một cơn ác mộng. Thấy được Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na nắm tay lẫn nhân thì Bùi Đông Lai vốn là ngẩn ra, sau đó hắn liền lộ ra nụ cười ngây ngô giống như là Bùi Vũ Phu. Thấy được bộ dạng kia của Bùi Đông Lai thì Tần Đông Tuyết hé miệng cười khẽ, mà Hạ Y Na cũng là bị chọc cười. Lặng yên lau đi nước mắt trên mặt. Đông Lai ca thật sự rất nghiêu bức. Bởi vì có mặt của đám người Bùi Vũ Phu nên hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na xấu hổ không dám mở miệng, so ra mà nói thì Hỗn Thế Ma Vương Đông Phương Lãnh Vũ hoàn toàn không biết hai chữ như thế nào viết mất tự nhiên, hắn liền kích động chạy đến trước mặt Bùi Đông Lai, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Nói xong, vẻ mặt của Đông Phương Lãnh Vũ lại kích động nhìn vào Bùi Vũ Phu ở một bên. Đương nhiên là Bùi Thúc cũng càng nghiêu bức hơn nữa, không nghiêu bức không đủ hình dung, quả thật chính là. Đông Phương Lãnh Vũ muốn tìm từ nào để hình dung nhưng mà nín của nửa ngày cũng không tìm được. Con trai của tiểu thần đây à? Bùi Vũ Phu cười nói. Không lớn không nhỏ, cha của cháu gọi ta là Thúc, cháu cũng gọi là Thúc sao? Hả? Đông Phương Lãnh Vũ nghe vậy, vẻ mặt quính lên, theo sau nhìn thấy Bùi Đông Lai, nói. Cháu là đệ đệ của Đông Lai ca, tự nhiên kêu ngài là Thúc rồi. Lời của Đông Phương Lãnh Vũ vấp thốt ra thì tất cả mọi người đều bị chọc cười. Cùng lúc đó, Quý Hồng, Liễu Nguyệt cùng ba người Hạ Hà đã đi tới. Bùi Thúc, ân nhân, Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt liền mở miệng, trong đó ánh mắt của Quý Hồng nhìn về phía Bùi Vũ Phu đầy vẻ sùng bài mà ánh mắt của Liễu Nguyệt lại lộ ra sự cảm kích vì ăn chi ngộ năm đó. Bùi Vũ Phu cười cười rồi gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hạ Hà. Như thế nào, Vũ Phu? Làm bộ như không biết Hạ Bàn Tử ta a. Mắt thấy ánh mắt Bùi Vũ Phu quét tới, Hạ Hà tức giận, nói. Ta nói cho ông biết, trước kia Hạ Bàn Tử ta với ông là tình địch nhưng bây giờ chúng ta là thông gia. Hạ Hà vừa nói xong thì khuôn mặt của Hạ Y Na liền ửng đỏ, hận không thể tìm lỗ nào để chui vào. Ngượng ngùng rất nhiều, Hạ Y Na nhìn không được dùng dư quang nhìn Tần Đông Tuyết liếc mắt một cái. Thấy Tần Đông Tuyết cũng không có bởi vậy tức giận thì trong lòng nàng mới thở phào, đồng thời nàng cũng cảm thán phong cách đối nhân xử thế của Tần Đông Tuyết, ở trong lòng nàng đã tràn ngập cảm kích Tần Đông Tuyết cho nàng có cơ hội cùng Bùi Đông Lai cùng một chỗ. Nghe được Hạ Hà nói như thế thì Bùi Vũ Phu cũng không có kinh ngạc, mà là cười nói. Đã sớm nghe nói qua Hạ Bàn Tử ông rất lưu manh, hôm nay vừa thấy quả thế. Ha ha! Hạ Hà ha ha cười, nói. Mấy ngày trước khi Đông Nam rời khỏi Tây Nam thì ta còn nói Tết năm nay ông với ta phải cùng say một trận, nhưng mà đêm nay lại đúng dịp, chúng ta nhất định uống thống khoái. Được. Bùi Vũ Phu cười đồng ý. Sau đó nói. Mọi người cứ trò chuyện đi, ta lên đó đã. Nói xong thì Bùi Vũ Phu đi về phía chỗ đám người Trung Quốc. Mắt thấy Bùi Vũ Phu đi tới thì toàn bộ đám người Trung Quốc đều tỏ ra sùng bái nhìn vào Bùi Vũ Phu. Chỉ có một người ngoại lệ. Đại đệ tử Võ Đang là Lãnh Vô Cực. Dưới ánh đèn, hắn cau mày, nhìn về phía Bùi Vũ Phu ánh mắt thực phức tạp. Sau khi bắt chuyện với mọi người thì ánh mắt của Bùi Vũ Phu nhìn về phía Diệp Cô Thành đứng ở cách lối vào không xa. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Bùi Vũ Phu nên Diệp Cô Thành liền ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt hai người tiếp xúc, dường như hai người đã hiểu được ý tứ của đối phương. Thông ra, các vị đại sư này cũng muốn uống rượu. Chúng ta đến võ quán Vịnh Xuân của Thái Sư Phụ đi. Bùi Vũ Phu trở lại bên cạnh Hạ Hà, cười hỏi. Hạ Hà thực lưu manh gật gật đầu, nói. Ta không ý kiến, dù sao ta với ông uống cũng là say, cùng một đám người uống cũng là say. Nghe được Hạ Hà nói như thế thì Hạ Y Na liền trừng mắt Hạ Hà một cái, kết quả là khiến mọi người cười ha ha. Sau đó, đoàn người Bùi Vũ Phu liền rời khỏi quyền tràng ngầm, cùng nhau đi đến võ quán Vịnh Xuân. Khi nhóm người rời đi thì hơn 10 thành viên Long Nha xuất hiện ở lối ra. Dường như là tin tưởng với Bùi Vũ Phu nên Diệp Cô Thành liền âm thầm vẫy tay để đám người Long Nha kia không kiểm tra đám người Bùi Vũ Phu có mang theo máy ảnh hay không, liền trực tiếp cho đi. Thấy đám người Bùi Vũ Phu rời đi thì những võ giả Nhật Bản mới dám đứng dậy rời đi. Có lẽ là do cái chết thê thảm của Đằng Giã và Y Hạ Nhẫn. Có lẽ là sợ hãi Diệp Cô Thành sẽ ngăn lại cho nên đám người kia liền vứt lại thi thể của Đằng Giã và Y Hạ Nhẫn,
ngay cả thanh bố đô ngự hôn kia cũng không dám cầm. Cả đám giống như là đám lính tung cầu bị bại trận trước Việt Nam vậy, từ từ đi ra. Không riêng gì đám võ giả Nhật Bản, những thành viên của các tổ chức ngầm khác cũng bị kiểm tra, sau đó mới được cho phép rời khỏi quyền tràng ngầm này. Mấy phút đồng hồ sau, bên trong một chiếc Infinity, một gã võ giả vốn là người của nhẫn đường trong hội tam hợp liền bấm số điện thoại của Đằng Xuyên Nguyên. Hội trưởng, luận võ đã xong. Điện thoại được chuyển, tên này liền cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại, kết quả là khóe mắt của hắn giật giật đã bán đứng hắn, giọng nói của hắn mang theo chút run rẩy. Kết quả ra sao? Thấy được giọng nói khác thường của tên thủ hạ của mình thì Đằng Xuyên Nguyên liền cảm thấy đây là một dấu hiệu không tốt, trầm giọng hỏi. Bại, bại rồi. Khi nói chuyện thì trong đầu tên này không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Y Hạ Nhân Đại Sư và Đằng Giã Thiếu Gia đều bị đánh bại, hơn nữa bọn họ đều chết ở trên lôi đài. Cái gì? Mặc dù trong lòng Đằng Xuyên Nguyên đã cảm thấy không tốt, đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà nghe được Y Hạ Nhẫn và Đằng Giã chẳng nhưng bị đánh bại hơn nữa còn bị giết chết thì liền kinh hãi không thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Hội trưởng, rõ ràng là thực lực của tên gia hỏa tên là Bùi Đông Lai kia không bằng Đằng Giã Thiếu Gia nhưng mà vũ khí của hắn vô cùng cường đại. Thông qua loại vũ khí kia thì hắn đã đánh bại Đằng Giã Thiếu Gia. Y Hạ Nhẫn Đại Sư vốn muốn ngăn tên hỗn đản kia giết Đằng Giã Thiếu Gia, bất quá là bởi vì Bùi Vũ Phu ra tay nên cuối cùng đã không cứu được Đằng Giã Thiếu Gia. Nói tới đây, tên thủ hạ kia liền tỏ ra sợ hãi. Hội trưởng, Bùi Vũ Phu kia thật sự rất mạnh, hắn chỉ dùng 3 chiêu là có thể đánh bại Y Hạ Nhẫn Đại Sư. Ở trong 200 năm qua thì trong Nhật Bản thì Y Hạ Nhẫn chính là người thứ hai đột phá được nhẫn thuật cửu đoạn, mà lại bị Bùi Vũ Phu dùng 3 chiêu đánh chết. Ách! Nghe được tên thủ hạ nói điều này thì mặc dù Đằng Xuyên Nguyên có trái tim kiên cường đi chăng nữa thì cũng bị cả kinh, trong lòng hắn liền cảm thấy sợ hãi, không hé răng nói chữ nào. Hội trưởng, sau khi Bùi Vũ Phu giết chết Y Hạ Nhẫn Đại Sư thì hắn còn nói một câu. Tên thủ hạ kia nhớ tới lời cảnh cáo của Bùi Vũ Phu thì do dự một chút, cuối cùng cũng là quyết định nói lại cho Đằng Xuyên Nguyên. Câu gì? Phạm vào Trung Quốc, dù xa cũng giết, nếu có tổ chức nào dám đi vào Trung Quốc thì cha con Bùi gia sẽ khiến nó phải biến mất trên bản đồ. Bịch! Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy thì tay phải run lên, điện thoại liền rớt xuống. Bóng đêm như mực, gió đêm thổi đến, trong một chiếc Passat đang rời khỏi quyền tràng. Trong xe, đại đệ tử võ đang là Lãnh Vô Cực cầm lấy điện thoại rồi bấm một dãy số. Trưởng giáo. Điện thoại được chuyển, Lãnh Vô Cực cung kính mở miệng. Kết quả như thế nào? Đầu bên kia điện thoại, trưởng giáo của võ đang là Bạch Mi đạo nhân đang ở trong đạo quán võ đang, trầm giọng hỏi. Bùi Vũ Phu chỉ dùng 3 chiêu đã đánh chết Y Hạ Nhẫn. Lãnh Vô Cực không hề kể lại trận chiến mà chỉ nói ra kết quả. 3 chiêu. Lông mày Bạch Mi đạo nhân nhíu lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Vâng, trưởng giáo. Lãnh Vô Cực nghĩ đến công phu xuất thần nhập hóa của Bùi Vũ Phu thì giọng nói mang theo vẻ phức tạp, nói. Hơn nữa, theo như lời của Y Hạ Nhẫn kia thì bản thân hắn đã đột phá cửu thuật nhẫn đoạn, cũng chính là bước chân vào cảnh giới cương kính. Cái gì? Nếu như lúc nãy nghe được Lãnh Vô Cực nói Bùi Vũ Phu chỉ dùng 3 chiêu là có thể đánh bại Y Hạ Nhẫn thì Bạch Mi đạo nhân chỉ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà lúc này nghe được Bạch Mi đạo nhân nói Y Hạ Nhẫn đã bước chân vào cảnh giới cương kính thì hắn hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Trước khi chết thì Y Hạ Nhẫn có hỏi rốt cuộc là Bùi Vũ Phu đã đạt đến cảnh giới gì rồi nhưng mà Bùi Vũ Phu lại không nói. Lãnh Vô Cực lại bổ sung thêm. Lại nghe được Lãnh Vô Cực nói như thế thì Bạch Mi đạo nhân cũng không có hoài nghi tin tức này, dường như hắn có thể hiểu được tâm trạng của Y Hạ Nhẫn. Bạch Mi ta đã hao hết tâm tư, bế quan mấy năm. Dùng các loại linh dược mới có thể bước chân vào cảnh giới cương kính, vốn tưởng rằng có tư cách cùng Bùi Vũ Phu chiến một trận để tranh đoạt ngôi minh chủ võ lâm. Hiện giờ xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi, một ngày Bùi Vũ Phu còn sống thì vận mệnh của giới võ học Trung Quốc sẽ không thay đổi. Tục ngữ có nói, thất vọng không phải là điều đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là lúc ôm hy vọng ở trong người rồi đột nhiên cảm giác tuyệt vọng buông xuống. Lúc này Bạch Mi đạo nhân chính là như thế. Nguyện vọng đời này của hắn chính là trở thành minh chủ võ lâm để cho võ đang phát dương quang đại trở thành đại biểu trong giới võ học Trung Quốc. Vì nguyện vọng này mà hắn hao hết tâm tư để làm cho thực lực của mình tăng lên, tốn hết sức mới có thể bước vào cảnh giới cương kính,
vốn tưởng rằng nguyện vọng sẽ còn cách một khoảng không xa, nhưng kết quả lại biết được ngay cả tư cách chiến một trận với Bùi Vũ Phu thì hắn cũng không có. Đối với hắn mà nói thì đả kích này quả thật là không thể dùng từ nào để hình dung được. Thân là đệ tử của Bạch Mi thì Lãnh Vô Cực cũng có thể hiểu được tâm tình của sư phụ mình, cho nên hắn không dám lên tiếng. Sau khi cúp điện thoại xong thì Bạch Mi đạo nhân hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần rồi bấm một số điện thoại khác. Bạch Mi đạo nhân: đạo trưởng, kết quả sao rồi? Trong một gian phòng cao nhất của trụ sở Hồng Kinh hội tại Yên Kinh, Diệp Tranh vanh chùm lấy khăn tắm, tay cầm điện thoại nhìn về phía Tử Cấm Thành, mang theo vài phần chờ mong mà hỏi. Cha con Bùi gia thắng. Bạch Mi đạo nhân khẽ thở dài, tuy rằng Lãnh Vô Cực không nói kết quả trận chiến Bùi Đông Lai cho hắn biết, nhưng mà ở hắn xem ra ở đó có Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai không có khả năng thua. Nghe được Bạch Mi đạo nhân nói như thế thì vẻ mặt chờ mong của Diệp Tranh Vanh liền biến mất. Thực lực của Bùi Vũ Phu đã vượt xa tưởng tượng của ta, thậm chí là dùng từ đáng sợ để hình dung. Bạch Mi đạo nhân chỉ cảm thấy nhụt chí. Đời này ta không có cách nào để đuổi kịp hắn. Thậm chí ta cũng không biết lúc còn sống còn có tư cách để chiến với hắn một trận hay không. Mạnh đến mức độ nào? Diệp Tranh Vanh nhíu mày lại, hỏi. Sau khi sự việc ở khách sạn Yên Kinh qua đi thì hắn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cha con Bùi gia, hắn nằm mơ cũng muốn Bùi Vũ Phu đi gặp Diêm Vương. Cho nên khi hắn biết được tin tức cha con Bùi gia sẽ chiến với Y Hạ Nhẫn thì hắn còn mong Bùi Vũ Phu sẽ bị giết chết trên lôi đài. Hiện giờ, Bạch Mi đạo nhân chẳng những nói cho hắn biết cha con Bùi gia bình yên vô sự, hơn nữa còn nói thực lực của Bùi Vũ Phu đã mạnh không thể tưởng tượng nổi, đây không phải là đả kích đối với hắn sao? Bởi vì hắn biết một ngày Bùi Vũ Phu còn sống thì hắn không dám động vào Bùi Đông Lai, ngược lại khi Bùi Vũ Phu đã chết đi thì hắn tin tưởng bản thân sẽ có hơn một vạn phương pháp để đùa chết Bùi Đông Lai. Trên đời này hẳn là không ai có thể chiến thắng hắn. Bạch Mi đạo nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, miệng phiếm khổ nói. Lộp bộp. Nghe được Bạch Mi đạo nhân nói như thế thì Diệp Tranh Vanh liền cảm thấy xong rồi. Diệp công tử, lấy thực lực của Bùi Vũ Phu thì chỉ có ba loại tình huống mới có thể chết. Bởi vì đã đạt được hiệp nghị với Diệp Tranh Vanh cho nên Bạch Mi đạo nhân có thể hiểu được tâm tình của Diệp Tranh Vanh lúc này. Ba loại nào? Thứ nhất, tuân theo quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử. Bất quá, dựa vào sách cổ ghi lại thì người luyện võ đến mức tận cùng tuy rằng không thể cải lão hoàn đông nhưng mà có thể sống lâu hơn so với người bình thường. Bạch Mi đạo nhân từ từ nói. Diệp Tranh Vanh nghe vậy thì không nói gì, dựa theo lời của Bạch Mi đạo nhân thì Bùi Vũ Phu sẽ không chết trước bản thân hắn. Loại thứ hai, lấy thực lực bây giờ của Bùi Vũ Phu, không nói binh lính bình thường, cho dù là xuất động nhiều bộ đội đặc chủng đi chăng nữa thì cũng không có khả năng giết chết hắn. Nói một cách khoa trương thì cho dù Bùi Vũ Phu có đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích thì cho dù những binh lính đặc chủng cũng không thể giết chết hắn trừ khi là dùng những vũ khí có tính sát thương lớn. Diệp Tranh Vanh từng nghĩ qua vấn đề này, tuy rằng hắn được vinh dự là thái tử, là đại thiếu gia của Diệp gia nhưng mà hắn còn không có khả năng để tập trung những loại vũ khí hạng nặng kia. Còn thứ ba, trong đôi mắt của Diệp Tranh Vanh hiện lên vẻ chờ mong. Thập đại cao thủ trên thần bảng cùng vây công Bùi Vũ Phu. Bạch Mi đạo nhân trầm ngâm, nói. Tuy Bùi Vũ Phu mạnh nhưng mà những cường giả trên thần bảng cũng không yếu, nếu như bọn hắn vây công thì Bùi Vũ Phu hẳn là phải chết. Bạch Mi đạo trưởng, ngài cho rằng chỉ có bọn họ vây công mới có khả năng giết chết Bùi Vũ Phu sao? Bùi Vũ Phu đã chiếm ngôi vị số 1 trên thần bảng quá lâu. Toàn bộ cường giả đều muốn cướp lấy, nếu như cho bọn hắn có cơ hội này thì bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bạch Mi đạo nhân nghĩ nghĩ rồi nói. Cậu từng nói rằng Bùi Vũ Phu với những đại nhân vật kia đã có một hiệp ước là Bùi Vũ Phu sẽ thủ hộ Trung Quốc, nếu nói như vậy thì khả năng hắn bị vây công là rất lớn. Tốt! Diệp Tranh Vanh nghe thế thì mừng rỡ. Bạch Mi đạo trưởng, ngày chết của Bùi Vũ Phu cũng chính là ngày mà võ đang của ngài sẽ trở thành Trung Hoa đệ nhất phái, đến lúc đó Diệp gia sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngài hoàn thành nguyện vọng này. Không trả lời. Trong lòng của Bạch Mi đạo nhân dường như là chờ mong đến ngày này. Bởi vì ở hắn xem ra, lấy thực lực bây giờ của Bùi Vũ Phu thì ở khắp Trung Quốc này cũng không có ai là đối thủ của hắn cả. Chấm chấm. Cùng lúc này, Rao Hy liền đem tin tức Bùi Vũ Phu dùng ba chiêu giết chết Y Hạ Nhẫn báo lại cho thủ lĩnh của tổ chức Ma Bồ là bà Sa giáo chủ. Ngoài ra, Rao Hy cũng nói những lời cảnh cáo của Bùi Vũ Phu ra.
Bà Sa giáo chủ nghe được tin tức như thế thì trầm mặc 2 phút, sau đó cũng không nói gì mà trực tiếp cúp điện thoại. So với bà Sa giáo chủ bất động thì tổ thủ lĩnh của tổ chức cự phủ là An Đức Liệt sau khi được thủ hạ nói lại chuyện đã xảy ra thì trước tiên liền tuyên bố hủy bỏ hợp tác với gia tộc Nạp Lan ở Đông Bắc. Trước khi Bùi Vũ Phu chết thì tổ chức cự phủ sẽ không cho cứ bất kỳ thành viên nào đi vào Trung Quốc. Sau khi ra khỏi quyền tràng thì Dracula cũng báo lại tin tức này cho Odin, kết quả là biết được vì muốn xuất ra hết chiến lực để cùng Bùi Vũ Phu chiến một trận nên Odin vẫn còn đang bế quan. Lúc này đây, huyết thủ ghét người được xưng là một trong tử thủ của Mafia cũng đem chuyện này nói lại, bất quá hắn không có đem việc này nói lại cho hội trưởng của hội nghị Mafia mà là báo lại cho Anthony Gambino tộc trưởng kế nhiệm của gia tộc Gambino. Người nói y hạ nhẫn nói bản thân đột phá nhẫn thuật cửu đoạn, cũng chính là nói thực lực đã đột phá đến cảnh giới chiến thần, kết quả lại bị Bùi Vũ Phu dùng 3 chiêu đánh chết sao. Đang ở trong trang viện Gambino New York, Anthony nghe được ghét nói như thế thì cả kinh không nhẹ. Khiếp sợ là bởi vì hắn biết được cảnh giới chiến thần đáng sợ như thế nào. Gia tộc Gambino có thể nắm giữ được nghị viện Mafia Bắc Mỹ thì trừ quan hệ bạch đạo của gia tộc Gambino cường đại ra thì bởi vì cha của hắn cũng là cường giả đạt đến cảnh giới chiến thần, có lực uy hiếp rất lớn. Mà hiện giờ, ghét nói cho hắn biết rằng thực lực của y hạ nhẫn cũng đã đạt đến cảnh giới chiến thần, hơn nữa lại bị Bùi Vũ Phu dùng 3 chiêu mà giết chết, điều này có thể khiến cho hắn không khiếp sợ sao? Vâng, Anthony thiếu gia tôn quý. Nhớ lại cảnh Bùi Vũ Phu giết chết y hạ nhẫn thì trong lòng ghét vẫn còn sợ hãi. Anthony trầm mặc không nói. Anthony thiếu gia, hôm nay nữ nhân tên là Liễu Nguyệt kia cũng xuất hiện. Thân là tâm phúc của Anthony thì ghét biết được Anthony vẫn còn thắm thiết với Liễu Nguyệt nên hắn nói. Bất quá thuộc hạ vẫn không có cơ hội nói chuyện với nàng, sau khi cuộc chiến kết thúc thì nàng cùng với tên Bùi Đông Lai kia cùng rời khỏi. Anthony nghe vậy thì nổi giận không thôi. Nhưng mà hắn cũng biết cho dù hắn muốn chinh phục Liễu Nguyệt thì hiện giờ hắn cũng không thể làm gì được. Bởi vì, hắn nhớ lời dặn của cha hắn là hội trưởng của nghị viện Mafia cũng là một trong những cường giả trên thần bảng Yossi Gambino từng có nói qua một câu, ngày nào vũ thần Trung Quốc còn sống thì ngày đó vận mệnh của thế giới ngầm trên thế giới sẽ không thay đổi. Trước khi vào thì phân chia cảnh giới cho các bác biết. 1. Minh kính Nhật Bản nhẫn thuật 13 đoạn chiến sĩ Âu Mỹ cấp 13. 2. Ám kính Nhật Bản nhẫn thuật 46 đoạn chiến sĩ Âu Mỹ cấp 46. 3. Hóa kính Nhật Bản nhẫn thuật 79 đoạn chiến sĩ Âu Mỹ cấp 79. 4. Cương kính Nhật Bản nhẫn thuật 10 đoạn chiến sĩ Âu Mỹ cấp chiến thần. Tổ chức Ma Bồ cũng có minh kính, ám kính, hóa kính cùng cương kính. Lúc này đây, võ quán Vịnh Xuân. Vũ Phu, rượu ở đây quá nhẹ, đợi hôm nào đến Tây Nam thì tôi sẽ lấy rượu khá ra mời ông, uống nào. Bịch. Trong phòng ăn của võ quán, mặt của Hạ Hà đỏ bừng, nắm lấy bả vai của Bùi Vũ Phu nói được vài câu rồi xuống. Ha ha. Thấy được một màn như thế thì toàn bộ mọi đều nở nụ cười. Dưới ánh đèn bọn hắn cũng đều uống như Hạ Hà. Các vị, thông gia của tôi uống rồi, mọi uống đi. Tôi cùng Đông Lai đưa hắn về một hồi về tiếp tục uống. Mặc dù Bùi Vũ Phu không có dùng sức để bước cồn ra nhưng mà tử lượng của hắn cũng tốt nên cũng không. Được. Nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì mọi cũng không có ý kiến gì. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai liền bước lên đỡ lấy Hạ Hà. Bởi vì Hạ Hà uống quá nên lúc Bùi Đông Lai cõng Hạ Hà thì hắn cũng không biết. Ra khỏi phòng ăn. Cảm nhận được gió đêm thì cả Bùi Đông Lai nên tỉnh táo, hắn biết được Bùi Vũ Phu muốn mình ra đây là muốn nói với mình gì đó nên hắn liền chủ động mở miệng. Qua tử, mỗi lần cùng luận bàn, nhìn thì thấy sắp đánh nhưng mà lại không lần nào đánh có phải là vì lúc nào cũng có thể tiếp vào thái nhập thần không? Lấy thực lực Bùi Đông Lai, rằng không thể thấy được nhất cử nhất động cuộc chiến giữa Bùi Vũ Phu và y hạ nhẫn nhưng mà hắn có thể cảm nhận được Bùi Vũ Phu đã tiến vào thái nhập thần mới có thể thoát một đao của y hạ nhẫn. Ừ, Bùi Vũ Phu gật đầu, không có phủ nhận điểm này. Thực lực của biến thái như thế vì sao lúc nhỏ lại không dạy công phu cho nếu như dạy từ nhỏ thì hiện tại còn cũng là cao thủ ám kính đỉnh rồi đó chứ. Bùi Đông Lai cười ghẹo, nhưng mà lòng hắn lại rõ ràng. Sở dĩ hắn có được thực lực như hôm thì việc lúc nhỏ Bùi Vũ Phu lúc cũng cho hắn thuốc nước còn là vì nhân hợp với hồn của Tiêu Phu,
nếu như không có nhân đó thì cho dù từ nhỏ Bùi Vũ Phu có dạy cho hắn cái gì đi chăng nữa thì chưa chắc hắn đã vượt qua thành tựu như. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì lòng Bùi Vũ Phu có chút thổn thức. Nụ cười mặt Bùi Vũ Phu biến mất, sắc mặt tỏ ra phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai, hỏi. Đông Lai, thật lòng thì ta cũng không để ý tên tiểu tử đằng dã kia dùng ám khí để muốn giết ta cũng không đoan có thể né được một kích sát của nó, thậm chí ta cho rằng xác suất né được sẽ rất nhỏ. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì nụ cười của Bùi Đông Lai cứng đờ, bước chân cũng dừng lại, lòng nhắc đến đảo sóng lớn, hắn đến Bùi Vũ Phu không có ra là vì có lòng đối vào hắn. Trong màn đêm, Bùi Đông Lai dừng lại ở khuôn mặt thuộc của Bùi Vũ Phu, hắn không chút tình yêu của Bùi Vũ Phu dành cho mình, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không rằng lúc thấy hắn chết thì Bùi Vũ Phu cũng sẽ không ra. Ta không ra cứu là bởi vì ta cảm thấy được chiến giữa và tên tiểu tử kia không phải chỉ là chiến của Bùi gia mà nó còn đại biểu cho cả Trung Quốc. Thấy được vẻ khiếp sợ đôi mắt của Bùi Đông Lai thì Bùi Vũ Phu đầu nhìn mặt nói. Từ nhỏ ta đã cùng tập võ với ông nội của lúc đó ông nội còn nói, nếu sau này muốn cùng ta luận võ thì nhất định phải chính đại chiến thắng đối thủ, không thể dùng thủ đoạn nào, nếu không sẽ làm mất mặt Bùi gia. Nếu lúc ấy ta xuất thủ cứu thì chẳng những sẽ làm mất đi thể diện của Bùi gia mà còn ném đi mặt mũi của giới võ học Trung Quốc. Nói Bùi Vũ Phu thu hồi ánh mắt nhìn về Bùi Đông Lai. Phần tự mặt của hắn chợt lóe lên sau đó hắn dùng một loại khí phức tạp, hỏi. Trách ta sao? Trách sao? Trong lòng Bùi Đông Lai ra một loại cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này nói không rõ, thế cho nên hắn há mồm ra, nửa không có ra một chữ. Qua tử, lúc nhỏ vào núi, khi đó cũng không biết quá khứ hoàng của lúc đó, vọng của là có thể đi ra khỏi núi. Sau khi mặc một lúc thì Bùi Đông Lai nhẹ giọng nói. Sau đó lại đồng ý định của ra khỏi núi lớn để cho có thể thấy được thế giới bên thế giới này không công bằng, bởi vì có rất nhiều nhìn chúng ta bằng ánh mắt từ nhìn xuống. Khi đó không thích cái loại ánh mắt này, cũng không thích bị khác chửi. Bị khác mắng là càng không thích khác nhìn dùng như là nhìn một kẻ ăn cho nên lúc ấy lòng đã âm thầm thề rằng, sau này còn sẽ cố gắng để mua nhà cho cưới vợ đẹp cho để cho những ấy sẽ không còn dùng ánh mắt kia để nhìn nữa. Nghe được Bùi Đông Lai hỏi một đằng, lời một nẻo thì lòng Bùi Vũ Phu cảm thấy nhói lên, hắn từ túi lấy ra một gói thuốc lá rồi ném cho Bùi Đông Lai một điếu, giúp Bùi Đông Lai châm lửa. Sau đó chính mình lại đốt lên một điếu, hăng hít lấy. Hô! Bùi Đông Lai hút một hơi rồi thở ra một khói, cười khổ nói. Sau đó, khi Miêu Gia Gia cũng nạp Lan Trường Sinh đến tìm thì còn mới cảm thấy được quá khứ của không đơn giản nhưng mà không nói nên cũng không hỏi. Sau đó, bởi vì nạp Lan Gia quá đáng nên đã xông vào nạp Lan Gia đánh nạp Lan Trường Sinh tàn phế. Ngày đó qua, lòng càng cho rằng quá khứ của rất hoàng, và lúc đó cũng thấy được sự cường đại của nhưng mà quá khứ của có hoàng bao nhiêu đi chăng nữa. Có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa thì lòng cũng không để ý. Bùi Đông Lai lại ra một khói, nói. Cho nên, sau khi thích Đông Tuyết càng không dám nói cho biết rằng gia thế của Đông Tuyết rất tốt. Ngày đó, khi xe lửa ghé qua Yên Kinh thì cũng định xuống xe nhưng mà lúc ấy tự nói với lòng rằng, chỉ có thể để cho bản thân đi vào cửa của Tần gia, khiến cho Tần gia cho phép lúc đó Bùi Đông Lai có thể giống chó, cố gắng phấn đấu nhưng mà chỉ làm một chó đứng. Nói tới đây thì Bùi Đông Lai dừng lại, đôi mắt nhìn vào Bùi Vũ Phu, gằn từng chữ. Bởi vì đã dạy cho rằng chỉ quỳ xuống đất lạy cha lạy mẹ, không dạy quỳ mặt khác. Trong lòng Bùi Vũ Phu lên, nắm điếu thuốc cũng hơi. Bởi vì không muốn quỳ xuống, không muốn cúi đầu nên khi bước vào Đông Hải thì liền gặp vô số phiền phức, đối mặt với nhiều muốn đưa vào chỗ chết nhưng vẫn dùng quả đấm của mình để đánh qua. Còn có thể lần lượt biến thành thì thân thủ tốt. Não hoạt ra thì còn có vận khí tốt. Sau đó, mới biết được những lúc có thể bình từ chỗ chết nhưng mà vẫn không biết được tức của là bởi vì vẫn đứng sau lưng của Yên Lặng mà nhìn ủng hộ thẳng cho đến khi bất đắc dĩ lắm mới vào Yên Kinh, cố gắng tiên bước vào Tần gia thì mới hiện thân, dùng một loại phương phức mà nằm mơ không thể để hạ nhục Diệp gia, làm cho tòa đế vương chi thành đó ở Yên Kinh phải ảm đạm thất sắc. Nói Bùi Đông Lai có chút kích động. Qua tử, lúc nãy hỏi có không? Vài giây sau, Bùi Đông Lai nên bình tĩnh lại, mở miệng lần nữa, âm rất nhẹ. Thật sự mà nói thì cũng không thể lời vấn đề này của con không phải là một cao thượng, khác kính một thước thì kính một nhưng mà khác cho một đao thì sẽ lại 10 đao. Bùi Vũ Phu vậy, vẻ mặt tự muốn nói lại thôi. Cha,
Bùi Đông Lai đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi thật sâu, mắt đỏ lên, cười nói. Cho dù làm cái gì đi nữa thì cũng không vĩnh viễn sẽ không. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Bùi Vũ Phu mặc lại. Trong màn đêm, Bùi Vũ Phu lại hút thuốc hơi, phải có chút ánh mắt không lóe ra, dường như đang định một điều gì đó rất khó khăn. Vài giây sau, hắn bắn tàn thuốc ra, thâm ý nhìn vào Bùi Đông Lai, cười khổ nói. Có một số việc sau này sẽ hiểu. Hy vọng là thế. Bùi Đông Lai cười cười, bóp tắt tàn thuốc. Con gái của Hà Bàn Tử đã vì mà giá rất nhiều, chấp nhận nàng cũng rất khó để nói đúng sai. Bùi Vũ Phu nhìn thoáng qua SS đang nằm bất tỉnh, nói. Bất quá, nhà đầu Đông Tuyết kia thân là hoàng thân quốc thích nhưng mà biết bàn vẫn thương vẫn cùng đi qua đoạn đường nhất, có thể nói là hoạn nạn thấy chân tình, đúng là không đổi. Sau này, bất luận là gì phát đi chăng nữa thì bọn nó cũng là dâu của Bùi gia. Con biết rồi. Bùi Đông Lai gật gật đầu nhưng lòng không hiểu vì sao Bùi Vũ Phu lại nói những lời này. Nhà đầu Đông Tuyết kia nhìn qua đã chấp nhận sự tồn tại của hạ nhà đầu, cũng không cần lo lắng, mau đi đi. Bùi Vũ Phu cười lên nói khác. Đưa hạ thúc đây cho ta. Tuy rằng hạ Na và Tần Đông Tuyết đi cùng với Bùi Đông Lai về võ quán Bịnh Xuân này, bất quá bởi vì Bùi Đông Lai còn bồi Bùi Vũ Phu uống rượu nên đã để đi đến biệt thự. Lúc này Bùi Vũ Phu nói thế thì Bùi Đông Lai liền đưa SS cho Bùi Đông Lai rồi đi đến biệt thự. Lúc này đây, biệt thự Hạ Na và Tần Đông Tuyết đang ở ghê cùng nói. Các nàng đã nói rất lâu, đề tài vẫn Bùi Đông Lai. Khi đó mình cũng không biết cậu ta là của Bùi Thúc, cũng chưa từng qua của Bùi Thúc, cho nên sau khi biết được cậu ta gặp sự cố thì mình giống như kẻ cứ lo lắng cho cậu ta, vắt hết óc tìm biện pháp, tìm hỗ. Nói đến hành đến hàng hồ thì Hạ Na cười khổ không thôi. Không chỉ là cậu, từ đầu tớ cũng không biết được thân phận thật sự của cậu ấy, vẫn là sau này cha mẹ tớ mới cho tớ biết. Tần Đông Tuyết cũng cười khổ. Khi đó tớ luôn tò mò vì sao một đi ra từ núi lại thành tích luôn đứng thứ nhất nhưng mà mãi đến khi biết được thân phận của cậu ấy thì tớ mới biết được đáp án, giống như lời cha tớ nói rằng hổ phụ vô tử. Đông Tuyết, cậu có điều không biết. Từ nhỏ đến lớn điều phiền phức nhất đối với tớ chính là đám ông cháu cha, nếu từ đầu tớ biết được thân phận của cậu ấy thì chắc rằng ấn tượng của tớ đối với cậu ấy cũng không tốt đẹp gì. Hạ Na nhìn không được cười nói. Người kia, quả thực chính là giả ăn cọp, không phải nói là giả dạng dân quê để tán mỹ nữ, đều khiến cho chúng ta lật mương. Tần Đông Tuyết cười mà không nói, mắt hiện lên một tia phức tạp. Sau đó, không đợi Hạ Na nói cái gì nữa. Bên đã vào tiếng bước chân. Tên kia đã lại rồi, chúng ta đừng nói nữa. Nghe được tiếng bước chân thì Hạ Na hạ giọng nói với Tần Đông Tuyết, sau đó nhìn về phía cửa. Tần Đông Tuyết cười cười, giống như Hạ Na nhìn về phía cửa, cùng đợi Bùi Đông Lai xuất hiện. Hề hề. Ngoài cửa, bằng vào thính lực biến thái của mình nên Bùi Đông Lai đã được Hạ Na nói mình là giả ăn cọp nên hắn liền dở khóc dở cười. Bởi vì, khi hắn ra, giả ăn cọp là không là hắn, mà là Bùi Vũ Phu. Chẳng biết tại sao, vừa rồi Tần Đông Tuyết cùng Hạ Na hai còn tán gẫu được rất vui vẻ, giống như là một cặp chị vậy nhưng mà khi Bùi Đông Lai đi vào thì không hẹn mà cùng cảm nhận được vài phần xấu hổ. Không có uống nhiều đó chứ. So sánh với Hạ Na mà nói, Tần Đông Tuyết từ nhỏ xuất thân từ Tần gia, sau một hồi xấu hổ thì nàng mở miệng hỏi. Không. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Vì không cho không khí quá mức xấu hổ, biết rõ còn cố hỏi, nói. Các cậu đang làm gì đó? Nói phiếm thôi. Tần Đông Tuyết cùng Bùi Đông Lai lần lượt mở miệng làm cho phần xấu hổ lòng Hạ Na giảm bớt rất nhiều. Wow, nói gì thế? Bùi Đông Lai giả tới cùng. Nói về việc ở học và đại học. Không còn cảm thấy xấu hổ nữa, Hạ Na đã khôi phục lại bộ dạng của Hạ Đại Tiểu Thư, nàng không che giấu mà nói thẳng. Cậu cái tên này, rõ ràng là một bức, võ nhị đại lại giả vờ là một hai lúa, hại cho chúng ta lật mương, thật sự quá âm hiểm. Âu, khi nào mà là có cách nói võ nhị đại đây? Bùi Đông Lai tỏ ra vẻ bình tĩnh hỏi. Không riêng gì võ nhị đại, vẫn là biến thành nhị đại, phú nhị đại cùng quân nhị đại. Tần Đông Tuyết cũng cười ghẹo, giúp đỡ Hạ Na công kích Bùi Đông Lai. Ngô Vũ Trạch từng nói cho Bùi Đông Lai, ba nữ nhân một bàn diễn. Bùi Đông Lai rất hiện giờ hắn thấy được mặt của hắn đang hát, ta đàn đây. Cái này, tớ đi tắm đã.
Bùi Đông Lai từ mới ở về nên chỉ rửa sơ sơ rồi cùng đi uống rượu với đám Bùi Vũ Phu. Lúc này thấy không phải là đối thủ của Tần Đông Tuyết và Hạ Na thì hắn liền lấy cớ, chuẩn bị chuồn đi. Đông Tuyết, tớ có chút mệt, đi đây. Hạ Na vừa Bùi Đông Lai muốn đi tắm rửa thì đập hơn, giả vờ một cái, không đợi Tần Đông Tuyết lời liền lên lầu. Ở lúc bởi vì nhân có tật giật mình nên khuôn mặt nàng đỏ bừng, đập hơn. Nhưng mà, trong lòng nàng cũng có chút áy náy. Áy náy kia cũng chính là bởi vì nàng cố ý nói bản thân nàng mệt, muốn để cho Bùi Đông Lai với Tần Đông Tuyết. Tớ cũng mệt rồi, Na, chúng ta cùng đi đi. Tuy rằng Tần Đông Tuyết không biết Bùi Đông Lai đã ăn Hạ Na nhưng mà nàng cũng nhìn ra được Hạ Na muốn để cho tối Bùi Đông Lai với nàng, vì thế cười mở miệng. Cố ý không cho Hạ Na khó xử. À, được. Nghe được Tần Đông Tuyết nói như thế thì Hạ Na vốn là ra, theo sau đầu cười một tiếng, nụ cười đã khâm phục cùng cảm kích. Thấy định đi thì Bùi Đông Lai cũng không có mà âm thầm thở phào một hơi, bản hắn cũng không biết phải đối diện như thế nào với tình cảnh xấu hổ này. Đông Tuyết, là cậu qua với hắn đi. Trên giường phòng Hạ Na đã bỏ đi ái khoác, mở miệng nói với Tần Đông Tuyết. Để hắn một mình đi. Tần Đông Tuyết lắc lắc đầu, rồi cởi quần áo ra, chỉ để lại một bộ đồ bó sát màu hồng. Đông Tuyết, cậu nói rằng sau khi hắn tắm thì có đi qua đây không? Có lẽ là không còn cảm thấy xấu hổ, có lẽ đã Tần Đông Tuyết là nhà nên Hạ Na đã nói không có chút kiêng kỵ nào. Chắc là không. Tần Đông Tuyết vậy thì lời, sau đó liền nói giỡn. Nếu như hắn dám đi vào thì chúng ta dùng gối ném hắn, đuổi hắn ra khỏi đây. Không thể không nói so với Hạ Na thì Tần Đông Tuyết càng hiểu Bùi Đông Lai hơn. Sau khi tắm thì Bùi Đông Lai cũng không đi vào phòng Tần Đông Tuyết và Hạ Na, mà hắn đứng cửa sổ, nhớ lại chiến hôm. Tự hỏi, nhớ lại. Điều này đã thành thói của Bùi Đông Lai. Mỗi tối thì hắn luôn nhớ lại những đã xảy ra sau đó tự để sai phạm cho sau. Reng, reng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên điện thoại hắn lên. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động. Đi đến cầm lấy điện thoại thì thấy được nhắn của Quý Hồng, lão bản thân ái, tối cậu sẽ phi sao? Ách! Dù là Bùi Đông Lai sớm thích ứng Quý Hồng chọc nhưng mà thấy được nhắn như thế này của Quý Hồng thì cũng không biết nói gì. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai thì nhắn thứ của Quý Hồng đã tới Đông Lai tiểu đệ đệ thân ái, cậu mông thì tỷ tỷ đây đã biết cậu muốn thả cái dám gì rồi. Cho nên cậu có giả vờ với tỷ tỷ. Tỷ tỷ nếu đã dám nhắn cho cậu thì cũng đã biết cậu sẽ ở chỗ với đại mỹ nhân nhưng mà cậu chỉ có thể ở phòng mình dùng mũ đại cô nương để giải vấn đề. Bùi Đông Lai liền tức giận, lời, hơn nửa đêm rồi mà cô còn không cô có bệnh gì à? Tin nhắn Quý Hồng liền tới Đông Lai đệ đệ thân ái, tỷ tỷ đây mắc phải bệnh tịch mịch, dù sao thì cậu cũng không thể phi rồi, không bằng cậu đến khách sạn tìm tỷ tỷ sẽ cùng đánh với cậu. Bùi Đông Lai lời phi cái muội muội của cô chứ phi. Tin nhắn Quý Hồng, nếu mà tỷ tỷ có muội muội thì sẽ cùng phi với cậu, đến đây. Chấm. Bùi Đông Lai một không nói gì, lấy điện thoại vứt qua một bên. Một lát sau di động lại lên. Bùi Đông Lai do dự một chút, vẫn là lấy điện thoại di động ra, lại mở ra Quý Hồng. Ách, thấy được nhắn thì Bùi Đông Lai liền há to miệng. Bởi vì nhắn lần này là một tấm hình. Ảnh chụp là Quý Hồng chụp gương, nàng mặc một bộ váy màu tím, đứng gương. Nhắm một mắt, làm ra một cái hôn gió, ra tư thế hình chữ S, có thể thấy được cặp bánh bao 36D kia, hơn nữa cái mông của nàng còn nhảy lên làm cho ta xém chút nữa mà phún ra mái, khi chụp thì không biết nàng có cố tình không mà cố ý nhấc chiếc váy lên, lộ ra chiếc đùi như. Dưới tấm ảnh là một dòng chữ, năm, vất vả, đệ chớ để khóc, để tỷ tỷ giúp cậu. Sáng sớm 28 Tết, những gia chủ của các thế gia võ học liền rời khỏi võ quán Vịnh Xuân. Mà lúc bọn họ đi thì Quý Hồng, Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi lại chạy tới võ quán. Vũ Phu, tối hôm qua uống nhiều quá khiến tôi hơi đúng là có chút tiếc, chờ hôm nào hai chúng ta tiếp tục một. Bởi vì còn ba nữa là đến Tết, hơn nữa bia được hai Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu sẽ đến Tần gia ở Yên Kinh ăn Tết nên SS Định Sáng sẽ cùng Hạ Y Na lại Tây Nam, khi đi thì hắn có chút tiếc nuối vì tối qua không thể uống cạn hứng với Bùi Vũ Phu. Được. Bùi Vũ Phu cười đáp ứng, lại nói. Tết ta sẽ Đông Tuyết đến nhà của ông. Cần nhất là những lời này. Hạ Hà lên tiếng, cười vui vẻ, sau đó nhìn Hạ Y Na. Nữ nhi bảo bối,
Hạ Bàn Tử đã nói rồi, nếu muốn đi kịp thì hãy nói với Đông Lai đi.